Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một vòng vui vẻ, nói. Đường kiếp bị bắt, tất cả mọi người đều biết rõ. Tứ cực môn không tức giận mới là lạ chứ. Huống chi vẫn là sự tình liên quan tới thuyền thược, Khô Lâu Dòng binh đoàn, còn có Vũ Tiên Sinh, ta ngược lại muốn xem các ngươi cường đại cỡ nào, có thể chống đỡ được Thiên Nhất Các cùng tứ cực môn trùng kích hay không. Muốn thuyền thược, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ninh Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Vân Tiêu, nếu như thuyền thược thực ở trên người đường kiếp mà nói, vậy hắn không ngoan ngoãn đợi ở tổng bộ, chạy đến Khinh Ca Lâm Địa làm cái gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm tĩnh lại nói. Cái này cũng chính là vấn đề ta muốn biết rõ ràng. Các ngươi ở lại căn cứ đệ bát đội không được rời khỏi, ta phải đi xem Khô Lâu Dòng binh đoàn một chuyến. Nhìn xem hai nàng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn khẽ cười nói. Đừng quên ta có giới thần bia, sự tình có nguy hiểm đi nữa, trốn vào đi là được. Trừ phi bọn hắn có loại trình độ như Vi Thanh cùng Diêu Kim Lương, có thể phá vỡ thế giới chi lực. Nếu không ai có thể làm khó dễ được ta. Hắn không có cùng mấy người bân kiệt gặp mặt, trực tiếp ly khai phòng tu luyện, liền hóa thành một đạo quang mang hướng thành nam mà đi. Cả Khinh Ca Lâm Địa thập phần to lớn, trong thành phi hành thời gian một nén nhang mới tiến vào địa bàn Khô Lâu Dòng binh đoàn. Mỗi ngày mỗi giờ, trên bầu trời đều có đại lượng võ giả bay tới bay lui, cho nên động tác của hắn cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý cả. Khinh Ca Lâm Địa tuy rằng đều là địa phương cuồng đồ cùng bạo đồ tụ tập, nhưng ở dưới thế lực bất đồng quản hạt, vẫn có bất đồng thật lớn. Ở bên trong thành nam này, ngoại trừ nhân loại ra, hắn lại vẫn chứng kiến một ít chủng tộc kỳ dị. Ở trong một góc không ngờ, bầy quầy bán hàng dĩ nhiên là một trương ngư nhân tám cánh tay. Tên trương ngư nhân kia tựa hồ cũng phát hiện Lý Vân Tiêu đang nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc không hài lòng, khẽ nói. Hiếm thấy vô cùng. Lại nhìn có tin ta móc con mắt của ngươi ra hay không? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, đi ra phía trước, ở trên quầy hàng kia nhặt lên một khỏa trân châu đặt ở dưới ánh mặt trời điều tra, đồng tử có chút co rúm người lại, nói. Viên trân châu này bao nhiêu tiền? Vị trí của trương ngư nhân kia cực kỳ vắng vẻ, cũng không thấy được. Lại để cho Lý Vân Tiêu phát hiện nguyên nhân của hắn, cũng là bởi vì viên trân châu bên trên quầy hàng này mang đến cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Hấp dẫn hắn đi qua. Trân châu. Trương ngư nhân lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Ngươi thực cho rằng nó là trân châu. Là ngươi ngốc, hay là ngươi coi ta ngốc? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Vậy xin hỏi đây là loại hạt châu gì? Lần này ngược lại đem trương ngư nhân hỏi khó rồi, hắn nhíu mày trầm ngâm hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết đây là cái hạt châu gì, nhưng tuyệt đối không phải trân châu là được. Nếu là ngươi có thể nói ra lai lịch cùng công hiệu của hạt châu này, ta có thể tiện nghi chút ít bán cho ngươi. Lý Vân Tiêu nội tâm một hồi cười lạnh, nếu ta thực nói ra, ngươi còn có thể bán cho ta mới kỳ quái, hắn cũng buồn bực lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết là cái hạt châu gì, chỉ là cho ta một loại cảm giác hết sức kỳ quái mà thôi. Hạt châu này bao nhiêu tiền ngươi bán? Trương ngư nhân hoài nghi liếc hắn một cái, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Tóm lại cái hạt châu này tuyệt sẽ không là phàm vật là đúng. Như vậy đi, nhìn ngươi cũng là thực sự ưa thích, 1000 vạn trung phẩm nguyên thạch cầm lấy đi được. Ta ít con mẹ nó, đầu gạch chéo a, 1000 vạn, ngươi tại sao không đi ăn cướp a? Lý Vân Tiêu trực tiếp đem hạt châu hướng trên mặt đất quăng ra, đứng dậy muốn đi, trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Ai ai, chớ đi a, giá cả còn có thể thương lượng. Bạch tuộc quái thấy hắn muốn đi. Lập tức gấp, lập tức minh bạch mình mở giá thật có chút không hợp thói thường. Hắn cũng chỉ là muốn thăm dò trong lòng đối phương đến cùng hạt châu này giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao hắn cũng không biết là vật gì, bán hồi lâu đều không có thể bán đi. Trên đường cũng không ít người có hứng thú, nhưng cuối cùng đều không có thể thành giao. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu dừng bước lại, vội hỏi. Thứ này ngươi có phải thực ưa thích hay không? Như ngươi là thật tâm ưa thích mà nói. Ngươi ra giá, ta cảm thấy được phù hợp liền bán. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu một hồi cười lạnh, loại tiểu xiếc này cũng dám chơi ở trước mặt mình. Đột nhiên phía trước lảo đảo chạy tới một nam tử, toàn thân sắc mặt tái nhợt, nhưng bộ dáng lớn lên thập phần tuấn lãng, chỉ là hai mắt tất cả đều là mắt đen thật sâu, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau lưng mấy dòng binh bộ dáng hung thần ác sát đuổi tới, một người trong đó đuổi khá nhanh, chính là một cước đem nam tử kia phía trước đá ngã trên mặt đất. Trượt hơn 10 mét,
nằm ngay tại địa phương cách chỗ Lý Vân Tiêu không xa, trên mặt liên tục kêu rên cầu xin tha thứ. Mấy dòng binh kia rất nhanh đuổi theo, một người trong đó hung ác nói. Đã nói 3 ngày trước trả tiền, vậy mà trốn đi, cho rằng trang điểm vào chúng ta sẽ không nhận ra ngươi. Ngươi chính là hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra. Trên mặt đất nam tử kia kêu khóc nói. Ta thật không có trốn a, mà là bị một đại biến thái bắt đi. Cũng không có trang điểm, ta mấy ngày nay lọt vào tra tấn không thuộc con người, mới biến thành bộ dạng này. Các ngươi tin tưởng ta, nợ tiền 2 ngày nữa sẽ trả lại cho các ngươi. Tra tấn không thuộc con người. Không trả tiền lão tử chính là cho ngươi xem cái gì mới thực sự là tra tấn không thuộc con người. Mấy người xông lên, mặc kệ nam tử cầu xin tha thứ như thế nào, chính là một hồi quyền đấm cước đá. Loại chuyện này mỗi ngày đều trình diễn, Lý Vân Tiêu cũng lười muốn xem đến, đối với bạch tuộc quái kia duỗi ra 3 ngón tay. 300 vạn. Trương Ngư Nhân lộ ra vẻ cổ quái, kêu la nói. Ngươi lần này cũng chém vào quá ác a. Thoáng một phát đã chém dụng 2/3. Như vậy đi, ta cũng không trả giá, một giá nói, 500 vạn nguyên thạch thành giao. Ta cũng là nhìn ngươi thiệt tình ưa thích mới bán, nếu như ngươi không phải thật tâm ưa thích, mặc cho ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Không con mẹ ngươi a. Lý Vân Tiêu mắng. Hải tộc đều là một ít người bản tính thuần phác, từ lúc nào chạy ra gian thương dối trá như ngươi. Ở trên mặt đất sinh sống lâu, cũng đi theo học cái xấu. Lão tử nói là 3 vạn, nhiều một khối nguyên thạch ta cũng không cần nữa. Đột nhiên một đạo thanh âm quái dị từ nơi xa truyền đến, khặc khặc cười nói. Ai ui, bảo bối của ta, ngươi như thế nào chạy trốn? Ngay sau đó nam tử bị quần ẩu kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như nổi điên khóc hô lên. Giết ta a, các ngươi tranh thủ thời gian đánh chết ta đi. Ta chính là chết cũng không muốn rơi vào trong tay người kia a. Vài tên dòng binh đoàn đều là nhướng mày, vừa muốn xoay người sang chỗ khác, đã cảm thấy một cổ hào quang hiện lên, tất cả đều là trên cổ kịch liệt đau đớn thoáng một phát, ngay sau đó đã mất đi chi giác. Đối với người khác xem ra, tình huống chính là một đạo quang mang hiện lên, sau đó chuyển đến mấy thanh âm gãy cổ răng rắc, sau đó vài tên dòng binh đoàn thân thể xa xa bay ra ngoài, rơi ngã trên mặt đất sớm đã chết tuyệt. Tên nam tử còn lại kia khi trước bị quần ẩu. Hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, giống như chứng kiến bất thế ác ma vậy. Bảo bối của ta, chẳng lẽ là ta có chỗ nào không khiến cho ngươi hài lòng sao? Vậy mà chạy khắp nơi đi ra, vẫn là theo ta trở về a. Tên nam tử mới xuất hiện này cầm trong tay một chiếc khăn lụa, che miệng mà cười. 10 đầu móng tay dài bên trên sơn đầy màu đỏ, trên mặt thoa son phấn, môi hồng răng trắng, mị nhãn như tơ, bộ dáng 10 phần nhân yêu. Nháy mắt tên nhân yêu kia xuất hiện, Lý Vân Tiêu lại là đồng tử hơi co lại, nội tâm khiếp sợ. Yêu nhân kia khí thế tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng vừa mới rồi lúc ra tay loại võ ý cường đại chấn động này vẫn để cho trong lòng của hắn cả kinh. Mà ngay cả bạch tuộc quái cũng là 2 con ngươi co lại thành một tiểu cầu, rất nhanh lại khôi phục lại, kêu la nói. 3 vạn, ngươi giết người a, ngươi dứt khoát giết ta đi, coi như là chân châu. Một quả lớn như vậy cũng không chỉ 3 vạn a. Ta giết ngươi a. Nam tử trên mặt đất kia không biết từ đâu tụ tập lại dũng khí xông lên, một quyền đem hết toàn lực hướng trên người nhân yêu đánh đến. Phía trên quyền phong kia phát ra hào quang hiển hách, người này dĩ nhiên là một gã vũ tông. Ba. Nhân yêu cười khẽ một cái, tay trái tiếp được một quyền của hắn, không ngừng dùng ngón tay trên nắm tay của hắn sờ tới sờ lui, thương tiếc nói. Bàn tay nhỏ bé kiều nộn cỡ nào a, dùng để vung nắm đấm rất đáng tiếc. Tay phải hắn cầm khăn mặt vung lên, một đạo khí tức hồng nhạt bắn ra, tên vũ tông nam tử kia lập tức dần dần mê ly lên, trước khi ánh mắt mất đi hào quang, đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. 3 vạn đã là giá cao nhất ta có thể đưa ra, bán thì bán, không bán thì cút ngay. Bạch tuộc quái cả giận nói. Đây là quầy hàng của ta. Có lẽ nên cút đi là ngươi mới phải. Ai nha, trân châu thật xinh đẹp nha. Bạch tuộc ca ca, bao nhiêu tiền nha. Đột nhiên truyền đến thanh âm của yêu nhân kia, chỉ thấy hắn nắm tay tên vũ tông cường giả kia, nhẹ nhàng bước đi tới, từ trên quầy hàng cầm lấy viên trân châu kia nhìn kỹ một hồi. Bạch tuộc quái nuốt một ngụm nước miếng, trong dạ dày một hồi quay cuồng, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ai nha.
Nhân yêu nhõng nhẽo cười nói. Xem tám cánh tay của ngươi một bộ dáng người thành thật, ta thấy ngươi rõ ràng chính là bát khiếu linh lung tâm nha. Ai, đáng tiếc, nếu như là tám cái chân nhỏ hẳn càng tốt hơn a. Quẹ, Lý Vân Tiêu vừa nghĩ tới tám cái chân nhỏ, cũng nhịn không được nữa, trong dạ dày đồ ăn lập tức xông lên, trực tiếp ở trước quầy hàng nôn mửa liên tục. Nhân yêu lúc này mới nhìn Lý Vân Tiêu một cái, đột nhiên con mắt ngơ ngẩn, phát ra ánh sáng lập lòe, trên mặt xuân sắc càng phát ra sáng lên. Bạch tuộc quái cũng toàn thân run rẩy thoáng một phát, vội vàng từ trong tay nhân yêu đoạt lại hạt châu, cả giận nói. Mua thì mua, không mua liền cút nhanh lên. Lý Vân Tiêu vỗ ngực một cái, ổn định cảm xúc, sắc mặt đều có chút trắng bệch, nói. 300 vạn thì 300 vạn a, ta mua, mau mau đem chân châu cho ta. Hắn chỉ cảm thấy một khắc cũng nhịn không được nữa, ở bên cạnh yêu nhân kia thêm một giây đồng hồ đều cảm thấy muốn sụp đổ. Bạch tuộc quái cũng là tâm tư đồng dạng, đem hạt châu đưa tới. 3. Nhân yêu rất nhanh vô cùng đem tay của bạch tuộc quái bắt tới trong tay, nhõng nhẽo cười nói. 300 vạn ta cũng mua. Bạch tuộc quái chỉ cảm thấy tay đối phương không chỉ có bắt lấy chân châu, vẫn còn ở trên tay hắn sờ tới sờ lui, lập tức nổi ra gà tại trên thân thể, vội vàng đem tay rút về, nói. Tranh thủ thời gian trả tiền mau ta còn kết thúc công việc. Hắn đem cái tay bị tên nhân yêu kia sờ dơ lên cao cao, hận không thể đem cánh tay này chém bỏ, duỗi ra một cái tay khác đưa ra thu tiền. Tựa hồ nghĩ đến cái gì hắn biến sắc đem cái tay kia cũng thu hồi lại, chỉ trên mặt đất nói. Đem tiền để xuống đất là được. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước cả giận nói. Ta xiên ngươi bạch tuộc đầu, chẳng lẽ không có thứ tự đến trước và sau sao? Bạch tuộc quái liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi nói. Ra. Hạt châu ngay ở đó, có bản lĩnh chính ngươi cầm lấy đi. Yêu nhân kia lấy ra một túi chữ vật, đổ ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, sau đó đối với Lý Vân Tiêu cười nói. Tiểu đệ đệ đừng nóng vội, viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này tuy rằng chân quý, nhưng bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Ca ca ta mua được chính là muốn đưa cho tiểu đệ đệ. Cái gì, đây là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Bạch tuộc quái lập tức sắc mặt thay đổi. Kinh hãi mở to hai mắt. Đông Hải Nguyệt Minh Châu chính là hải tộc chí bảo, chính là Đông Hải giao nhân nhất tộc thánh nữ vào lúc rơi lệ mới có thể ngưng tụ mà thành hạt châu. Tương truyền là vật thuần khiết nhất trên thế gian, có thể tinh lọc hết thảy năng lượng xấu, giá trị khó có thể đánh giá được. Trên đời truyền lưu một câu thuyết pháp như vậy, Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Nói chính là hai loại chí bảo đại tinh khiết nhất thế gian. Đông Hải Nguyệt Minh Châu cùng Lam Điền Noãn Tâm Ngọc, hai kiện bảo bối này không những có thể tinh lọc thế gian các loại lực lượng, hơn nữa nếu là đeo ở trên người mà nói, có thể chống cự tâm ma xâm lấn, dự phòng các loại tình huống tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện, vạn kim khó cầu. Bạch tuộc quái giờ phút này triệt để phát mộng, nếu thật là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đừng nói 300 vạn, coi như là 30 tỷ cũng mua không được a. Quẹ! Lý Vân Tiêu cưỡng ép đem đồ ăn trong dạ dày đè xuống. Sắc mặt một hồi trắng bệch. Hắn cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà nhận ra Đông Hải Nguyệt Minh Châu này. Hắn cũng là bởi vì duyên cớ thần thể, lúc này mới có một tia cảm ứng. Nếu không tuyệt đối không thể ở bên trong một đống tạp hóa này lấy ra một viên hạt châu như thế được. Nhân yêu vươn tay ra, hạt châu đã nằm ở trong lòng bàn tay hắn, đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Tiểu đệ đệ, cầm đi đi, ca ca đối với người mới quen đã thân, đây liền xem như là lễ gặp mặt. Cánh tay kia xanh miết như ngọc, thật giống như cánh tay nữ tử bình thường, ngả vào trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đã giật mình, vội vàng nhảy ra hơn 10 mét, xa xa chỉ vào hắn nói. Ngươi đem hạt châu để xuống đất là được, sau đó thối lui 100 mét, ta tự mình cầm lấy. Đột nhiên một cổ lực lượng vẻn vẹn bạo phát đi ra, khí thế trên người bạch tuộc quái lập tức vọt tới đỉnh điểm một tay đã hướng hạt châu kia chộp tới. Bảy cánh tay khác cũng không có rảnh rỗi, một cái đem quầy hàng trên mặt đất xoáy lên. Hai cánh tay niết khởi quyết ấn, từng đạo kim quang chán phóng ra. Còn có trên hai cánh tay hào quang chớp động, phân biệt hiện ra lưỡng thanh trường kiếm, hai cánh tay cuối cùng, một quyền một chưởng đã hướng phía nhân yêu đánh đến. Ngay sau khi xác định hạt châu này chính là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, hắn lập tức đổi ý. Đông Hải Nguyệt Minh Châu đối với bọn họ hải tộc mà nói. Không chỉ là chí bảo có thể cho tu luyện làm nhiều công ít,
nhưng lại có một tầng ý nghĩa thập phần trọng yếu. Căn bản không có hải tộc sẽ đem loại vật này bán đi. Nhân yêu trong mắt nhẹ nhàng nghiêng ở một bên, nhìn chăm chú lên bạch tuộc quái, cười lành lạnh nói. Quái vật xấu xí tám cánh tay, lại dám quấy rầy ta cùng tiểu đệ đệ lần thứ nhất gặp mặt, thật là đáng ghét. Nói tới vươn ra cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt, đem hạt châu bảo hộ tại lòng bàn tay, một quyền trực tiếp hướng bên cạnh thân vung đi. Bạch tuộc quái oanh ra một quyền nhất trương chi lực, dĩ nhiên lập tức bị phá khai mở, chỉ cảm thấy quyền phong của đối phương hóa giải hết thảy lực lượng của hắn, hướng trái tim của mình đánh tới. Chi! Hắn hoảng hốt hít một hơi lạnh, hai thanh bảo kiếm đột nhiên chém xuống, trong hai cánh tay nặn ra quyết ấn cũng theo đó đánh xuống. Thân thể của hắn tại thời khắc này cũng đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa, trở nên bắt đầu cực lớn. Trên người khí tức ở trên con đường mở ra, dĩ nhiên là võ hoàng đỉnh phong. Phanh! Người trên con đường này tất cả đều giật mình đem ánh mắt quăng tới, chỉ thấy bạch tuộc quái trước kia thần sắc hung dữ đột nhiên đã ngốc trệ. Hai con người thoáng cái tựu chậm chậm tan rã ra, thân thể hắn vừa mới bành trướng, trong lúc đó tựa như hết hơi, dần dần uể oải xuống. Mà sáu cánh tay oanh ra kia, tại thời khắc này liên tiếp nổ bung, bắn ra bao quanh huyết phụ. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy quyền đầu của nhân yêu đã cắm vào bên trong trái tim của bạch tuộc quái. Bàn tay xinh đẹp xanh lục như ngọc kia trên đó không ngừng có máu tươi nhỏ ra. Bọn hắn cảm giác không thấy thực lực của nhân yêu, nhưng là vừa rồi bạch tuộc quái lập tức tuôn ra đến lực lượng, chấn nhiếp tâm linh mỗi một người, tuyệt đối là võ hoàng đỉnh phong không thể nghi ngờ. Như vậy, tồn tại có thể làm cho võ hoàng đỉnh phong ở dưới một chiêu chết đi. Người ở xung quanh vốn là đều tới xem náo nhiệt, hoặc là không có việc gì như cũ phối hợp làm việc, giờ phút này đều là toàn thân phát lạnh lên, vội vàng nhao nhao dịch chuyển khỏi vị trí, tận lực rời xa yêu nhân kia. Lý Vân Tiêu cũng là mồ hôi lạnh chảy xuống, thầm nghĩ trong lòng xong đời rồi, yêu nhân kia dĩ nhiên là bát hoang cảnh võ tôn. Chính mình vừa rồi trực tiếp ra 300 vạn nguyên thạch đem hạt châu mua xuống hẳn là tốt rồi. Vì ham chút nguyên thạch này, lần này không chỉ có hạt châu nguy hiểm làm không tốt còn cúc hoa cũng không giữ được. Hắn nhìn xem bộ dáng yêu nhân kia dùng đầu lưỡi liếm môi, chỉ cảm giác chỗ cúc hoa của mình một hồi lạnh lẽo. May mắn hảo ca ca ta phản ứng kịp thời, nếu không hạt châu này đã bị máu của tên bạch tuộc quái xấu xí này làm bẩn rồi. Nhân yêu nhõng nhẽo cười đi tới, vươn tay. Viên Nguyệt Minh Châu kia còn sáng loáng nằm ở trong lòng bàn tay, cười nói. Tiểu đệ đệ, mau tới đây cầm a. Ọt ọt. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, không ngừng lui về phía sau, yết hầu khô khốc một hồi chát chát nói. Ngươi để xuống đất a. Nhân yêu cười hì hì bắt đầu a, nói. Đừng sợ a, ca ca rất muốn cùng ngươi uống chút rượu với nhau, tâm sự đây này. Lý Vân Tiêu xoa xoa đổ mồ hôi, nói. Ngươi không phải đã có một đệ đệ ấy ư, hơn nữa ta còn bề bộn nhiều việc, ngươi buông hạt châu, sau khi ta lấy liền đi. Ngươi nói là hắn. Nhân yêu chỉ sau lưng tên Vũ Tông Cường giả đã mất đi thần thức, ánh mắt lộ ra một vẻ chán ghét, nói. Người này ta căn bản không biết, xem người ta rất xinh đẹp sẽ sống chết quấn quýt lấy người ta, thật sự là chán ghét. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên thân tên Vũ Tông Cường giả lập tức bị oanh nổ ra. Chỉ còn lại hai cái đùi đổ xuống trên đường. Ta chán ghét con mẹ ngươi a, hạt châu kia lão tử không muốn. Lý Vân Tiêu đáy lòng phát lạnh, quay người đã hóa thành một đạo quang mang bay đi. Cho dù là võ tôn cường giả, hắn cũng có dũng khí chiến một trận. Mặc dù không địch lại, cũng không trở thành chạy trối chết. Nhưng đối mặt với nhân yêu này, đáy lòng của hắn cũng đã phát lạnh, đâu còn để được bao nhiêu dũng khí chiến đấu. Cùng võ tôn bình thường đánh. Thua nhiều lắm là vừa chết mà thôi. Đến loại trình độ này như bọn hắn, đã sớm không có khái niệm sinh tử. Nhưng là cùng yêu nhân kia nói chuyện, nếu là thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trước tình huống tên Vũ Tông Cường giả lúc trước cũng có thể thấy được đến, sống không bằng chết. Khặc khặc, tiểu đệ đệ còn rất quật cường nha, ca ca ta thích. Lý Vân Tiêu cuồng phi sau một lúc, bên tai còn truyền đến thanh âm của yêu nhân kia. Lập tức sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch. Chỉ thấy cách đó không xa, nhân yêu đang cười hì hì nhìn theo hắn xem, trong ánh mắt lộ vẻ ham muốn. Hừ, nếu ngươi đã muốn tới, ta liền mang ngươi đi chơi một chút. Lý Vân Tiêu cố nén nội tâm nộ khí, cảm giác bị một nhân yêu đùa giỡn, là lớn lao nhục nhã. Hắn hướng phía một phương hướng bay nhanh mà đi,
Đột nhiên nhân ảnh bên cạnh lóe lên, nhân yêu tốc độ dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hắn, đưa hắn chặn đường trên không trung, cười lành lạnh nói. Ta biết rõ ngươi muốn đi đâu, chỗ kia thật có mấy gia hỏa khó giải quyết, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một đám. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, địa phương hắn muốn đi đúng là chỗ thiên nhất các cao thủ ẩn giấu. Ninh Linh Nhi lại để cho Chu Tường cẩn thận theo dõi thiên nhất các, lúc này mới tra ra được chỗ ẩn thân của đám cao thủ mới tiến vào Khinh Ca Lâm địa, đang ở trong thành Nam này. Lý Vân Tiêu đúng là muốn đem nhân yêu dẫn đi qua, sau đó dẫn phát hỗn loạn, lại để cho yêu nhân kia cùng đám người thiên nhất các kia xung đột, không thể tưởng được lại bị xem thấu. Hơn nữa yêu nhân kia dĩ nhiên cũng biết chỗ kia có dấu cường giả, hắn đến cùng là người nào. Nhân yêu phối hợp nói ra. Trong khoảng thời gian này Khinh Ca Lâm địa giống như không quá thái bình a, liên tiếp xuất hiện không ít cao thủ. Hắn nhìn chằm chằm vào phía xa, hiếm có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Những người kia hẳn là thiên nhất các a, chẳng lẽ ngươi là người của thiên nhất các? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Biết rõ là tốt rồi. Đợi lát nữa đồng bạn ta đến, tất nhiên đem ngươi xé nát. Trong mắt nhân yêu xẹt qua một tia ngưng trọng, nhưng như cũ vẫn nét mặt tươi cười như hoa, khặc khặc nói. Ai nha, hay cho tiểu đệ đệ không có lương tâm. Người ta chỉ là muốn tặng ngươi một viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu mà thôi, thứ này bao nhiêu người đoạt phá đầu lâu đều không chiếm được đấy. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, nói. Ngươi ra giá đi, viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu ta muốn. Nếu ngươi đã biết ta là người của thiên nhất các, đã biết rõ tuyệt sẽ không có giá tiền không đưa ra nổi. Ngươi ưa thích nam nhân ta không quản, nhưng nếu là muốn đánh chủ ý với ta, ta sẽ khiến cho ngươi chân chân chính chính biến thành nữ nhân. Trong mắt nhân yêu tràn đầy vẻ u oán, giận dữ nói. Nếu như người ta thật sự là nữ nhân thì hay rồi. Ngươi cũng sẽ không để ý tới người ta. Vân Tiêu cũng nhịn không được nữa, liền nước đắng đều ọe ra, cả giận nói. Đừng cho là ta đang đe dọa ngươi, có nghe qua thuật luyện sư tên gọi Phong Tử Kiệt a? Chuyên môn chơi đùa nhân thể khí quan biến thái, rất nhiều năm trước hắn đã nghiên cứu ra bí pháp đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem nữ nhân biến thành nam nhân. Hiện tại hắn ngay tại một chỗ bí mật của thiên nhất các ta. Nếu là ngươi chọc tức bổn thiếu gia, ta liền cho ngươi trở thành nữ nhân chính thức. Nhân yêu trên mặt ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin, trên mặt hiện lên một mảng ửng hồng. Kích động nói. Phong Tử Kiệt không phải chết rồi sao? Hắn vẫn còn sống sao? Ngươi thực có thể đem ta biến thành nữ nhân chân chân chính chính. Không phải đang gạt ta. Cái này đến phiên Lý Vân Tiêu ngốc trệ ở đó, hắn nhìn thấy nhân yêu kích động từng bước một đi tới, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, nói. Ngươi có ý tứ gì? Nhân yêu trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hưng phấn nói. Nữ nhân a, ta muốn trở thành nữ nhân, ta muốn biến thành chân chân chính chính nữ nhân, nếu như là Phong Tử Kiệt mà nói, nhất định có thể. Đúng hay không, ngươi giúp ta, van cầu ngươi giúp đỡ ta. Lý Vân Tiêu. Nhân yêu đứng ở không trung, kích động có chút phát run lên, nói. Những người này đến, ta bắt không ít thuật luyện sư, lại để cho bọn hắn nghiên cứu phương pháp đem nam nhân biến thành chính thức nữ nhân, thí nghiệm hơn 1000 lượt. Nhưng lại không một lần thành công. Toàn bộ là một đám thùng cơm. Về sau ta rốt cục tuyệt vọng, đem những tên thuật luyện sư kia toàn bộ đơn giản biến thành nữ nhân. Nhưng nếu như là vị phong luyện sư trong truyền thuyết kia mà nói, nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Lý Vân Tiêu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Thì ra là thế, vị phong thuật luyện sư kia, thật là có biện pháp. Đừng tới đây, ngươi lui ra phía sau. Ngươi lại đi tiến thêm một bước, đời này đừng hòng muốn trở thành nữ nhân chính thức. Yêu nhân kia nghe xong, quả nhiên đứng ở không trung, không dám động thoáng một phát. Trong mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng vẻ chờ mong. Lý Vân Tiêu nội tâm điên cuồng mắng chửi không thôi, nói, đại biến thái, trên đời này như thế nào nhiều kẻ biến thái như vậy? Lúc trước lão tử tại thời điểm vũ đế đỉnh phong, nên đem mấy tên biến thái trên đời này toàn bộ quét sạch một lần, hiện tại cũng sẽ không gặp phải bọn biến thái này nữa. Nhân yêu ánh mắt sau khi kích động, liền lộ ra vẻ hoài nghi, nói. Ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa gạt ta hay không? Phong Tử Kiệt thật không có chết,
hơn nữa người thật có thể nói động được hắn. Trong mắt của hắn dần dần hội tụ lên lệ khí, lạnh giọng nói. Là ngươi gạt ta, để cho ta nguyện vọng thất bại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lý Vân Tiêu cảm nhận được hàn ý của hắn, sợ tới mức khẽ run rẩy, mắng, nam nhân rơi vào trong tay ngươi, cái đó không phải sống không bằng chết. Hắn vội vàng nói. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nói cho ngươi biết ha, tên Phong Tử Kiệt kia chính là sư phụ của ta. Ta gọi Cố Nguyệt Sinh, cũng là một gã thuật luyện sư. Nói xong, hắn còn đem hồn lực trên người mình phóng xuất ra, hơn nữa kể lại một ít tình huống trước kia và bây giờ của Phong Tử Kiệt. Đương nhiên là linh hồn hiển ảnh ở trong giới thần bia từ trong miệng Cố Nguyệt Sinh ép hỏi ra được. Nhân yêu sau khi nghe xong, lần nữa khó có thể ức chế kích động lên, run rẩy nói. Không sai, không sai. Những chuyện này thật sự là thói quen của hắn. Lúc trước vì tìm hắn. Ta cũng nghiên cứu rất nhiều tư liệu cùng tình báo, ngươi nói tuyệt không sai, xem ra ngươi thật sự là đồ đệ của hắn. Lý Vân Tiêu lau lau mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm, ban đầu ở Viêm Vũ Thành, đối mặt với Vũ Đế Tinh Túc lão quái đều không có khẩn trương như vậy. Hắn lâm không nói, ngươi đến cùng là người nào, còn có, ta vì sao phải giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nhân yêu do dự một chút. Nghĩ đến nguyện vọng lớn nhất cả đời của chính mình còn cần nhờ người trước mắt này, không thể có nửa điểm qua loa, vì vậy thành thành thật thật nói ra. Người ta gọi Vũ Văn Cao, ngươi nếu là có thể đủ giúp ta mà nói, không chỉ có viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này cho ngươi. Hơn nữa có thể thay ngươi hoàn thành bất cứ sự tình gì ta có đủ khả năng. Còn có, còn có. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra thần sắc vũ mị, nhõng nhẽo cười nói. Còn có đợi nhân gia biến thành nữ nhân chính thức. Sau đó lần đầu liền cho ngươi hưởng dụng. Phốc, Lý Vân Tiêu tại chỗ phun ra một búng máu đến, một hồi đầu óc mê muội, cơ hồ muốn từ không trung té xuống. Trong lòng của hắn vội vàng không ngừng cảnh giác nói, chịu đựng, ngàn vạn không thể ở trước mặt yêu nhân kia té xíu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cưỡng ép nhắc tới một ngụm chân khí, lại để cho chính mình thoáng ổn định lại, sắc mặt tái nhợt nói. Vũ Văn Cao. Tử thần cung có tên biến thái gọi là Vũ Văn Tường, là gì của ngươi? Vũ Văn Cao biến sắc, lập tức nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Người nọ thật sự là thân ca ca của nhân gia. Mỗi lần có nam nhân tốt, đều là hắn hưởng dụng đầu tiên, đợi đến lúc không cần nữa sau đó lại lần nữa cho người ta hận chết hắn. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẳng định một câu, quả nhiên là đám biến thái tử thần cung kia. Tử thần cung chính là tổ chức đệ nhất sát thủ ở trên đại lục, nghe mà biến sắc. Hơn nữa càng thêm lại để cho người ta biến sắc, sát thủ trong tổ chức này toàn bộ là một đám biến thái ưa thích nam nhân. Cho nên thượng vũ giả bị tử thần cung nhìn chằm chằm vào, thà rằng bị giết cũng không muốn còn sống rơi vào trong tay những người này. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy ngươi đến Khinh Ca Lâm Địa là vì có chuyện gì? Chẳng lẽ là người xuất tiền giết người? Là muốn giết ai? Vũ Văn Cao khẽ nói, có vị Mỹ nam tử cầm tử thần lệnh bài đến thăm, nói là muốn giết một gã tên gọi Lý Vân Tiêu. Vốn tử thần lệnh bài xuất hiện, nhất định phải bản thân cung chủ tự thân xuất mã hoàn thành nhiệm vụ mới được, nhưng là ca ca xấu xa kia của ta bị tên Mỹ nam tử kia mê hoặc thần hồn điên đảo, cả ngày trong cung không biết ngày đêm hưởng dụng, lúc này mới phái ta đi ra. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, cơ hồ không có huyết sắc. Hắn biến sắc nguyên nhân một phần nhỏ là vì đối tượng đối phương muốn giết dĩ nhiên là chính mình, thêm một nguyên nhân nữa là thay vị Mỹ nam tử cầm tử thần lệnh bài đến thăm kia thương xót. Tuy rằng không biết đối phương là người nào, tại sao phải giết chính mình, nhưng nghĩ đến người nọ hiện tại mỗi ngày đều đang bị Vũ Văn Tường hưởng dụng người nọ, đã cảm thấy được trải qua báo ứng thảm nhất. Như thế nào, ngươi nhận thức Lý Vân Tiêu? Vũ Văn Cao thấy sắc mặt hắn biến hóa, hoài nghi nói. Nghe nói tên Lý Vân Tiêu kia cũng là tuyệt sắc Mỹ Nam, không biết thật hay giả. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ cười gằn, nói. Người ta rất muốn bắt đến hưởng dụng thoáng một phát đây này. Tại thành Nam đợi vài ngày, tự nhiên biết rõ trong quán trà nghe được dòng binh đoàn cùng thương minh đại chiến gì đó đều là vô nghĩa. Trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, hắn ngược lại là hy vọng có thể gặp được một vị Mỹ Nam tử lực ảnh hưởng lớn như thế. Lại để cho hắn có mục tiêu. Lý Vân Tiêu trợn mắt cả giận nói. Tên Lý Vân Tiêu kia tuy rằng là tuyệt đại Mỹ Nam, nhưng cũng là sinh tử chi giao của ta.
Ngươi đừng vội đánh chủ ý lên hắn, nếu không chính là liều mạng một lần, ta cũng sẽ không lại để cho sư phụ ta thay ngươi tiến hành chuyển đổi giới tính. Vũ Văn Cao sợ hết hồn, kinh hoàng nói. Bớt giận, bớt giận, ta bất quá là nói một chút mà thôi, huống hồ cõi đời này Mỹ nam tử nhiều vô số kể, ta chắc chắn sẽ không vì một người đàn ông mà đắc tội ngươi. Ngươi đã nói như vậy, cho dù Lý Vân Tiêu này lớn lên đẹp như ngươi, ta cũng sẽ không động nửa điểm tâm tư. Lý Vân Tiêu nhìn tên biến thái trước mắt này, không nguyên do nỗi giận mắng. Trước tiên đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia cho ta, để dưới đất, lui về phía sau 100 mét, tự ta lấy. Vũ Văn Cao không dám đắc tội hắn, chỉ lo nguyện vọng của mình thất bại, theo lời mà đi, đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu thả xuống, lui lại 100 mét. Lý Vân Tiêu 10 ngón một điểm, ở trên không trung ngưng tụ một chút thủy hệ nguyên tố, đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia thanh tẩy mấy lần, lúc này mới vồ vào trong tay. Vừa chạm vào, liền có một loại cảm giác vô cùng thân thiết tràn vào trong cơ thể, thật giống như là một bộ phận của thân thể mình. Mấy đại huyệt trên người hắn ở dưới Nguyệt Minh Châu cảm ứng, hơi tỏa ra ánh sáng màu trắng, trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng thu hạt châu vào trong giới chỉ, để tránh khỏi bị Vũ Văn Cao phát hiện dị tượng. Quả nhiên, trong mắt Vũ Văn Cao lóe ra vẻ nghi hoặc, cau mày, tựa hồ nhận ra được cái gì. Nhưng cái này đối với hắn mà nói không đáng kể, hiện tại hắn mấu chốt nhất chính là nịnh nọt đối phương, chờ mong để nhân phong kiệt vì mình biến tính. Nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu lại nhanh chóng tính toán, làm sao lợi dụng tên biến thái này, hắn hỏi. Ngươi ở thành Nam đợi bao lâu, có cảm giác được dị thường gì không? Vũ Văn Cao cau mày nói. Đợi 7 ngày, thay đổi lớn nhất chính là gần nhất có rất nhiều cao thủ lẻn vào. Trong đó có chút ngay cả ta cũng không mò ra nội tình, có loại cảm giác sắp nổi phong ba. Nguyên bản nhiệm vụ của ta là đánh giết Lý Vân Tiêu, chỉ là bởi vì không ngừng xuất hiện cao thủ, lúc này mới án binh bất động, muốn trước tiên tra rõ ràng lại nói. Mặc dù hắn biến thái, nhưng cũng không phải người ngu, ngược lại có thể tu luyện tới vũ tôn, người nào không phải tồn tại thiên phú cực cường, thông minh cực cao. Hắn nghĩ một chút, lại nói. Trừ thiên nhất các bọn ngươi ra, còn có người của tứ cực môn, tựa hồ còn có vài cỗ thế lực thần bí, ngay cả ta cũng không có thăm dò tình hình rõ ràng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, trầm giọng nói. Ngoại trừ thiên nhất các cùng tứ cực môn, còn có những thế lực khác. Vũ Văn Cao gật đầu nói. Phương thức liên lạc cùng với nhân viên của thiên nhất các cùng tứ cực môn rất dễ phân biệt, những thế lực còn lại kia phỏng chừng đều là môn phái lánh đời, vì lẽ đó ta nhất thời không có nhận ra. Thực lực ngược lại không quá mạnh, chí ít sẽ không mạnh hơn thiên nhất các ngươi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nở nụ cười nói. Không tệ, không hổ là cường giả từ tử thần cung đi ra. Chỉ cần ngươi giúp ta mấy sự tình, ta không chỉ để sư phụ biến tính cho ngươi, hơn nữa còn sẽ đưa một đại Mỹ Nam cho ngươi hưởng dụng. Trong đầu hắn hiện ra bóng người của Đường Kiếp. Đại Mỹ Nam. Vũ Văn Cao cau chân mày lại, cười duyên nói. Không biết so với ngươi thì sao? Hắn bây giờ nhìn chúng chỉ là biến tính mà thôi, còn Mỹ Nam, lấy thực lực của hắn, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cả người Lý Vân Tiêu run run một cái, cả giận nói. Sau này không cho đùa giỡn ta như vậy, cũng không cho có bất kỳ ý nghĩ liên quan tới ta. Vũ Văn Cao lúng túng nở nụ cười nói. Đùa giỡn, sau này sẽ không dám. Một tên vũ tôn cường giả, dĩ nhiên vì loại việc biến thái kia, đối với hắn khúm núm như vậy. Nhưng nội tâm Vũ Văn Cao lại tức giận phun trào, hừ nói, hiện tại ngươi cứ việc cuồng ngạo đi. Chờ sau khi ta trở thành nữ nhân chân chính, nhất định phải đem ngươi chộp tới làm nhục ngàn vạn, cho ngươi vinh hạnh trở thành người đàn ông đầu tiên sau khi ta biến tính. Lý Vân Tiêu nơi nào nhìn không ra nội tâm hắn nghĩ gì, cũng cười gần không ngớt nói. Hiện tại ngươi thay ta đi tìm hiểu một chuyện, Khô Lâu Dòng binh đoàn bắt được một người tên gọi Đường Kiếp, còn có một vị đội trưởng Dòng binh đoàn gọi Mộc Không. Ngươi giúp ta tìm hiểu hai người này giam ở nơi nào. Vũ Văn Cao lộ ra vẻ hoài nghi nói. Gần đây thiên nhất các ngươi tới không ít cao thủ, vì sao chuyện như vậy còn muốn ta đi làm? Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói. Ngay cả ngươi cũng nhìn ra thân phận thiên nhất các của chúng ta, người của Khô Lâu Dòng binh đoàn sẽ không biết sao. Hiện tại để ngươi xuất thủ là tốt nhất, hơn nữa Đường Kiếp này lớn lên cũng không tệ. Vũ Văn Cao nói. Đường Kiếp. Ánh mắt hắn ngưng lại nói. Chẳng lẽ là người của tứ cực môn? Lý Vân Tiêu cười nói.
không sai, tứ cực môn đại công tử. Trên mặt Vũ Văn Cao lướt qua một tia cười gằn, kiệt kiệt cười nói. Không tồi không tồi, loại nam nhân có thân phận này, ta còn thực sự chưa chơi qua. Chờ ta hỏi thăm ra, liền đi nơi tụ tập của Thiên Nhất Các tìm ngươi. Lý Vân Tiêu vội nói. Không thể, hiện tại thân phận của Thiên Nhất Các không cho bại lộ, khoảng thời gian này ta đơn độc ở bên ngoài, ngươi có tin tức liền đến khách sạn tìm ta. Hắn lưu một cái địa chỉ, hai người lại đơn giản giao lưu mấy lần, liền từng người tách ra. Lý Vân Tiêu tìm một khách sạn ở lại, không nghĩ tới tình thế thành Nam so với mình dự tính còn muốn phức tạp. Xem ra đường kiếp xuất hiện, ngoại trừ Thiên Nhất Các ra, còn gây nên không ít thế lực chú ý. Vào lúc này mấu chốt nhất chính là nhận rõ tình thế, bằng không một mạch vọt vào sẽ trở thành bia đỡ đạn. Đặc biệt gặp phải Vũ Văn Cao, quả thực chính là dĩa bánh từ trên trời rớt xuống, nguyên bản là muốn tới giết mình, hiện tại trở thành một sự giúp đỡ lớn. Lấy thực lực của Vũ Văn Cao, ở trong thành Nam này, cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Huống hồ những người kia tuy biến thái, nhưng đều là sát thủ, thực lực hơn xa đồng cấp, đồng thời am hiểu nhất là làm việc trong bóng tối. Hiện tại hắn cái gì cũng không cần quản, chỉ cần lẳng lặng chờ tin tức liền được. Vừa tĩnh tâm, đang định tu luyện một phen, đột nhiên mi tâm hơi nhíu, liền cảm thấy vài cỗ sức mạnh mạnh mẽ hướng hắn áp sát. Tổng cộng ba người, tu vi đều là Vũ Hoàng, nhưng đẳng cấp không cao. Ba người đều là nhất tinh Vũ Hoàng, tựa hồ là cảm thấy hắn dễ ức hiếp, cũng không ẩn giấu thân hình, nghênh ngang xuất hiện ở trong phòng. Từng cái cười lạnh theo dõi hắn. Lý Vân Tiêu nhìn ba người này thần thái cao cao tại thượng, cảm thấy hết sức buồn cười nói. Ba vị không gõ cửa liền xông vào như vậy, lẽ nào không chú ý hình tượng bang phái của mình chút nào? Ba người nghe nói như thế đều sững sờ, vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ cảnh giác. Không nghĩ tới dáng vẻ hoàn toàn không để ý lắm, một người cầm đầu cau mày nói. Ngươi là người nào? Lần này đến phiên Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vốn cho rằng nếu tìm tới, khẳng định là nhận thức mình, hắn cười khổ nói. Ba vị không nhận ra ta, tìm ta có chuyện gì? Các ngươi là ai? Một vị nam tử bên trái trên mặt lướt qua vẻ giận dữ, quát lên. Phí lời cái gì, hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái đó, bằng không sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Hắn vì chứng minh mình có thể làm cho Lý Vân Tiêu đẹp đẽ, khí thế nhất tinh Vũ Hoàng trong nháy mắt bộc phát ra, ép tới, trên mặt hiện ra một tia lãnh ngạo, thật giống như đang nói nhìn ngươi chịu được hay không. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, cười khổ nói. Được rồi, ba vị có gì cứ hỏi. Nam tử dẫn đầu kia mới nói. Ngươi là ai, mới vừa rồi vị cường giả cùng ngươi tách ra kia là người nào, các ngươi đến Khinh Ca Xâm Lâm mục đích là cái gì? Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ nói. Người kia là một sát thủ, đến Khinh Ca Xâm Lâm chính là vì giết ta. Còn ta, là đội trưởng đội thứ 8 của Rong Binh Đoàn. Ngươi là người của Rong Binh Đoàn. Ba người giật mình, người bên trái kia cả giận nói. Nói bậy, đội trưởng Rong Binh Đoàn, thực lực chí ít cũng là Vũ Hoàng đỉnh cao, ngươi chỉ là Vũ Vương đỉnh cao, làm thống lĩnh cũng không đủ tư cách, ngươi khi chúng ta dễ lừa a. Không cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi là sẽ không nói thật rồi. Hắn đột nhiên tăng mạnh uy thế trên người mình, mạnh mẽ đánh vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy giống như có một cơn gió thổi tới, kéo dài đặt ở trên người mình, vẫn rất thoải mái. Hắn cười khổ nói. Nói thật các ngươi lại không tin, không biết ba vị là người nào. Có thể tiết lộ hay không? Mọi người thẳng thắn nói chuyện. Người bên phải kia cảm thấy có một tia quái lạ nói. Người này có gì đó quái lạ, ở dưới uy thế của Vũ Hoàng dĩ nhiên giống như không có chuyện gì. Người bên trái kia cũng phát hiện, hơn nữa đã sớm phát hiện, nhưng lại không tiện nói ra, vẫn tăng mạnh uy thế của mình, đã đến trình độ lớn nhất, nhưng Lý Vân Tiêu lại đánh cái ha ha, tựa hồ này rất bình thường. Nam nhân chính giữa đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu, sắc mặt phát lạnh nói. Người đã không nói thật, vậy thì không cần thiết nói nữa. Người biết chúng ta tồn tại. Nhất định phải bảo thủ bí mật mới được, mà chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ba người đột nhiên chuyển động, đang muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy trong tay Lý Vân Tiêu không biết khi nào xuất hiện một cái cổ chung, hắn vỗ một cái, tiếng chung vang vọng. Cong! Sóng âm khuếch tán ra, ba người trong nháy mắt cảm thấy đầu óc phù vù, ngắn ngủi mất đi ý thức, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng phát hiện mình đã không ở trong phòng,
mà là xuất hiện ở dưới một bầu trời trong xanh. Chi, chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào? Ba người đều kinh hãi, bọn họ rất nhanh nhìn thấy Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm đứng trên không trung ở trước mặt bọn họ, tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại có một loại dự cảm xấu. Rất nhanh, ba người liền mất đi sức chiến đấu, máu tươi đầm đìa nằm trên đất, từng cái trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một tên nam tử hoảng sợ nói. Ta hiểu rồi, nơi này là trong Cửu Thiên Đỉnh, chẳng lẽ ngươi là tứ cực môn Đường Kiếp? Làm sao có thể, ngươi rõ ràng không có âm đỉnh, làm sao có khả năng đạt được Cửu Thiên Đỉnh, hơn nữa ngươi không có vật kia, làm sao có thể tự mình luyện hóa? Hai gã nam tử khác vừa nghe, đồng thời ngớ ra, quan sát không gian vô tận bốn phía, lại nghĩ tới thủ đoạn quỷ thần khó lường vừa nãy của Lý Vân Tiêu, hầu như chỉ là nhấc tay, ba người liền triệt để hỏng mất. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, cười cười từ trong hư không đi xuống nói. Xem ra các ngươi cũng có chút kiến thức, không để cho các ngươi đi vào không a. Trước tiên nói về lai lịch của các ngươi đi. Nam tử dẫn đầu kia vẻ mặt cụt hứng, khí thế cực kỳ uể oải xuống, chán nản nói. Ngươi đã chiếm được Cửu Thiên Đỉnh, còn có cái gì để nói, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Ta sẽ không giết các ngươi. Nam tử mới vừa rồi cùng ta tách ra kia, nói vậy các ngươi cũng theo dõi rất lâu đi. Hắn có ham muốn kỳ lạ, không biết các ngươi có rõ ràng không? Ba người vừa nghe, nhất thời cả người run cầm cập, mỗi một người đều lộ ra vẻ oán độc. Một người trong đó run rẩy nói. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, ngươi cái ác ma này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, hừ nói. Ngươi nói không thể liền không thể sao? Ngươi tính là thứ gì? Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu không ta liền để người kia đến thẩm vấn các ngươi. Hắn cũng không có nóng tính như ta, hắn đối với nam nhân luôn luôn rất ôn nhu. Ba người run cầm cập, Vũ Văn Cao vẫn luôn ở dưới giám thị của bọn hắn, tự nhiên rõ ràng hắn ham mê, sắc mặt hết sức trắng bệch. Ta nói, ngươi tuyệt đối đừng để người kia tới đối phó chúng ta. Ý chí người cầm đầu kia rốt cục sụp đổ, chán nản nói. Chúng ta là người của Thánh Hỏa Điện. Thánh Hỏa Điện. Lý Vân Tiêu suy tư một lúc, hồ nghi nói. Tây vực có môn phái này sao? Thật giống như thiên vũ giới cũng không có a. Trên thiên vũ giới, một ít thế lực hơi có chút tiếng tăm, cho dù chưa tiếp xúc qua cũng phải biết. Hơn nữa đối phương tùy tiện liền có thể phái ra ba tên vũ hoàng cường giả đến, cũng sẽ không phải là bang phái tầm thường. Trong lòng hắn hơi động nói. Chẳng lẽ các ngươi là tông phái lánh đời? Người kia nói, chính phải, chúng ta là hậu nhân của tuyệt thế vũ đế Diệp Thiên Nam. Lý Vân Tiêu biến sắc, giật mình nói. Diệp Thiên Nam, vậy lần này các ngươi xuất thế, mục đích là? Trên mặt người kia lướt qua vẻ cô đơn, khổ sở nói. Chính là Cửu Thiên Đỉnh, nhưng không nghĩ tới đã bị ngươi chiếm được. Chỉ là, sao có thể như thế chứ? Vẻn vẹn nắm giữ Dương Thược Sao đại khái là một phần của chìa khóa A, căn bản không thể tìm tới Cửu Thiên Đỉnh A. Cho dù ngươi vận may kinh thiên, trong lúc vô tình tìm tới, nhưng không có vật kia, lại làm sao luyện hóa để cho bản thân sử dụng đây? Lý Vân Tiêu khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được, không nghĩ tới Cửu Thiên Đỉnh trong truyền thuyết này dĩ nhiên xuất hiện. Mà Diệp Thiên Nam chính là tuyệt thế vũ đế năm đó luyện chế siêu phẩm huyền khí này, xem ra Đường Kiếp đi tới Khinh Ca Xâm Lâm cũng là vì âm đỉnh mà đến. Hắn bất động thanh sắc nói. Nói như vậy. Âm đỉnh ngay ở trên người Thánh Hỏa Điện các ngươi, luyện hóa Cửu Thiên Đỉnh này, còn cần cái gì sao? Người kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên một người bên cạnh nhẹ nhàng chọc hắn, liền vội vàng câm miệng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, cười gằn nói. Rất không thành thật a, xem ra ta nhất định phải mời bằng hữu đến hầu hạ các ngươi. Ba người sợ đến run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy hoa cúc siêu siêu lạnh cả người, liều mạng bò ra sau. Muốn cách ác ma trước mắt này xa một chút. Ta nói, chỉ cầu sau khi nói xong ngươi cho chúng ta một cái sảng khoái đi, tuyệt đối đừng đem chúng ta giao cho tên ác ma kia. Người kia hoàn toàn tuyệt vọng, khổ sở nói. Âm đỉnh ở trên tay thiếu chủ của Thánh Hỏa Điện chúng ta, muốn luyện hóa Cửu Thiên Đỉnh, phải có một bộ thần quyết. Thần quyết này chính là năm đó Vũ Đế Diệp Nam Thiên lưu lại. Thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu nhất thời sáng tỏ. Giới thần bi cũng có đại giới thần quyết tương ứng, nếu Cửu Thiên Đỉnh này được xưng là siêu phẩm huyền khí, cần thần quyết tương ứng luyện hóa cũng là chuyện rất bình thường.
hắn lại hỏi một chút tình huống liên quan tới Thánh Hỏa Điện, liền lóe lên biến mất không còn tăm hơi, lưu lại ba người ở tại chỗ thấp thỏm bất an. Chỉ lo tên biến thái kia đến trừng phạt bọn họ, nhưng nếu tự sát, ba người lại không có dũng khí đó. Tâm thần của Lý Vân Tiêu trở lại trong khách sạn, trầm ngâm, tự lẩm bẩm. Ngay cả Cửu Thiên Đỉnh cùng hậu nhân của Diệp Thiên Nam cũng xuất hiện, còn có yêu tộc tựa hồ cũng bắt đầu dục già dục dịch, đế giả ở trong Tu Di Sơn cũng không biết là lai lịch gì, còn có trong Thiên Đãng Sơn Mạch. Làm sao cảm giác thiên vũ giới muốn rối loạn nhỉ? Trong đầu truyền đến âm thanh của Yêu Long, hừ nói. Loạn hay không loạn liên quan gì đến ngươi, nói tới Cửu Thiên Đỉnh U này, ta ngược lại nghĩ tới một chuyện khác, ngươi còn nhớ tới Lục Thanh Vũ mời ngươi tham gia sự kiện kia hay không? Lý Vân Tiêu động dung nói. Luyện chế siêu phẩm huyền khí. Yêu Long nói. Không sai, lúc trước Lục Thanh Vũ cũng như Diệp Thiên Nam, có dã tâm luyện chế siêu phẩm huyền khí, mà ngươi ở trong Tiểu Linh Thiên biểu hiện kinh người, để hắn luôn luôn muốn kéo ngươi nhập bọn. Hừ, ai biết ngươi ở trong Tiểu Linh Thiên luyện chế kiếm trảm tinh thần, bất quá là ngụy siêu phẩm huyền khí mà thôi. Yêu Long vừa nhắc tới việc này, tựa hồ một bụng bực tức, không vui nói. Ngươi dĩ nhiên đem ba huyền khí cấp 9 thông qua dòng lũ huyền kim hợp lại làm một, lại lợi dụng sức mạnh của ta khống chế không đến nỗi tan vỡ, lừa gạt mấy vị cường giả ở Hóa Thần Hải cùng yêu tộc kia. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Này không phải là sự tình không có biện pháp sao, tình huống lúc đó ngươi cũng biết. Bất quá ta đối với luyện chế siêu phẩm huyền khí thật có một ít tâm đắc, nếu như lần này có thể có được Cửu Thiên Đỉnh, đồng thời hóa giải ra, ta nghĩ tất nhiên có thể có thu hoạch rất lớn. Hắn nghĩ tới này, trong mắt thả ra ánh sáng. Đừng nằm mơ nữa. Yêu Long khinh thường nói. Hiện tại nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đỉnh này, ngoại trừ hậu nhân của tuyệt thế vũ đế Diệp Thiên Nam, còn có Tứ Cực Môn, Thiên Nhất Các, hiện tại Khô Lâu Dòng binh đoàn cùng thế lực thần bí khó dò kia tựa hồ cũng nhúng tay vào, những thế lực này là chúng ta biết đến, trời mới biết còn có cái nào không biết. Chỉ bằng sức mạnh của ngươi bây giờ. Hừ, đừng đến thời điểm đó ngay cả giới thần bi cũng bị người cướp đi. Hắn ngừng một chút nói. Nếu như ta có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đúng là có thể giúp ngươi một chút. Đáng tiếc hiện tại ta cũng chỉ là một tia tàn hồn, sức mạnh vẫn chưa tới 1/2 phần 10. Tiểu thạch tiến bộ đúng là rất nhanh, nhưng muốn bước vào bát hoang cảnh, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn con yêu thú huyền lôi kinh vân hống kia của ngươi, thiên phú kém xa tiểu thạch, sợ là đời này hỗn đến vũ tôn đỉnh sẽ ngừng. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy rất khổ não nói. Song binh đoàn đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc thiếu hoàng không ở đây, ta không cách nào trưởng khống. Nếu không giúp ta tranh cướp Cửu Thiên Đỉnh đúng là một giúp đỡ lớn. Yêu Long nói, tiểu tử kia tiến bộ rất nhanh, dĩ nhiên liền muốn đột phá vũ đế. Trời mới biết hắn tàng đi đâu rồi, ta cảm thấy Hải Bắc Phi hẳn phải biết, chỉ là cố ý gạt ngươi mà thôi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, không chỉ có hắn biết, ta không đoán sai. Người của Cuồng Vũ Dòng binh đoàn cùng Khô Lâu Dòng binh đoàn đều biết, hơn nữa khẳng định đang chế tạo phiền phức. Bằng không ta ở thành Tây náo động lớn, đánh vỡ cân bằng nhiều năm qua của bọn họ như vậy, cũng không thấy hai đại đoàn lính đánh thuê thả cái rắm. Nhất định là phái lượng lớn cao thủ vây quét thiếu hoàng. Yêu Long kinh ngạc nói. Người biết còn không lo lắng. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh nhạt nói. Vị vũ đế cường giả nào không phải từ trong thiên nan vạn nan bộc lộ tài năng, những cái này là chuyện của thiếu hoàng, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết. Nếu như những lâu la này cũng không giải quyết được, cho dù đột phá đến vũ đế, cũng không cách nào đặt chân tới cảnh giới đỉnh cao. Những tình hình này đối với hắn mà nói là một thử thách, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Vũ đạo một đường, mãi mãi không có đường tắt, một đường vượt mọi chông gai tiếp tục đi, hết thảy khó khăn mài rũa, tức là thạch đầu chặn đường. Đồng thời cũng là tư bản cho mình. Yêu Long lặng lẽ một hồi không nói, sau đó nói. Ngươi hiện tại dự định làm sao? Đi điểm dừng chân của Thánh Hỏa Điện, hay là chờ tin tức của tên biến thái kia? Lý Vân Tiêu tựa hồ rơi vào trầm tư, dáng vẻ có chút mất tập trung, đột nhiên nói. Ngươi nói không sai, hiện tại thực lực của ta xác thực rất yếu. Trong lần tranh cướp này sợ là tồn tại lót đáy, ta nghĩ tới một biện pháp lâm thời tăng cường thực lực. Yêu Long sững sờ nói. Cái gì? Lý Vân Tiêu không có giải thích, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong giới thần bi, đi tới trước mặt Cố Nguyệt Sinh. Cố Nguyệt Sinh đang lẳng lặng tu luyện, nhất thời sợ hết hồn, đứng dậy cả giận nói.
Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu từng bước một hướng hắn đi đến, lạnh nhạt nói. Không có chuyện gì, chỉ là mượn thái cổ thiên mục của ngươi dùng một lát mà thôi. Cái gì? Cố Nguyệt Sinh cả kinh, lập tức nhìn thấy con ngươi màu đỏ kia của Lý Vân Tiêu, trong nháy mắt mất đi chi giác. Lý Vân Tiêu năm ngón tay thành chảo, hướng về mắt trái của Cố Nguyệt Sinh chộp tới, trên má trái của hắn đột nhiên bạo xuất ra một con mắt thật to, mặt trên hung quang thiểm lộ, khủng bố dọa người. Lý Vân Tiêu im lặng, trực tiếp nắm lấy nhãn cầu này kéo ra, vô số huyết quản ở trên thân thể Cố Nguyệt Sinh qua lại, khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không còn nhân hình. Một cái nhãn cầu to lớn bị hắn vồ vào trong tay, mấy chục mạch máu không ngừng bay lượn ở trên không trung, như là bạch tuộc, tựa hồ muốn cầm lấy cái gì. Yêu Long sợ hãi nói, ngươi sẽ không muốn học tên biến thái kia, đem vật này trồng vào trong cơ thể mình chứ? Lý Vân Tiêu hừ nhẹ nói, trồng vào ngược lại không tới, bất quá là mượn dùng một chút mà thôi. Kiệt Phong tử kia ngược lại cũng có chút bản lĩnh, những thái cổ thiên mục này đã sớm là vật chết. Hắn dĩ nhiên đem Phạm Chi Trùng trồng vào trong đó, dùng Phạm Chi Trùng đến khống chế thiên mục hoạt động, đồng thời Phạm Chi Trùng có tính năng ký sinh cực mạnh, vừa vặn có thể đồng thời trồng vào trong thân thể. Chỉ là Phạm Chi Trùng không ngừng hút tinh huyết của thân thể, Cố Nguyệt Sinh này là mầm mống tốt, lại làm đồ đệ của tên điên kia, thực sự là đáng tiếc. Giờ khắc này Cố Nguyệt Sinh mất đi thái cổ thiên mục, một bên khuôn mặt trở nên cực kỳ khủng bố, nhưng ở dưới vài đạo linh quyết của Lý Vân Tiêu, đã dần dần khôi phục. Mạch máu của thái cổ thiên mục không ngừng bay múa, rất nhanh phát hiện Lý Vân Tiêu tồn tại, lập tức trở nên cứng rắn, từng chiếc như châm, hướng trên thân thể Lý Vân Tiêu đâm tới. Nhưng Lý Vân Tiêu đã sớm chuẩn bị, hơn nữa nơi này là bên trong giới thần bi, coi như là vũ đế cũng không làm gì được hắn. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, mấy chục mạch máu kia đình trệ ở trên không trung, cứng ngắc không cách nào đi tới nửa phân, sau đó từng chiếc nát ra, hóa thành bụi trần bị thổi tan. Sau khi thái cổ thiên mục mất đi những mạch máu kia, con người chậm rãi rủ xuống, hóa thành vật chết. Lý Vân Tiêu đem tinh thần lực hội tụ, hướng trong thiên mục nhìn chăm chú, hắn muốn hoàn toàn hiểu rõ cấu tạo của thiên mục, sau đó sử dụng. Yêu Long nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, mới nói. Rõ ràng, nguyên lai người muốn đem vật này luyện chế thành huyền khí. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ của ngươi so với Kiệt Phong tử còn muốn điên cuồng a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, thuật luyện sư phải có dáng vẻ của thuật luyện sư, thiên hạ vạn vật không gì không có thể luyện. Hắn đem nhãn cầu kia đặt ở trên không trung, không ngừng dùng các loại sức mạnh quy tắc đánh vào trong đó, nhẫn chứa đồ trong tay càng là lóe lên ánh sáng màu xanh, vô số thiên tài địa bảo hiện lên ở trên trời cao, từng cái trải ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, tâm niệm lay động, mấy chục loại vật liệu liền bay tới, phân bố ở bốn phía nhãn cầu. Lấy một loại tư thế kỳ dị sắp xếp ra. Hắn lại dùng tay vẩy một cái, trên đại địa tuôn ra vô số hỏa diễm, phóng lên trời, đem những tài liệu kia nuốt vào nung đốt. Trong mắt Yêu Long thả ra ánh sáng dị dạng nói. Hồn lực của ngươi chỉ có cấp 5, nhưng ở trong giới thần bi này có thể thuyên chuyển thiên địa quy tắc, không hạn chế triển khai phượng hoàng chân hỏa, có thể luyện chế ra huyền khí cấp bậc càng cao hơn sao. Lý Vân Tiêu một bên triển khai pháp quyết luyện chế, một bên giải thích. Nhiều nhất luyện chế đến cấp 6, hơn nữa giới hạn thực lực của bản thân ta, cho dù có thể luyện ra cấp 9, lại làm sao sử dụng. Hơn nữa người cũng biết, thời điểm luyện chế huyền khí cấp 7 trở lên, sẽ hạ xuống thiên địa quy tắc lôi kiếp. Ở trong giới thần bi là không có lôi kiếp, mặc dù đẳng cấp xông lên cấp 7, cũng không cách nào so với huyền khí cấp 7 trải qua lôi kiếp. Tình huống này rất dễ hiểu, tương tự tu vi đạt đến trình độ vũ đế luôn bế quan tu luyện. Khẳng định kém xa vũ đế nhiều năm ở bên ngoài liều mạng chém giết. Ở trong giới thần bi, hắn hầu như chính là thần, có thể tùy ý điều động quy tắc trong thế giới, vì lẽ đó bổ sung hồn lực là cực kỳ cấp tốc, một phen luyện chế cũng tiêu hao không được bao nhiêu. Nhãn cầu kia bị phượng hoàng chân hỏa cách ly ra thiêu đốt, bằng không vật chết nhiều năm như vậy, trực tiếp thiêu đi sợ là sẽ hóa thành cho tàn. Mà các loại vật liệu khác ở dưới chân hỏa nung đốt liền trong nháy mắt hòa tan. Toàn bộ bị hấp thu đến trong nhãn cầu, màu sắc nhãn cầu càng ngày càng tươi đẹp, kim quang lấp lóe, thật giống như sống lại. Con người cũng giống như có linh tính, mở ra đóng lại, không ngừng phun ra nuốt vào sức mạnh kỳ dị, chính là lực lượng tinh thần. Yêu Long cũng từ trong tử ảnh thanh tác kiếm hóa hình ra, thu nhỏ lại mấy chục lần,
trở thành một tiểu long nhỏ nhắn, nằm ở bên cạnh người Lý Vân Tiêu, lẳng lặng nhìn hắn luyện chế. Phượng Hoàng chân hỏa rất xa quay nướng, tản mát ra tâm ý thần cảnh, để hắn cũng có bổ ích rất lớn. Tốc độ trong tay Lý Vân Tiêu càng lúc càng nhanh, trên người nổi lên hào quang màu vàng óng, không ngừng có văn tự mịt mờ hiện ra, lại tiêu tan trên không trung. Cuối cùng ánh vàng của nhãn cầu càng ngày càng mạnh, đâm nhói mắt người, một luồng khí thế dần dần hình thành. Lùi! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, Phượng Hoàng chân hỏa cấp tốc biến mất, trở lại trong đại địa. Mà vật liệu đầy trời cũng ở dưới tay hắn vung lên, thu sạch trở về trong giới chỉ. Trên trời cao, lẳng lặng lơ lửng một con mắt màu vàng óng, rất linh động, con người thả ra sóng tinh thần. Quả nhiên là cấp 6. Yêu Long khen. Hơn nữa luồng tinh thần lực này mạnh, tựa hồ còn không kém ngươi, cha cha, lần này đối kháng Vũ Tiên Sinh không cần chật vật như vậy. Nhưng Lý Vân Tiêu lại cau mày, tựa hồ cực kỳ bất mãn, mở miệng nói. Đáng tiếc vật liệu trên người ta quá ít, chỉ có thể tới trình độ như thế này. Thái cổ thiên mục nhất tộc kia thật là tuyệt vời, con người này trải qua vô số năm tháng, vẫn còn có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chỉ bất quá, dùng để đối phó Vũ Tiên Sinh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trên mi tâm hắn lóe lên kim quang, con mắt kia đột nhiên bay xuống, trực tiếp đi vào giữa chân mày của hắn. Rất nhanh ở giữa hai hàng lông mày, hiện ra một con mắt màu vàng óng, lóe lên ánh sáng quỷ dị, sau đó biến mất. Yêu Long nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, đối phương là thuật luyện sư cấp 8, hơn nữa người mang các loại bí pháp bí thuật, người bất quá là luyện hóa một con mắt mà thôi, đã nghĩ áp chế đối phương, ngươi để người ta còn làm sao lăn lộn. Lý Vân Tiêu thoáng sầu lo, trong tay bay ra một ánh hào quang, hóa thành một thanh trường kiếm, chộp vào trong tay nhìn kỹ. Chính là Tử Ảnh Thanh Tác Kiếm, ngày đó cùng Chu Tước đao của Đường Kiếp đối chém mấy chục lần, mặt trên đã trải rộng lỗ hổng, tàn tạ không thể tả. Hơn nữa lúc này truyền ra khí tức cũng cực kỳ không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chuôi huyền khí cấp 9 này vốn là song kiếm hợp bích, ở dưới sự khống chế cường đại của Lý Vân Tiêu mới có thể hợp lại cùng nhau. Hiện tại thân kiếm bị hao tổn, loại lực lượng kết hợp kia cũng dần dần suy yếu. Cong! Lý Vân Tiêu đem kiếm đặt ở giữa không trung, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, phát sinh kiếm minh lanh lảnh, đột nhiên chia ra làm hai cỗ kiếm khí màu sắc khác nhau bắn ra, ở trên không trung cách xa nhau ngàn mét, một xanh một tím, lấp lóe liên tục. Chỉ bất quá loại khí tức cấp 9 cường đại kia, trực tiếp hạ thấp đến cấp 7. Tử Ảnh Thanh Tác Kiếm này xác thực là huyền khí không tệ. Nhưng đáng tiếc không thích hợp tinh thần kiếm ý của ta, còn không bằng luyện chế một thanh huyền khí cấp 6 dùng. Hắn hơi suy nghĩ, Phượng Hoàng chân hỏa từ trên đại địa vọt lên, hướng về hai thanh bảo kiếm ngưng tụ đi, hừng hực nung đốt. Yêu Long nói, lãng phí a, vật liệu có thể luyện chế huyền khí cấp 9, ngươi lại muốn đem bọn chúng giáng cấp một lần nữa luyện chế thành cấp 6. Trên mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, từ tốn nói. Lần trước ở trong tiểu linh thiên mạnh mẽ luyện chế kiếm trảm tinh thần, trong lòng ta vẫn mơ hồ có một ý tưởng, sau khi đạt được đại diễn thần quyết, khả năng thực hiện ý nghĩ này càng lớn. Hiện tại ta muốn làm, là đem noãn chi chu phân giải ra, ta tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra siêu phẩm huyền khí chân chính. Cho tới hai thanh kiếm này, bọn nó bất kể là vật liệu hay là ý cảnh luyện chế, đều không phù hợp tinh thần kiếm ý của ta, muốn có gì dùng. Hắn tiện tay phất một cái. Hai thanh huyền khí cấp 7 kia ở dưới Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện, bắt đầu hòa tan. Đáng tiếc bên trong giới thần bi không cách nào ngưng tụ lôi kiếp, bằng không sẽ trực tiếp hạ xuống thiên chi quy tắc, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp luyện chế huyền khí cấp 9. Hai thanh bảo kiếm không ngừng tràn ra hai loại khí tức tử thanh, đem bầu trời chiếu rọi thành hai nửa, dưới Phượng Hoàng thần hỏa, hết thảy đều có thể hóa thành hư vô. Tử thanh song kiếm đều là vật liệu cấp 9, cũng bị thiêu hủy ra tạp chất. Cô động thành trạng thái khí. Sau đó trên mặt đất xuất hiện tiếng vang, thân thể thạch thú ở trên mặt đất không ngừng nhô ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền bay lên bầu trời, đứng thẳng ở chính giữa hai thanh bảo kiếm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bắt đầu nghiêm nghị, điều khiển hai đạo khí thể tử thanh hướng về thạch thú chậm rãi tuôn tới. Con người của Yêu Long đột nhiên áp xúc, thất thanh nói. Ngươi cái người điên này, ngươi không phải là muốn đem tiểu thạch luyện hóa chứ? Hai đạo khí tức này cực kỳ bá đạo, tiểu thạch sẽ chết. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ điên cuồng, hừ nói. Ta chỉ là luyện hóa thân thể của hắn, không luyện hóa linh hồn.
Loại thạch thú này vốn là tồn tại cực kỳ quái dị, thân thể ngưng tụ thạch tài mà thành, chỉ cần không thương tổn thạch tâm sẽ không chết. Ta chỉ cần đem tử thanh nhị khí hòa vào thân thể của hắn, đến thời điểm coi như là huyền khí cấp 9 cũng khó có thể thương tổn hắn. Thêm vào thân thể của hắn có thể hấp thu đại địa chi lực, không ngừng tự mình khôi phục, chính là lá bài tẩy ta dùng để áp chế đối thủ. Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ ngoan lệ, hai tay bấm quyết, tử thanh nhị khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể thạch thú, một khi tiếp xúc, thân thể màu vàng đất của thạch thú liền như gạch mộc bắt đầu sụp đổ, không có một chút lực lượng chống đối nào, liền hóa thành bụi phấn. Trên mặt thạch thú hiện ra vẻ thống khổ, há to mồm kêu rên. Thế nhưng có mệnh lệnh của Lý Vân Tiêu, nó không dám nhúc nhích một thoáng, chỉ là ngây ngốc đứng ở đó, thừa nhận nỗi khổ thân thể tan vỡ. Rất nhanh thạch tâm màu đỏ cũng lộ ra ngoài, không ngừng nhảy lên, tựa hồ đối với tử thanh nhị khí ở bốn phía nuốt chửng thân thể mình hết sức kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí co rút lại. Mà thân thể ở bên ngoài thạch tâm vỡ vụn, ở dưới tử thanh nhị khí trực tiếp hóa thành bột phấn. Yêu Long trầm giọng nói. Thân thể của hắn hoàn toàn hỏng mất, đẳng cấp cách biệt quá lớn, căn bản là không có cách nào dung hợp. Thân thể hắn đạt được đại địa tức nhưỡng tẩm bổ, không gian đã tăng lên rất lớn. Nếu như người dung hợp thất bại, hắn chỉ có thể lại đi tìm một bộ thân thể, thực lực sẽ hạ thấp rất lớn. Hơn nữa tử thanh nhị khí chính là đồ vật cấp 9, một khi khống chế không được, vô cùng có khả năng mổ thương trái tim của hắn, vậy thì là chí mạng rồi. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tàn nhẫn nói. Nếu như không thể hòa vào thân thể, ở trước mặt Vũ Tiên Sinh cũng không đỡ nổi một đòn, ta muốn tới có gì dùng. Chỉ có thể triệt để từ bỏ hắn, hoặc là làm sủng vật, sau đó thời điểm tán gái tặng người. Nếu muốn trở thành trợ lực của ta, cùng ta đồng thời bước vào vũ đạo đỉnh cao, điểm ấy mài rũa lại đáng là gì? Tuyệt đại cường giả nào không phải như thế đi tới? Yêu Long, lúc nào ngươi trở nên dài dòng như vậy? Dài dòng nữa ta cũng luyện ngươi. Yêu Long yên lặng một hồi không nói, Lý Vân Tiêu nói cực kỳ có đạo lý. Nếu như có thể thành công, đối với thạch thú chỗ tốt là không gì sánh được. Huống hồ hắn cũng biết, bản thân mỗi một thuật luyện sư đều là người điên, đừng nhìn Lý Vân Tiêu bình thường rất vui vẻ, nhưng một khi chạm tới thuật luyện, cùng những người điên ở hóa thần hải kia không có bản chất khác nhau gì. Quanh thân Lý Vân Tiêu đều lập lòe ánh sáng của đại diễn thần quyết, sáng lạn như đại nhật xoay chuyển. Từng đạo thần quyết đánh vào trong cơ thể thạch thú, rất nhanh đã tan vỡ hầu như còn lại một trái tim. Động tác của hắn chậm lại, lông mày chói chặt. Cùng Yêu Long nói không khác nhau chút nào, hiện nay trạng thái của thạch thú căn bản là không cách nào chịu đựng tử thanh nhị khí luyện chế, chỉ có thể biến thành cho bụi. Hắn trầm tư một lúc, từ trong tay chậm rãi bay lên một ánh hào quang, một đỉnh nhỏ màu tím từ từ bay ra, mặt trên ngưng khắc các loại đồ án kỳ dị, cổ điển mà thâm thúy. Ở dưới khí thế của tử đỉnh, con người của Yêu Long cũng co rụt lại, ngừng thở, chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác ngột ngạt. Mở! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, một trường đập tới, ở trong tay thoáng hiện linh quang, hóa thành một đạo phù văn, ấn nhập vào trên tử đỉnh. Tử đỉnh bị lực lượng phù văn thôi động phi hành trên không trung, nhưng vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, không có nửa điểm động tĩnh, như một con lợn chết, bất luận ngươi dùng nước nóng ra sao. Có cũng sẽ không động đậy. Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng nói. Con mẹ ngươi, ở trong giới thần bi của lão tử, không tin không mở ra ngươi. Hắn điểm ra một chỉ, trong thiên địa hiện ra lực lượng quy tắc, hướng về tử đỉnh ép tới. Không gian vào đúng lúc này bị đè ép co rút lại, vô số trọng lượng ngưng tụ ở trên một điểm. Ầm ầm ầm, tử đỉnh chịu đến xung kích lớn lao, rốt cục phát sinh tiếng nổ vang, trong bụng đại đỉnh ầm ầm vang lên. Tựa hồ đang chống cự trọng lượng kia. Được, ta nhìn ngươi có thể trụ bao lâu. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng nói. Phượng Hoàng chân hỏa, thiêu cho ta. Trên bầu trời lập tức hiện ra một biển lửa, hỏa diễm khủng bố phô thiên cái địa, trực tiếp nuốt tử đỉnh vào, không ngừng nung đốt. Hai cỗ lực lượng vực giới, hơn nữa là ở trong giới thần bi, trực tiếp phát huy đến trình độ mạnh nhất, chồng chất lên nhau, rốt cục tử đỉnh này không chống cự được. Một đạo hào quang màu tím ở trong ngọn lửa tản ra, đột nhiên thân đỉnh trở nên kim quang lòe lòe, đồ án quái lạ từng cái thắp sáng, hào quang lưu động, linh khí bức người. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ tàn khốc, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tử đỉnh, đột nhiên triển khai ra một thủ pháp luyện chế, chính là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết hắn sáng chế,
các loại pháp quyết như hạt mưa đồng thời đánh vào trong tử đỉnh, muốn thúc đẩy nó hoạt động. Nhưng chút linh quyết này giống như mưa rơi vào biển lửa, còn chưa rơi xuống liền bốc hơi. Mặc dù huyễn ba thiên kinh quyết của Lý Vân Tiêu cường đại, cũng không thể nhảy vào trong tử quang của đại đỉnh. Con mẹ ngươi! Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dần dần ngưng tụ lại một khoa đầu văn màu vàng, chính là ở đường nối trong Tu Di Sơn từng gặp, hắn cũng không quá hiểu rõ hàm nghĩa cùng quy tắc trong đó, chỉ là thô thiển ngưng tụ lại, ở trong tay lan ra ánh sáng. Hắn ra sức đánh ra một chưởng, xuyên qua tử khí nồng nặc, đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Trong nháy mắt một vệt kim quang từ trên chiếc đỉnh lớn bắn ra, đồ án trên thân đỉnh càng thêm tươi đẹp, những tử khí chung quanh kia từ từ tỏ khắp, bắt đầu bắn ra từng đạo kim quang, sặc sỡ lóa mắt. Ba đại tự, Sơn Hà đỉnh trên thân đỉnh, cũng càng ngày càng có vẻ cổ vận dạt dào. Sau khi Lý Vân Tiêu đánh xuống một chưởng, cảm nhận được lực phản chấn to lớn, hầu như muốn đem cả người hắn đè ép phá nát. Nhưng nơi này là bên trong giới thần bi, bất kỳ sức mạnh nào đều bị quy tắc trong bi hạn chế, lực phản chấn kia truyền tới quanh người hắn liền tiêu tan vô hình. Chính là hiện tại, Lý Vân Tiêu thấy Sơn Hà đỉnh bị kích hoạt, vui mừng khôn xiết. Vội vàng đem tử thanh hai khí cách đó không xa triệu hoán lại, đặt vào trong thân đỉnh. Sau đó vật liệu từ trong giới chỉ lần thứ hai trải ra ở trên bầu trời, toàn bộ bị ném vào. Lập tức liền tiêu hao hơn nửa, còn lại không có mấy. Cuối cùng thạch thú cực kỳ suy yếu dừng lại ở phía xa, cũng chậm rãi hướng Sơn Hà đỉnh bay đi. Chỉ trong chốc lát, thạch thú lại khôi phục thân thể. Chỉ là màu vàng đất trên người trở nên cực kỳ lờ mờ, hơn nữa dáng vẻ phờ phạc, uể oải đến cực điểm. Yêu Long trầm giọng nói. Đem hắn ném vào luyện như thế, thật sự sẽ chết. Lý Vân Tiêu hừ nói. Phí lời thật nhiều. Nếu ta muốn luyện chết hắn, còn mất công sức như vậy làm gì? Hai mắt hắn ngưng lại, tâm niệm lay động, từng đạo tia sáng màu vàng hiện lên ở trên không Sơn Hà đỉnh, từ một điểm nhỏ tản mát ra, sau đó càng lúc càng lớn, đầy đủ lớn bằng nửa nắm tay. Sau khi điểm nhỏ kia xuất hiện, toàn bộ không gian vặn vẹo, lấy điểm nhỏ này làm trung tâm lan ra, dường như có trọng lượng vô tận trực tiếp ép phẳng không gian. Ngay cả Sơn Hà đỉnh ở phía dưới cũng bị sức mạnh của điểm nhỏ kia ảnh hưởng, nhưng ngược lại không tiến lại thụt lùi, tựa hồ rất có linh tính tránh né nguồn sức mạnh kia. Bên trong điểm nhỏ kia, chính là một khối nhỏ đại địa tức nhưỡng, bảo vật vô giá. Có đại địa tức nhưỡng này bảo vệ thạch tâm của hắn, bất kể luyện như thế nào cũng sẽ không chết. Còn có thể thành tựu đến mức độ nào, liền xem vận mệnh của hắn. Ở thời điểm thân thể thạch thú uể oải không thể tả tiến vào trong chiếc đỉnh lớn, đại địa tức nhưỡng cũng thuận theo đồng thời rơi xuống. Tựa hồ Sơn Hà đỉnh cảm nhận được sức mạnh của đại địa tức nhưỡng, bắt đầu trở nên phấn khởi, muôn màu muôn vẻ, thật giống như trung tâm yên hỏa, sắc thái này phô thiên cái địa, dĩ nhiên chiếu sáng toàn bộ bầu trời, kéo dài tới chỗ cực viễn. Ánh sáng chiếu xuống, ấm áp khuếch tán bốn phía, có loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Chuyện này, Lý Vân Tiêu bị dị tượng to lớn kia sợ đến ngớ ra một thoáng. Hắn thân là thuật luyện sư nhiều năm như vậy, chưa từng có lúc đang luyện chế, có thể sản sinh dị tượng phạm vi lớn như thế, thật giống như tiến vào một thế giới sắc thái mê ly. Không chỉ hắn, còn có Yêu Long, thậm chí ngay cả Đoàn Việt, còn có mấy người nhà Cửu Lâm bị vây ở trong bi, cũng trong lúc đó đưa mắt tìm đến một phương hướng, toàn bộ đều thấy được ánh sáng của tử đỉnh. Yêu Long tùy tùng Lý Vân Tiêu nhiều năm, tuy rằng bản thân không hiểu thuật đạo, nhưng kiến thức không tầm thường, sợ hãi nói. Chẳng lẽ đỉnh kia cũng là siêu phẩm huyền khí? Lúc này Lý Vân Tiêu mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Không biết, nhưng trên đời nào có nhiều siêu phẩm huyền khí như vậy? Sử sách đại lục ghi chép cũng chỉ có Cửu Thiên đỉnh mà thôi. Bất quá, loại dị tượng này, đúng là vượt qua tử đỉnh cấp 9 phổ thông A. Yêu Long lo lắng nói. Loại tuyệt thế bảo bối này ngươi cũng chưa xài qua, tiểu thạch sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Hắn cùng thạch thú đều là từ trong Tu Di Sơn đi ra, đối với người sau tựa hồ rất có quan hệ, mặc dù người sau không có bao nhiêu linh thức, nhưng chí ít cũng coi như đồng hương. Ở trong vô số năm tháng, làm sao cũng coi như là bằng hữu. Lý Vân Tiêu nhếch miệng nở nụ cười nói. Không biết, mặc cho số phận, may là không phải ta ở bên trong. Yêu Long mặt sạm lại. Tuy rằng ngoài miệng Lý Vân Tiêu nói ung dung, nhưng nội tâm cũng vạn phần lo lắng. Loại đại đỉnh thần bí này,
hắn tựa hồ có loại cảm giác không chỗ xuống tay. Con mẹ nó, sẽ không phải là có linh tính tự luyện chế chứ? Ánh sáng trên sơn hà đỉnh biến đổi thất thường, tựa hồ đang theo một loại quy luật nào đó vận chuyển, thỉnh thoảng có các loại ánh sáng kỳ quái lập lòe ra, nhưng mỗi một ánh hào quang đều là ngang qua trời cao, soi sáng thiên địa. Lý Vân Tiêu cũng có chút há hốc mồm, mắng vài câu, không hề có một chút phản ứng. Nhưng nói thế nào hắn cũng từng là tồn tại cấp 9, sau khi hơi trầm tư, liền bắt đầu sử dụng một bộ động tác cực kỳ đơn giản, chính là thủ pháp luyện chế trụ cột nhất, 36 thức lại thêm hắn tự nghĩ ra phi hoa lạc tuyết thập nhị thức. Bất kỳ thủ pháp luyện chế nào trong thiên hạ, vạn biến không rời trong đó, đều là từ trong những thủ pháp trụ cột nhất này diễn biến ra. 48 thức thủ pháp luyện chế cơ sở, đã bao hàm thảy thuật thuật đạo của tất cả thuật luyện sư trên thiên vũ giới có thể lĩnh ngộ ra. Tuy thuật đạo to lớn, hơn xa 48 thức thủ pháp cơ sở đơn giản, nhưng này là vô số cường giả, dùng vô số năm tích lũy, mới lĩnh ngộ ra toàn bộ quy tắc. Quả nhiên, theo Lý Vân Tiêu triển khai ra mỗi một thức, tựa hồ sơn hà đỉnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh biến hóa nhỏ bé. Tuy rằng như vậy, Lý Vân Tiêu vẫn thấp thỏm trong lòng, một điểm nắm chắc cũng không có. Vạn hạnh chính là có đại địa tức nhưỡng ở bên trong, hẳn có thể bảo đảm trái tim thạch thú không bị luyện hóa. Dù sao tức nhưỡng là đại địa chi mẫu, diễn biến vạn vật, đẳng cấp còn cao hơn phượng hoàng chân hỏa, thế gian thật không biết có gì có thể luyện hóa tồn tại bực này. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, sơn hà đỉnh tản mát ra ánh sáng, tựa hồ không chỉ là ánh sáng đơn giản như vậy, chúng không ngừng biến hóa, tựa hồ ẩn chứa một loại quy tắc nào đó. Sự phát hiện này để trong lòng hắn hoảng hốt. Thế gian này, tồn tại có thể gánh chịu quy tắc, chỉ có vượt qua cấp 9, siêu phẩm huyền khí trong truyền thuyết A. Trên trán hắn mồ hôi lạnh tràn trề, chẳng lẽ mình lại thu được một siêu phẩm huyền khí? Chỉ là sao có thể có chuyện đó? Sử sách đại lục ghi chép chỉ có một kiện cửu thiên đỉnh, hiện tại thành hàng vỉa hè. Hơn nữa hắn cũng dần dần rõ ràng, muốn luyện hóa siêu phẩm huyền khí, nhất định phải nắm giữ thần quyết tương ứng mới được. Cái đỉnh này... đi đâu mà tìm thần quyết đây? Có khi đã sớm mất ở bên trong Tu Di Sơn. Nếu không có thần quyết, chỉ có thể làm tử đỉnh phổ thông, thậm chí còn không bằng đại đỉnh phổ thông có thể tùy tâm khống chế. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một trận choáng váng, yết hầu có chút khô cạn. Hắn gạt ra những tạp niệm này, bắt đầu toàn tâm thâm nhập trong đó, diễn biến 48 thức thủ pháp cơ sở, hết sức khống chế sơn hà đỉnh, tránh cho bất ngờ khi không cách nào trưởng khống. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, trên sơn hà đỉnh tản mát ra ánh sáng bắt đầu biến mất, càng ngày càng nhỏ, tựa hồ luyện chế đã tiếp cận kết thúc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch, mặc dù ở bên trong giới thần bi, nhưng loại hao tổn này cũng không phải hắn có thể chịu đựng, tiêu hao to lớn vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu như ở ngoài giới thần bi, căn bản không cần nghĩ đi kích hoạt vật này, trừ khi nắm giữ thần quyết, bằng không tuyệt đối không thể. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang từ trong sơn hà đỉnh truyền tới, ánh sáng vạn trượng biến mất, toàn bộ kim quang không còn tăm hơi, tử đỉnh đình chỉ hoạt động, lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không, lần thứ hai biến trở về dáng dấp như lợn chết, âm u đầy tử khí, chưa bao giờ sống qua. Lý Vân Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, khí thế toàn thân thả ra. Ngay trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh ở trong thân thể dần dần hội tụ, đến từ bốn phương tám hướng, không ngừng bỏ thêm vào thân thể cùng kinh mạch của hắn. Đan điền cũng xảy ra biến hóa nhất định, càng dồi dào mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này cũng không phải lực lượng thiên địa quy tắc bên trong giới thần bi, mà là sau khi khởi động sơn hà đỉnh, tầng cửa ải mỏng như cánh ve kia của hắn thuận thế đột phá, rốt cục bước vào lục hợp cảnh giới vũ tông. Những người khác đột phá một đại cảnh giới, phiền toái lớn nhất không phải tích lũy nguyên khí, mà là lĩnh ngộ đối với võ đạo. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu đem vũ giả tầng tầng loại bỏ. Tích lũy nguyên khí có thể dựa vào không ngừng khổ tu đạt tới, nhưng lĩnh ngộ võ đạo lại cần đại trí tuệ, ngộ tính, thậm chí cơ duyên, trừ khi có thể tìm kiếm đến thiên địa chí bảo, võ ý đạo quả. Dùng xuống, là có thể trực tiếp lĩnh ngộ hết thảy võ ý trong đại cảnh giới này, đột phá thế như trẻ tre. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói, lĩnh ngộ võ đạo, hắn sớm là vũ đế đỉnh cao, thiếu sót nhất chính là tích lũy nguyên khí. Mà bởi vì quan hệ thể chất, mỗi đột phá một tinh một cảnh, cần thiên địa nguyên khí là mấy lần vũ giả bình thường, thậm chí gấp mấy chục lần. Tuy rằng tiến bộ của hắn ở trong mắt vũ giả bình thường đã là khó mà tin nổi, khó có thể lý giải được,
nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ cảm thấy chậm như ốc sên, hết sức bất mãn. Yêu Long bay tới, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu Thạch còn sống không? Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Hắn phất tay một cái, Sơn Hà đỉnh xoay tròn mấy vòng, bay trở về. Hắn hướng thân đỉnh vỗ một cái, sóng nhiệt từ trong đó tỏa ra, một ánh hào quang vọt lên, bắn về phía bầu trời. Sát theo đó Sơn Hà đỉnh hóa thành hình thái tí hon, bay xuống trong tay Lý Vân Tiêu, biến mất không còn tăm hơi. Yêu Long cùng Lý Vân Tiêu vội vàng ngẩng đầu lên, hướng bên trong tia sáng kia nhìn lại, chỉ thấy một quả cầu đen thui trôi nổi ở trên hư không, giống như một khối than đá. Yêu Long thất thanh nói. Luyện thành cặn bã rồi hả? Lý Vân Tiêu cũng mắt choáng váng nói. Trời ạ, đại địa tức nhưỡng của ta đâu, không phải là luyện không còn chứ? Lúc này, than đá màu đen trên không trung chậm rãi chuyển động, như ma phương xoay tròn, thật giống như đang tổ hợp, mỗi lần chuyển động một thoáng, hình thể liền tăng lớn một phần, hơn nữa màu sắc trên người cũng đang không ngừng lấp lóe, như sơn hà đỉnh, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ phi thường. Rất nhanh duỗi ra tay cùng chân, một vật tạo hình cùng thạch thú lúc trước hoàn toàn không giống xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện này, hai người hoàn toàn dại ra, thạch thú hiện tại chỉ cao bằng nửa người. Hình thể cũng tròn vo, tay chân đều vô cùng thô ngắn, tạo hình dị thường vô hại. Ngoại trừ trên mặt vẫn là dáng vẻ ngơ ngác, thì hoàn toàn thay đổi loại hình. Làm sao có thể như thế? Làm cho hai người chóng mặt chính là, hai con ngươi nhỏ như hạt vừng, dĩ nhiên một cái màu tím, mà một màu xanh. Yêu Long như phát điên quanh quẩn ở trên không trung một trận, choáng váng nói. Này, cái tạo hình này có thể đánh nhau sao? Hắn còn có sức chiến đấu hay không? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Hiện tại ta đã không hy vọng nó có thể chiến đấu, chỉ hy vọng tức nhưỡng của ta không bị luyện hóa mất. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát ra chỉ lệnh đi qua. Hai con ngươi của thạch thú phát sinh ánh sáng tử thanh, cái bụng căng tròn lần thứ hai nở lớn, trên mặt trở nên hết sức khó chịu, hiện ra màu vàng đất. Nó dùng sức hét lớn một tiếng, đột nhiên phun ra ngoài. Một khối tức nhưỡng nho nhỏ từ trong cơ thể nó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Sau quá trình này, thân thể thạch thú bắt đầu biến hóa, chỉ bất quá ngoại hình không có bất kỳ đổi mới, chỉ là thể tích thu nhỏ lại vài vòng, từ cao bằng nửa người biến thành to nhỏ như bóng rổ, cái bụng tròn vo, thêm vào một cái đầu, liền triệt để trở thành hồ lô. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm tức nhưỡng một hồi, đột nhiên kêu rên nói. Thiên sát, nhỏ một vòng lớn a. Thật sự bị luyện hóa đi một chút. Yêu Long giật mình nói. Làm sao có khả năng? Đại địa tức nhưỡng chính là vô thượng chí bảo, lúc khai thiên tích địa liền tích chữ ở trong đất trời, làm sao có khả năng luyện hóa? Chẳng lẽ là tiểu thạch hấp thu? Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng hơi động, ngưng mắt nhìn thạch thú này, rơi xuống chỉ lệnh nói. Bây giờ đối với ta tiến hành công kích, dùng đòn mạnh nhất của ngươi. Để ta nhìn ngươi đến cùng có trở nên mạnh mẽ hay không? Trong đôi mắt thạch thú đột nhiên bạo bắn ra tử thanh nhị khí, dường như hai bảo kiếm ác liệt chém qua trời cao, xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, kiếm khí của tử ảnh thanh tác kiếm dĩ nhiên luyện hóa thành ánh mắt của nó, thân là thuật luyện sư cấp 5, hắn cũng cảm thấy ý thức hải chấn động. Theo sau đó, khuôn mặt ngơ ngác của thạch thú trở nên dữ tợn, nhe răng trợn mắt, hét lớn một tiếng, không gian bốn phía vì đó run lên, mơ hồ có tư thế nứt toác. Toàn thân nó chuyển đến tiếng thạch đầu ma sát, hình thể vào đúng lúc này không ngừng lớn lên, đảo mắt liền hóa thành một người khổng lồ, khôi phục tạo hình thô bạo trước luyện hóa, giống to đánh xuống một quyền. Trên quyền phong này, ngoại trừ lực lượng bá đạo đem không khí ép phá, các loại linh áp phát sinh thanh âm tê tê sắc bén, càng có tử thanh nhị khí quanh quẩn, toàn bộ thân thể to lớn hiện lên ở bên trong hai màu tím đen. Trong mắt Yêu Long lộ ra vẻ đại hỉ, cả kinh nói. Thật bá đạo. Rất xoái a. Lý Vân Tiêu cũng vui mừng khôn xiết, nhưng trong mắt còn lướt qua một tia kinh hãi, dưới cú đấm kia, hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng không gian bốn phía đang không ngừng đè ép, mơ hồ có tư thế tan vỡ. Vũ Hoàng đỉnh cao, đây tuyệt đối là tồn tại vượt qua Vũ Hoàng đỉnh cao a. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được cú đấm này cường đại, vượt xa Vũ Hoàng đỉnh cao, nhưng khí tức trên người thạch thú vẫn như cũ là Vũ Hoàng, để hắn có chút khó có thể lý giải được. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, lực lượng quy tắc trực tiếp hội tụ ở trước người hắn, ngưng lại một đòn toàn lực của thạch thú, không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may.
Yêu Long nói. Chuyện gì xảy ra, ta cũng cảm thấy cú đấm này đã sớm vượt qua Vũ Hoàng, nhưng tại sao khí thế của nó vẫn là Vũ Hoàng, hơn nữa không có lực lượng lĩnh vực mà Vũ Tôn nên có xuất hiện. Lý Vân Tiêu không nói gì, tình huống như thế hắn cũng không cách nào giải thích. Trực tiếp rơi xuống chỉ lệnh để thạch thú thu hồi nắm đấm. Vẻ hung ác trên mặt thạch thú lập tức tan ra, biến trở về loại dáng vẻ ngơ ngác, mà hình thể cũng trực tiếp từ người khổng lồ thu nhỏ, đến hình dáng bóng rổ mới dừng lại. Lý Vân Tiêu nhìn nó nói. Cả người ngươi giống như hồ lô, nhưng một quyền hạ xuống, lại như kim cương hộ pháp, không gì không xuyên thủng. Ta liền cho ngươi cái tên, gọi hồ lô tiểu kim cương đi. Hắn nghĩ đến liền nói. Yêu thú bình thường thần trí đều cực thấp, rất khó học được vũ kỹ của nhân loại. Ta truyền cho ngươi một chiêu thức đơn giản nhất, nhưng cũng thực dụng nhất. Kim cương quyền, không biết ngươi có lĩnh ngộ được hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện lên ý nghĩ để yêu thú học vũ kỹ, nếu người yêu tộc cũng có thể học tập vũ kỹ, vì sao yêu thú không thể? Tuy rằng trên trí tuệ chênh lệch rất lớn, nhưng dạy một ít đơn giản nhất hẳn là không thành vấn đề. Hồ lô tiểu kim cương am hiểu nhất chính là vung nắm đấm đập người, cùng kim cương quyền có hiệu quả như nhau. Hắn cùng hồ lô tiểu kim cương giao lưu, chỉ cần thông qua thần niệm liền có thể, lập tức liền đem tinh túy của kim cương quyền ấn nhập vào trong đầu hồ lô tiểu kim cương. Mặc dù là vũ kỹ nhập môn sơ cấp nhất, nhưng ở dưới lĩnh ngộ vũ đế của hắn, diễn dịch vô cùng dễ hiểu. Kỳ thực vũ kỹ trụ cột nhất, bao hàm thiên địa quy tắc là tường tận nhất, nhưng nhất định phải lĩnh ngộ đến cảnh giới nhất định, mới có thể cảm ngộ. Trên mặt hồ lô tiểu kim cương lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, thật giống như pho tượng, màu sắc khổ não cùng lông mày nhíu chặt, giống y như thật. Yêu Long nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói. Dạy vũ kỹ cho yêu thú, người sợ là thiên cổ duy nhất. Lý Vân Tiêu nói. Không hẳn, có chút yêu thú mạnh mẽ, theo thực lực không ngừng tăng lên, linh trí cũng sẽ từ từ mở ra. Tỷ như Diêu Kim Lương mai táng ngũ thú, linh trí liền không dưới nhân loại bình thường, khẳng định cũng là tồn tại nắm giữ vũ kỹ cực cao. Hơn nữa tương truyền nếu như yêu thú có thể bước vào thần cảnh, vô cùng có khả năng hóa hình thành người, trở thành tồn tại vô địch. Yêu Long xem thường cười lạnh nói. Yêu thú bước vào thần cảnh, hừ, đừng nằm mơ. Sau vũ đế, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, lấy trí tuệ của yêu thú, trên căn bản đoạn tuyệt khả năng bước vào thần cảnh. Huống hồ trong lịch sử đại lục, nhân loại có thể bước vào thần cảnh hay không cũng không có ghi chép xác thực, huống hồ là yêu thú. Lý Vân Tiêu cười nói. Sự ở người mà nên, trong lịch sử đại lục xác thực có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mấy người thành tựu, còn xem hôm nay. Trong lòng Yêu Long cũng hơi động. Nhân loại trước mắt này liền không thua bất kỳ một vị đại nhân vật nào trên sử sách ghi chép. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đang cười hì hì theo dõi hắn, nhất thời sợ hết hồn nói. Nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ánh mắt của ngươi có gì đó quái lạ? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi đây cũng nhìn ra, không hổ là theo ta nhiều năm như vậy. Hắn lâm không một trưởng vô tới, lập tức có một nguồn sức mạnh định trụ Yêu Long, hướng hắn kéo đi. Yêu Long dâng lên một loại dự cảm xấu, dãy dụa nói. Ngươi muốn làm gì? Nhưng ở bên trong giới thần bi, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu cười nói. Luyện xong hồ lô tiểu kim cương, đương nhiên phải luyện ngươi. Cái gì? Yêu Long giận tím mặt quát. Ngươi cái tên đáng giết ngàn đao này, dĩ nhiên muốn luyện hóa ta. Trừ tức giận ra, nội tâm càng là dâng lên một tia sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, trên mặt không có ác ý, chỉ là có chút đùa giỡn nói. Ngươi có nhớ hay không, trong Tây Vực, đại môn phái kia có một loại công pháp vô cùng thần kỳ. Trên mặt Yêu Long vẫn như cũ là tức giận bàng bạc, hai hàng lông mày nhíu lại, đột nhiên con ngươi áp xúc, thất thanh nói. Ngươi nói chính là phệ hồn tộc hồn chiến kỹ pháp. Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Không sai, ta ở rất sớm liền chú ý tới loại kỹ xảo này. Có thể tăng cao sức chiến đấu của vũ giả rất lớn. Tuy rằng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, nhưng phệ hồn tộc chính là dựa vào loại công pháp này, trở thành một trong 7 đại thế lực của đại lục. Mà ngươi, chính là vật liệu tốt nhất tu luyện hồn chiến kỹ pháp này. Yêu Long trầm mặc lại, phẫn nộ cùng sợ hãi cũng từ từ tiêu tan, trầm tư nói. Ngươi cũng biết làm như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi hồn lực của ngươi, đối với khôi phục lại thuật luyện sư cấp 9 có trở ngại cực lớn.
Lý Vân Tiêu nói. Nếu như ở trước đây, ta đương nhiên sẽ không đi luyện. Nhưng hiện tại, đối với đại diễn thần quyết hiểu càng sâu, liền càng có thể rõ ràng huyền bí khi tu luyện linh hồn. Mặc dù tu luyện hồn chiến kỹ pháp này, đối với ta cũng sẽ không có thương tổn tính thực chất, hơn nữa ngươi đừng quên, ta còn có Côn Ngô thần thụ. Hình thái tí hon của yêu long dần dần lớn lên, ở bên cạnh Lý Vân Tiêu chậm rãi bơi lội, tựa hồ hơi do dự không quyết định. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Còn do dự cái gì? Trên mặt yêu long lướt qua vẻ cô đơn, thở dài nói. Thôi thôi, đã làm kiếm linh cho ngươi thời gian dài như vậy, lại trở thành thú hồn của ngươi thì lại làm sao? Huống hồ như vậy, được lợi to lớn nhất cũng là ta. Ngay cả ngươi cũng không đáng kể, ta còn sợ cái gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ta nói rồi, sau này sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể, trả lại ngươi tự do. Hiện tại, ngươi ở trong linh hồn của ta tẩm bổ đi. Hai tay hắn nặn ra mấy cái quyết ấn, ở trước người hình thành một vòng tròn màu xanh, mặt trên che kín các loại phù hiệu kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Phù hiệu kia dĩ nhiên hiện ra hình thái từng con yêu thú, trông rất sống động, vây quanh vòng tròn này chạy trốn. Ở trên thân thể Lý Vân Tiêu, đột nhiên có bạch quang di động, một hình ảnh cùng hắn giống nhau như đúc từ bên trong thân thể đi ra, hướng yêu long vẫy vẫy tay nói. Đến đây đi. Yêu long hết sức phối hợp, chậm rãi từ trong vòng tròn màu xanh xuyên qua, hình bóng Lý Vân Tiêu duỗi ra một tay, chậm rãi đặt ở trên trán yêu long. Một đạo ánh sáng màu trắng đồng thời ở trên thân hai người hiện lên, càng ngày càng mạnh, cái trán yêu long dĩ nhiên chậm rãi lọt vào trong bàn tay Lý Vân Tiêu, dần dần đem thân thể chui vào. Thực thể cùng hình bóng của Lý Vân Tiêu đồng thời hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái, có chút không thích ứng. Rất nhanh, thân thể yêu long hoàn toàn bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Hình bóng kia vươn ra ngón tay, lâm không ngắt cái quyết ấn, liền dần dần trở về trong bản thể. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng rên lên một tiếng, nhanh chóng triển khai quyết ấn, từng cái văn tự màu vàng hiện lên, đại diễn thần quyết hiện ra ở trên bầu trời. Những văn tự màu vàng này, tựa hồ mỗi một cái ẩn chứa quy tắc khác biệt, cho đến bây giờ, tuy loại văn tự này đã gặp mười mấy lần, nhưng chân chính nắm giữ cũng chỉ có mấy cái. Nhưng mấy văn tự có hạn này, cũng đã để hắn được lợi vô cùng. Giờ khắc này yêu long đang ở trong ý thức hải của hắn chậm chậm tiến lên, muốn đi đến vị trí sâu nhất trong linh hồn. Lý Vân Tiêu lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, nhưng trên trán lại có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, hiển nhiên hết sức thống khổ. Chỗ biến thái của hồn chiến kỹ pháp này, chính là thu lấy linh hồn yêu thú hòa vào trong hồn phách của mình, từ đó đạt được một bộ phận lực lượng của yêu thú, ở lúc chiến đấu yêu thú có thể sử dụng tới tuyệt kỹ của nhân loại. Như vậy không chỉ là về mặt thực lực tăng lên cực lớn, hơn nữa hai người còn cùng chung hồn lực. Vì lẽ đó trong phệ hồn tộc nuôi nhốt lượng lớn yêu thú cấp cao, căn cứ tình huống thực lực cùng với thiên phú của đệ tử trong tộc, tới lấy yêu thú chi hồn hòa vào trong linh hồn của mình. Cứ như vậy, có thể để cho tu vi và hồn lực của vũ giả trong nháy mắt tăng lên mấy cấp độ. Nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng, chính là sau khi hòa vào thú hồn, liền rất khó lấy ra. Mạnh mẽ lấy ra, hai người nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Mà phương pháp cách ly thú hồn thông dụng của phệ hồn tộc, chính là đem thú hồn hiển hóa ra ngoài, để cường giả miễn cưỡng đập vỡ. Như vậy tuy rằng cũng sẽ bị nội thương, nhưng ít ra vũ giả có thể giữ được tính mạng. Chỉ là sau khi mất đi thú hồn, linh hồn tổn thất lớn, rất khó lại hòa vào lần thứ hai. Vì lẽ đó lựa chọn thú hồn vô cùng trọng yếu, trên căn bản là một lần lựa chọn, chung thân nắm giữ. Những đệ tử thiên phú cực cường, đều sẽ chờ đạt đến tu vi nhất định, để hòa vào thú hồn cấp độ càng cao. Sở dĩ yêu long nói mình càng được lợi, cũng là bởi vì cùng chung hồn lực. Hắn thân là linh hồn thể, thân làm yêu thú. Căn bản là không có cách tu luyện luyện hồn thuật của nhân loại, chỉ có thể để năm tháng trôi qua, chậm rãi khôi phục linh hồn. Hắn thậm chí không chắc chắn có thể ở trước khi mình tiêu vong khôi phục như cũ. Nhưng sau khi cùng Lý Vân Tiêu chung hồn lực liền không giống, có thể thông qua Lý Vân Tiêu tu luyện đại diễn thần quyết, đến khôi phục sức mạnh của mình. Tuy rằng trở thành thú hồn đối với chân long hậu duệ như hắn mà nói, là một sự tình cực kỳ khuất nhục, cũng may kiếm linh đã làm lâu như vậy. Này liền không còn quan trọng. Rất nhanh, trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần vặn vẹo, có vẻ dị thường thống khổ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng thẳng lên, đánh ra một quyền.
quần áo trên cánh tay trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, một đạo quyền mang xẹt qua ở trên không trung, trong quyền mang này mơ hồ hiện ra long ảnh. Trên cánh tay lộ ra, hiển hiện hình thái yêu long, tỏa ra ánh sáng màu xanh, thật giống như hình xăm khắc vào. Không tệ, dung hợp đã hoàn thành bước đầu, cú đấm vừa nãy kia của ngươi, ít nhất có lực lượng vũ hoàng. Sâu trong linh hồn truyền đến âm thanh của yêu long nói. Hồn chiến kỹ pháp then chốt vẫn là linh hồn dung hợp, tựa hồ còn phân rất nhiều cấp độ, hiện tại ngươi ta đã bước đầu hoàn thành. Ta có thể hưởng thụ đến hồn lực của ngươi tẩm bổ, mà ngươi cũng có thể vận dụng sức mạnh của ta. Cú đấm vừa nãy kia, Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng rất lớn từ trong linh hồn tràn tới. Hiện tại coi như là tay không, vẻn vẹn dựa vào tu vi nhất tinh vũ tông, cũng có lòng tin cùng Vũ Hoàng chiến một trận. Hơn nữa theo không ngừng dung hợp, hắn có thể tuyên truyền lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đồng thời yêu long cũng khôi phục càng lúc càng nhanh. Đây tuyệt đối là một sự tình song thắng, nhưng đau đầu chính là sau này làm sao chia lìa. Những bọn họ đã không thèm quan tâm chuyện này, đi một bước tính một bước. Sau khi Lý Vân Tiêu dung hợp yêu long, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, từ khi luyện chế Thái Cổ Thiên Mục đến hiện tại, liên tiếp luyện chế không có ngừng một thoáng. Mặc dù là ở trong giới thần bi, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Giữa bầu trời hiện ra đại diễn thần quyết, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn, trên người hơi phát sinh kim quang, không ngừng bổ dưỡng hồn lực. Mấy canh giờ sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như điện. Hắn hơi suy nghĩ, liền biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Thánh Hỏa Điện. Ba người thấy hắn đột nhiên xuất hiện, đều sợ hết hồn, một tên nam tử trong đó sắc mặt trắng bệch, ánh sáng màu xanh trong tay lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm giới chỉ trong tay người kia nói. Vừa nãy là vật gì? Trên trán người kia chảy ra mồ hôi lạnh nói. Không, không có gì. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi rất không ngoan à. Hắn điểm một chút, giới chỉ trong tay người kia phát sinh ánh sáng mãnh liệt, ầm một tiếng liền nổ bể ra, lượng lớn đồ vật hiện lên ở trên bầu trời. Ồ, còn có không thiếu thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười ha ha, vung tay lên. Một ít đồ vật cấp cao bị hắn cất đi. Trong đó một vật hình tròn trực tiếp rơi vào trong tay, dĩ nhiên là do rất nhiều linh kiện cấu tạo thành, cũng không phải huyền khí đơn giản. Ở trung tâm đồ vật hình tròn, một cây kim chỉ nam không ngừng run rẩy. Hắn cau mày nói. Máy dò cảm ứng, huyền khí thật là tinh xảo. Ba người kia đều biến sắc, lộ ra vẻ sợ sệt. Lý Vân Tiêu lật tay, liền thu vào trong giới chỉ, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ truyền đến một thanh âm nhàn nhạt nói. Xem ra Diệp Nam Thiên xác thực có chút môn đạo, không hổ là tồn tại luyện chế siêu phẩm huyền khí. Loại cảm ứng khí kia dĩ nhiên có thể vượt qua không gian, truyền tới nơi này. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở trong phòng khách sạn, thần thức trực tiếp trải ra, lập tức cảm nhận được vài cỗ khí tức cường đại đè xuống, trong đó dĩ nhiên có Vũ Tôn. Trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy tên nam tử, tổng cộng 7 người, nhiều là Vũ Hoàng làm chủ. Nhưng có hai lão giả khí tức trên người để Lý Vân Tiêu cảm thấy hết sức một ngạt, chính là Vũ Tôn không thể nghi ngờ. Ánh mắt 7 người đều ở trên người hắn đảo qua, liền không để ý chút nào, tựa hồ căn bản không coi hắn làm một chuyện, tất cả đều tự mình điều tra bốn phía. Một thanh niên dung mạo anh Tuấn trong tay cầm một máy dò cảm ứng giống như đúc, cau mày không rời mắt nói. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là ở đây, nhưng tại sao không có người? Một tên Vũ Hoàng cường giả, dáng dấp trung niên văn sĩ, cũng đánh giá bốn phía một phen nói. Có thể máy dò cảm ứng này phạm sai lầm hay không? Hoặc là ba người bọn họ trốn vào trong hư không? Một người trong hai tên lão giả để Lý Vân Tiêu cảm thấy cực không thoải mái, trên đỉnh đầu thưa thớt mấy cây tóc bạc, hừ nhẹ một tiếng nói. Trong hư không phạm vi ngàn mét tuyệt không giấu người. Mấy người đối với hắn nói đều là tin tưởng không nghi ngờ. Thanh niên Tuấn Mỹ cau mày đi tới trước người Lý Vân Tiêu nói. Thiếu niên, người có nhìn thấy ba tên nam tử tu vi sâu không lường được không? Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu. Hắn đã có thể khẳng định mấy người này chính là người của Thánh Hỏa Điện, không nghĩ tới thỏ tự động đưa tới cửa, chỉ là hai tên Vũ Tôn kia, nhìn dáng dấp thực lực siêu cường, không phải hắn có thể đối phó. Thanh niên Tuấn Mỹ sầu lo càng nặng, xoay người hỏi hai vị lão giả kia nói. Hai vị tôn giả đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Những người Thánh Hỏa Điện này tựa hồ lánh đời quá lâu,
có chút không dành thế sự. Tên vũ tôn tóc thưa thất cau mày nói. Thiếu niên này có vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi, chậm rãi nói. Nhìn thấy chúng ta đi vào dĩ nhiên không có lộ ra một tia hoảng loạn, hơn nữa không kiêu ngạo cũng không tự ti, đôi mắt bình tĩnh như nước. Còn có, lấy tuổi tác của hắn, tại sao có thể có tu vi vũ tông? Đặc biệt là điểm cuối cùng này, ngay cả hắn cũng giật nảy mình, lập tức trợn to tròng mắt. Sáu người còn lại cũng giật mình, đồng thời quăng tới ánh mắt, lộ ra vẻ khó tin. Người ở dung mạo có thể thay đổi, thế nhưng ở dưới thần thức của vũ giả, có thể trực tiếp cảm giác cốt linh, đây là quyết định không cách nào làm giả. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Xem ra ta phải trả phòng, lúc này mới vào ở bao lâu, liền liên tiếp có người quấy rầy. Thanh niên kia cả kinh nói. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi thấy qua ba người kia? Sắc mặt hắn nhất thời chìm xuống, cả giận nói. Ngươi dám gạt ta? Khí tức trên người hắn trong nháy mắt ép tới, đem Lý Vân Tiêu khóa chặt, hừ nói. Đàng hoàng đem chuyện ngươi biết nói ra, bằng không. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta không lừa ngươi, ta xác thực nhìn thấy ba tên nam tử. Nhưng tu vi đều là nhất tinh vũ hoàng mà thôi, cũng không phải cái gì sâu không lường được. Thanh niên tuấn Mỹ sững sờ, trước kia hắn xem Lý Vân Tiêu bất quá là nhất tinh vũ tông mà thôi, cho dù nhìn thấy ba người kia, cũng quyết không cách nào biết tu vi của đối phương, lúc này mới nói sâu không lường được, hắn mừng lớn nói. Ba người kia hiện tại ở đâu? Lý Vân Tiêu giảo hoạt cười nói. Bọn họ đang ở nhà ta làm khách. Thanh niên tuấn Mỹ há to mồm, có chút không rõ. Thánh hỏa điện bọn họ vẫn luôn lánh đời tu luyện, rất ít đi lại ở trên đại lục, tiếp xúc người cũng cực nhỏ, vì lẽ đó ở trên giao lưu có vẻ rất ngốc. Thiếu chủ, tiểu tử này rõ ràng là có vấn đề, phí lời với hắn làm gì? Nam tử dáng dấp văn sĩ trung niên kia nhanh chân tiến lên, liền hướng trên người Lý Vân Tiêu chụp tới. Hắn chuyên phụ trách sự vật ngoài điện, làm người lão thành già dặn, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không như những người khác có chút đần độn như vậy. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, lập tức rõ ràng thiếu niên trước mắt này chính là thiếu chủ của Thánh Hỏa Điện. Ở lúc nam tử văn sĩ trung niên kia xuất thủ, hắn cũng động. Đồng thuật, tàn nguyệt, trực tiếp triển khai tấn công bằng thần thức, hai con mắt trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt. Thân thể thì lại hướng về thiếu niên anh tuấn kia chộp tới. Thánh Hỏa Điện thiếu chủ làm sao biết đối phương lại đột nhiên tập kích, vốn là từng trải có hạn, trong nháy mắt trúng chiêu, đầu óc phù một thoáng, liền ngớ ra. Trực tiếp bị Lý Vân Tiêu vồ vào trong tay làm con tin. Ngươi muốn làm gì? Vài âm thanh đồng thời vang lên, sáu người khác của Thánh Hỏa Điện đều kinh hãi đến biến sắc, nổi giận đùng đùng, sát khí giạt rào, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu. Đặc biệt là văn sĩ trung niên, thân thể đột nhiên ngừng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng cứng ngắc. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu hướng hắn hữu hảo mỉm cười, nhưng năm ngón tay lại giam ở trên hầu cốt của thiếu chủ, chỉ cần nhẹ nhàng điểm chút, tuyệt đối là chết chắc. Lý Vân Tiêu cười nói. Hẳn là ta hỏi chư vị câu này mới đúng. Các ngươi trước tiên vô duyên vô cớ xông vào phòng ta, sau đó lại vô duyên vô cớ chất vấn ta, vị đại ca này còn muốn vô duyên vô cớ bắt nạt ta. Hiện tại các ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Ta có thể nói thô tục sao? Một gã vũ tôn khác trầm giọng nói. Hắn vẫn lẳng lặng đứng ở đó không nói một lời, mặc áo tang màu xám, toàn thân đều rách nát không thể tả, thật giống như khổ hạnh tăng. Nhưng trên người mơ hồ lấp lóe khí thế, so với tên vũ tôn khác còn muốn cường đại. Văn sĩ trung niên vừa nghe, nhất thời cảm thấy chóng mặt. Những người kia thường ngày đều lánh đời tu luyện, nói cũng là trực lai trực khứ. Thuyết pháp như vậy, ai sẽ thả người? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy những người này đơn thuần có chút đáng yêu, cười nói. Nếu đã phạm vào tội chết, tội không thể xá. Vậy ta thả chết cũng phải tìm cái chịu tội thay, trước tiên giết thiếu chủ này lại chết, chết có giá trị, chết có người chịu tội thay. Vũ Tôn Cường giả kia cả kinh, trận lại nói. Dừng tay, tuy rằng tội chết không thể miễn, nhưng chỉ cần ngươi thả thiếu chủ, vẫn có thể ban thưởng toàn thây. Văn sĩ trung niên rốt cục nghe không vô, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ đừng kích động, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ ra, chúng ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi, nhất định thả ngươi bình yên rời đi. Vũ Tôn Cường giả áo tang hơi nhướng mày, tựa hồ lướt qua một tia không vui. Dưới cái nhìn của hắn, người xâm phạm thiếu chủ, tại sao có thể miễn tử? Hơn nữa còn thả bình yên rời đi,
đây cũng quá đại nghịch bất đạo đi. Nhưng sự vật bên trong Thánh Hỏa Điện, bình thường đều là do trung niên văn sĩ này quản lý, lão giả kia cũng chỉ là hừ một thoáng, liền không tiếp tục nói nữa. Thả ta bình yên rời đi, nơi này là phòng của ta a. Lý Vân Tiêu nhô lên con người đứng dậy nói. Các ngươi từng cái tu vi mạnh hơn ta, nếu như ta thả người, các ngươi xông lên, ta còn không chết mới lạ. Ta mới không ngốc như vậy. Văn sĩ trung niên kia giơ hai tay lên trời, thể nói. Đào quán ta thể với trời, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ, ta chắc chắn sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của ngươi. Trên mặt hắn một mảnh nghiêm nghị, dáng dấp rất chăm chú, nhưng nội tâm lại cười gằn không ngớt, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có những người khác truy cứu đây này. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ hắn đàng hoàng trịnh trọng, không nhịn được cười nói. Xem ra chư vị đều là người đơn thuần chất phác, không có quỷ tâm gì. Mọi người vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút đi, không chắc song phương đều sẽ có thu hoạch. Hắn chỉ vào một cái bàn trong phòng nói. Các vị đại ca, đều ngồi đi. Mấy người đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào, theo lời liền ngồi xuống. Vũ Tôn Cường giả áo tang nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn thanh niên anh Tuấn bị nắm ở trong tay, vẻ mặt đang giận dữ theo dõi hắn, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói. Nghe nói âm đỉnh ở trên người các ngươi. Bạch! Năm người vừa mới ngồi xuống, trong nháy mắt liền bắn lên, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, sát khí khuếch tán, bầu không khí trong gian phòng lập tức căng thẳng tới cực điểm. Thanh niên anh Tuấn bị giam ở trong tay cũng thay đổi sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy. Ai nha, chớ sốt sắng, chớ sốt sắng. Lý Vân Tiêu phất phất tay, ra hiệu nói. Đều ngồi đi, mọi người công bằng nói một chút. Hiện tại thành Nam lung ta lung tung, cũng không biết bao nhiêu thế lực nghe được tin tức, không có chứng cứ liền tha thiết mong chờ chạy tới. Hiện tại đường kiếp đã rơi vào trong tay Khô Lâu Dòng binh đoàn, ở đây bọn họ là địa vương. Các người muốn cứu đường kiếp ra hoặc lấy dương thược, đều là sự tình không có khả năng. Trừ khi, hắn nhếch miệng nở nụ cười nói. Trừ khi theo ta hợp tác. Hừ, ngươi chỉ là nhất tinh Vũ Tông, tính là thứ gì, dĩ nhiên để chúng ta hợp tác với ngươi. Tên Vũ Tôn lão giả kia giận dữ, quát lên. Mau mau thả thiếu chủ ra, sau đó nói làm sao biết âm đỉnh tồn tại, lại chờ thiếu chủ xử phạt. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ngươi não tàn sao, lại bệnh sẽ hại chết thiếu chủ của các ngươi. Trong tay hắn hơi dùng lực một chút, liền truyền đến tiếng xương vỡ kèn kẹt, ngón tay của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đè xuống mấy phần. Thanh niên anh Tuấn thống khổ há hốc miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Dừng tay! Ngốc phát lão giả sợ hết hồn, hét lớn trận lại nói. Hắn cũng không dám nói chuyện nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên thân sáu người lần lượt lướt qua, lạnh lùng nói. Tuy rằng các ngươi đơn thuần chất phác, nhưng không có đáng yêu chút nào. Nếu như còn bị bệnh, ta hy vọng có thể uống thuốc ngay bây giờ, bằng không đợi lát nữa thiếu chủ của các ngươi bị các ngươi hại chết, thì không oán ta được. Sáu người đều trợn mắt nhìn, không dám hé răng, từng cái nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lúc này mới ngoan. Hắn đem đầu của nam tử kia kéo lại nói. Nghe nói cửu thiên đỉnh này là tuyệt thế vũ đế Diệp Nam Thiên luyện chế. Cha cha, thân là hâm mộ trung thực của Diệp Nam Thiên, ta rất muốn nhìn bảo bối mà lão nhân ra người lưu lại a. Thanh niên anh Tuấn chỉ cảm thấy yết hầu buông lỏng, không còn khó thở nữa, có thể nói chuyện. Nhưng nát không ít xương, vẫn cảm thấy yết hầu đau đớn khó chịu, hắn quật cường nói. Ngươi giết ta đi. Đừng hòng từ trong miệng ta dụ ra bất luận đồ vật gì. Có cốt khí, ta yêu thích. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nhưng muốn cốt khí, thì đừng muốn xương rồi. Tay hắn lần thứ hai dùng sức, kèn kẹt, lại nát vài miếng hầu cốt. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn không còn cách nào duy trì nhã trí như lúc này, trứng đỏ chót, thật giống như con vịt bị bóp cổ, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích, trong mắt ngoại trừ vẻ cầu xin ra, còn có oán hận sâu sắc. Đào quán cả kinh chảy ra mồ hôi lạnh, người trước mắt này nhìn qua tuổi còn nhỏ, thật giống như chưa trải qua thế sự, kỳ thực thủ đoạn lão luyện độc ác, hắn thật sợ đối phương không cẩn thận giết chết thiếu chủ, liền không dám có lòng khinh thị nữa, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ dừng tay, ngươi không phải mới vừa nói mọi người cùng nhau hợp tác sao? Lý Vân Tiêu hừ nói.
Ta là muốn hợp tác, thế nhưng rất nhiều người đều không đồng ý, thiếu chủ của các ngươi cũng không phối hợp à. Đào Quán khổ sở nói. Ngươi đã biết âm đỉnh tồn tại, chúng ta cũng không ẩn giấu. Chí bảo bực này, chính là mấu chốt tìm kiếm cùng mở ra chỗ có cửu thiên đỉnh. Ngươi vừa lên liền hỏi âm đỉnh, để mọi người làm sao có thể tiếp thu. Nói chuyện hợp tác, hẳn là đứng ở trên cơ sở công bằng ngang nhau à. Ngươi trước thả thiếu chủ ra, chúng ta mới có thể hảo hảo nói một chút. Hắn nói chân thành thành khẩn đến cực điểm, khắp khuôn mặt là vẻ mong đợi, làm cho người ta có một loại dáng vẻ rất đáng tin cậy. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, kêu rên nói. Chỉ sợ đồng bạn giống như heo à. Hắn chỉ phía sau Đào Quáng, năm người kia tất cả đều là một mặt cười gần cùng lửa giận, hận không thể hiện tại liền lên liều mạng. Lý Vân Tiêu nói. Đừng phí lời, ta hỏi một câu các ngươi đáp một câu, tái phạm một lần, chết. Chữ chết vừa ra, con người của hắn đột nhiên áp xúc, trong con người thâm thúy, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, trên mặt dị thường giật mình. Ngay cả hai tên vũ tôn cường giả kia cũng chịu đến cảm hóa, không hề che giấu chút nào toát ra biểu hiện ngơ ngác. Này sao lại là ánh mắt của một thiếu niên nến có, bọn họ nhất thời có một loại cảm giác, thiếu niên này nói được là làm được, một câu không hài lòng liền giết thiếu chủ. Âm đỉnh ở nơi nào? Cửu thiên đỉnh ở nơi nào? Lý Vân Tiêu trực tiếp đem hai vấn đề mấu chốt nhất hỏi lên. Đào Quán biết không cách nào lảng tránh, không thể làm gì khác hơn là đáp. Âm đỉnh xác thực ở trên người chúng ta, mà cửu thiên đỉnh còn không xác định. Thế nhưng thiếu chủ có thể cảm ứng đến, nếu như ngươi giết thiếu chủ, trên đời này sợ là không có ai biết tâm tích của cửu thiên đỉnh. Này nguyên bản là bí mật động trời, nhưng hắn vì tránh cho Lý Vân Tiêu hạ sát thủ, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Lý Vân Tiêu nhìn thanh niên anh Tuấn một chút, trong lòng vững tin không thể nghi ngờ. Có lẽ Đào Quán sẽ nói dối. Thế nhưng vẻ mặt của mấy người khác thực sự là quá mức đơn thuần, không có bất kỳ tâm tình che giấu. Vậy các ngươi đến Khinh Ca Xâm Lâm chính là vì cùng Đường Kiếp hội ngộ. Tại sao không chọn địa phương an toàn, tìm một bãi biển hoặc là nông thôn mỹ lệ không phải càng tốt hơn sao, tại sao lại phải chạy tới hỗn loạn chi địa này? Lý Vân Tiêu đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng hỏi ra. Lần này, ánh mắt của Đào Quán cùng mấy người khác toàn bộ rơi vào trên người thanh niên anh Tuấn. Thanh niên anh Tuấn xanh mặt, cắn răng nói. Bởi vì ta cảm ứng được cửu thiên đỉnh ở ngay trên yêu nguyên. Quả thế, trong lòng Lý Vân Tiêu hiểu rõ, hắn cũng có suy đoán này, nhưng không cách nào chứng thực mà thôi, hiện tại hậu nhân của Diệp Nam Thiên cũng như nói vậy, vậy thì không sai. Hắn cau mày nói. Yêu nguyên to lớn như thế, nếu không có thực lực vũ đế hoành độ hư không, coi như là vũ tôn cũng phải bay hơn 10 ngày mới có thể tới phần cuối. Ngươi có thể cảm ứng được vị trí xác thực sao? Còn nữa, biết ngươi có lực lượng cảm ứng, còn có người nào? Hắn hỏi cái này cũng vô cùng trọng yếu. Nếu như những siêu cấp thế lực kia biết có người có thể cảm ứng được cửu thiên đỉnh tồn tại, đã sớm phái cao thủ bắt hắn đi làm kim chỉ nam. Chỉ bằng hai vũ tôn cùng một ít vũ hoàng của bọn họ, là tuyệt đối không thể nhảy nhót đến hiện tại. Quả nhiên, thanh niên anh Tuấn này cắn răng lắc lắc đầu. Xem ra công tác bảo mật làm cũng không tệ lắm, cũng coi như là mình số may, một dĩa bánh lớn như vậy tự mình đưa tới cửa. Trong lòng Lý Vân Tiêu đắc ý cười nói. Vị trí cụ thể ở đâu? Thanh niên anh Tuấn im lặng một hồi nói. Hiện nay chỉ biết là ở Bắc Bộ Yêu Nguyên, loại cảm ứng này đang từ từ tăng mạnh, có thể là cửu thiên đỉnh vắng lặng quá lâu, muốn triệu hoán hậu nhân của tổ tiên đi thu lấy nó. Trong mắt hắn lộ ra ước mơ cùng vui vẻ. Lý Vân Tiêu không nói gì nói. Đừng rát vàng lên mặt, lấy chút thực lực của các ngươi, cũng muốn đi thu cửu thiên đỉnh. Hiện tại chỉ là số may, vẫn không có tiết lộ tin tức ra ngoài, nếu không thì không ra 3 ngày, toàn bộ yêu nguyên liền sẽ chật ních vũ đế, chen đến ngươi tiến vào cũng không vào được. Thanh niên anh Tuấn cùng mấy người khác đều biến sắc, mỗi cái đều vô cùng nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu nói xác thực không sai, cửu thiên đỉnh là cái gì? Siêu phẩm huyền khí duy nhất trên sử sách đại lục có ghi chép, nếu như tin tức để lộ, toàn bộ đại lục đều sẽ rung động, đến thời điểm thánh vực xuất thủ, sợ cũng ngăn cản không được. Hơn nữa thánh vực làm sao không nhòm ngó loại tuyệt đại chí bảo này đây? Hừ, cho dù bọn họ là vũ đế, không có âm đỉnh, ai cũng đừng nghĩ mở ra cửu thiên đỉnh. Thanh niên anh Tuấn tựa hồ không phục, hừ lạnh nói. Há, đúng rồi, ngươi không nói ta cũng suýt nữa quên mất.
Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, đưa tay ra cười nói. Âm đỉnh ở đâu, lấy ra ta quan sát một chút đi. Thanh niên anh Tuấn suýt chút nữa tức ngất, hận mình lắm miệng, hắn quật cường cả giận nói. Âm đỉnh chính là báu vật mà tổ tiên lưu truyền tới nay, chỉ có con cháu Diệp gia đích truyền mới có thể sử dụng. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, ta thả chết cũng sẽ không cho ngươi. Người còn lại cũng từng cái lộ ra vẻ tức giận, hậu nhân của Vũ Đế, dĩ nhiên rơi vào trong tay một tiểu nhân vật như vậy, nhận hết khuất nhục. Lý Vân Tiêu thì không để ý lắm, thời đại biến thiên, Thương Hải tang điền, không có vương giả vĩnh viễn, ở dưới thần cảnh, tất cả đều là run rế. Hắn xem thường hừ nói, không giao ra âm đỉnh, vậy thì, thả ngươi đi vậy. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Thanh niên anh Tuấn cũng ngơ ngác nói. Ngươi không phải muốn cướp sao? Tại sao lại từ bỏ? Lý Vân Tiêu đối với những người này đơn thuần không lời nào để nói, hắn lộ ra hung quang, dữ tợn nói. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí đoạt. Thanh niên anh Tuấn lần thứ hai choáng váng, hận không thể phiến mình mấy tát. Trong lòng Đào Quán hơi động, thử dò xét nói. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi thuộc về thế lực phương nào? Lại có ý đồ gì? Chỉ cần mục tiêu không phải Cửu Thiên Đỉnh, chúng ta xác thực có thể cân nhắc hợp tác một phen. Hắn đã sớm phát hiện Lý Vân Tiêu không đơn giản, giờ khắc này càng xác định không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói, ta đối với Cửu Thiên Đỉnh rất có hứng thú. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống. Cũng khó trách, trọng bảo như thế, muốn nói không có hứng thú cũng sẽ không có người tin. Bất quá! Hắn tiếp tục nói. Ta là một tên thuật luyện sư, Cửu Thiên Đỉnh này ta không muốn nắm giữ. Mặc dù hiện tại tin tức không có để lộ, đợi thời điểm Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện, nhất định là toàn bộ đại lục sẽ khiếp sợ. Khi đó ai nắm giữ nó, chính là cùng khắp thiên hạ là địch. Tuy rằng ta tự phụ, nhưng mà không ngu đến mức muốn độc chiến võ giả thiên hạ. Bảy người kia cũng là vẻ mặt lẫm liệt, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Cái vấn đề này bọn họ cũng không nghĩ qua, chỉ là một lòng muốn đạt được Cửu Thiên Đỉnh. Như vậy liền có thể khôi phục vinh quang của Thánh Hỏa Điện, một lần nữa ở trên đại lục quật khởi. Thanh niên anh Tuấn nói, mọi người không cần lo lắng, sau khi chúng ta đạt được Cửu Thiên Đỉnh, liền lập tức trở về Thánh Hỏa Điện, sau đó mở ra hộ tông đại trận mà tổ tiên lưu lại, tuyệt sẽ không có người biết đến. Lúc này sắc mặt mọi người mới từng cái thoáng chuyển biến tốt, hiển nhiên là đối với hộ tông đại trận kia cực kỳ có lòng tin. Nhưng Lý Vân Tiêu lại âm thầm lắc đầu. Thở dài không ngớt, đám người này thực sự là không dành thế sự, lánh đời đến thông minh càng ngày càng thấp. Nếu như biết ngươi có Cửu Thiên Đỉnh, đừng nói hộ tông đại trận, cho dù ngươi có bản lĩnh hạ xuống lực lượng một giới. Thiên địa quy tắc, cũng sẽ bị ngươi oanh không còn cho. Dù cho trốn trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu cũng không nắm chặt có thể bảo vệ Cửu Thiên Đỉnh. Vật kia thực sự là quá kéo cửu hận, trong thiên hạ ngoại trừ mấy siêu cấp thế lực ra, ai cũng đừng nghĩ giữ được. Vì lẽ đó vừa bắt đầu mục đích của hắn liền không phải nắm giữ Cửu Thiên Đỉnh, mà là sau khi đạt được có thể tiến hành hóa giải nghiên cứu, cuối cùng vẫn là sẽ tuột tay. Lý Vân Tiêu nói, lần này liền dễ làm, mọi người mục tiêu nhất trí, nhưng cũng không có xung đột. Đạt được Cửu Thiên Đỉnh, ta trước tiên nghiên cứu mấy ngày, sau đó cho các ngươi cầm, thế nào? Thanh niên anh Tuấn nhíu mày, nghĩ đến để hắn trước tiên nghiên cứu mấy ngày, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đào Quán chỉ lo bọn họ lại nói một ít lời chọc giận tên sát tinh này, vội vàng giành nói. Như vậy rất tốt, không biết tiểu huynh đệ là thế lực nào, đối với lần hành động này lại có bao lớn nắm chặt. Lý Vân Tiêu cười nói. Ở Khinh Ca Xâm Lâm, có thể chống lại Khô Lâu Dòng Binh Đoàn, cũng chỉ có hai nhà khác. Ta chính là đội trưởng của Dòng Binh Đoàn, phụ trách kéo ra đường kiếp, mà các ngươi phụ trách tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh. Hắn mở ra một điều kiện mà đối phương không cách nào từ chối, nhất thời từng cái mừng lớn nói. Thật chứ? Tổng bộ của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn bọn họ cũng tra xét nhiều ngày, đầm rồng hang hổ, cao thủ như vân, lúc này mới chỉ hoãn hồi lâu. Mà theo không ngừng có thế lực mới xuất hiện, nội tâm cũng vạn phần lo lắng. Lúc trước ba tên nhất tinh vũ hoàng kia, đó là ở bên ngoài hỏi thăm tình huống, sau khi biến mất bảy người mới sốt sắng lên, lúc này mới đi ra. Lý Vân Tiêu một bộ định liệu trước, cười nói. Ở Khinh Ca Xâm Lâm này, nếu như Dòng Binh Đoàn ta không làm nổi, coi như là Vũ Đế tới cũng nhất định không làm nổi.
Được, nếu ngươi thật có thể đem đường kiếp kéo ra, chúng ta liền hợp tác với ngươi. Thanh niên anh tuấn tựa hồ quên cổ của mình còn ở trên tay người ta, hưng phấn nói. Xác thực, dòng binh đoàn mới có khả năng hoàn thành chuyện này nhất. Nếu song phương đã đàm tốt, Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng không có lý do gì nắm người ta làm con tin. Sau khi buông tay, những người của Thánh Hỏa Điện cũng không có trách tội, trái lại từng cái vui vẻ. Vấn đề quấy nhiễu nhiều ngày rốt cuộc tìm được người đi giải quyết, tựa hồ đường kiếp cùng Cửu Thiên Đỉnh đã ở trước mắt. Sau khi lẫn nhau hiểu rõ, liên hệ họ tên, mới biết vị thiếu chủ này chính là Tằng tôn tử của Diệp Nam Thiên, gọi Diệp Phàm. Hai tên vũ tôn cường giả cũng là đời đời truyền thừa xuống, người hơi ngốc gọi Thích Quang, vị áo tang gọi Phùng Trư. Còn có mấy người khác, cũng đều báo tên từng người. Như thế, hợp tác coi như là triển khai. Đột nhiên Đào Quán nói. Đúng rồi Vân Thiếu, lúc trước ba tên vũ hoàng của chúng ta ngươi có thấy không? Những người này tán gẫu hừng hực, lập tức quên đi mục đích tới đây. Nghe hỏi, lúc này mới nhớ tới, từng cái nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khổ não, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cũng không thể nói giết hoặc là vứt vào giới thần bi, thả ra lại không được, nói không thấy hiển nhiên cũng không thích hợp. Mọi người mới hợp tác, làm sao cũng không có thể mất tín dụng a, hắn khổ não nói. Vừa nãy bọn họ muốn xuất thủ với ta, đã bị thủ hạ của ta bắt về tổng bộ dòng binh đoàn rồi. Lần hành động này nhân số quý tinh bất quý đa, bọn họ chỉ là nhất tinh vũ hoàng cũng không giúp đỡ được gì, liền để bọn họ ở tổng bộ nghỉ ngơi đi. Lời nói dối này đúng là hợp tình hợp lý, mọi người cũng đều tin tưởng. Lúc mấy người đang muốn thảo luận làm sao cứu đường kiếp, đột nhiên một luồng gợn sóng sức mạnh từ bên ngoài phòng truyền tới, toàn bộ khách sạn đều chấn động, mà ở xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh rất lớn, phương hướng chính là tổng bộ của Khô Lâu Dòng binh đoàn. Nổ tung kia uy lực to lớn, lực lượng dư âm dĩ nhiên truyền ra mấy ngàn mét, chấn kinh tất cả cao thủ ở thành Nam. Vũ Tôn Oai, Phùng Trư một mặt trầm trọng, ngưng mắt nhìn chỗ nổ tung nói. Ta cảm nhận được lực lượng lĩnh vực cực cường, vừa nãy nhất định có hai tên vũ tôn giao thủ, hơn nữa là vật lộn sống mái. Đào Quán cũng kinh hãi nói. Lẽ nào là ai xông vào tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn hay sao? Cũng là vì đường kiếp. Lúc này ở trên bầu trời thỉnh thoảng có vũ giả bay tới bay lui, có vội vàng bay xa, chỉ lo tai vạ tới cá trong chậu, cũng có không ít cố ý bay tới gần, không biết mục đích như thế nào. Làm sao bây giờ, có thể bị người đạt được tiên cơ hay không? Diệp Phàm lo lắng. Nếu như đường kiếp bị những người khác cứu đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những người này ở mưu đồ cùng sách lược, xác thực có thể nói ngu như lợn. Sau khi con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường nói. Đều bình tĩnh, có ta ở đây, sợ cái gì? Người kia nhất định không phải đi cứu đường kiếp. Tại sao, làm sao ngươi biết? Tất cả mọi người đều cau mày, không thể tin tưởng nhìn hắn. Bao quát Đào Quán cũng không quá tin tưởng nói. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Chính là bởi vì ta cái gì cũng không biết, vì lẽ đó người kia nhất định không phải đi cứu đường kiếp. Lần này mấy người càng là không tìm được manh mối. Lý Vân Tiêu kiên trì giải thích. Nếu như giá trị của đường kiếp bị người phát hiện, như vậy giá trị của Diệp Phàm cũng sẽ bị khai quật, các ngươi một cái có dương đỉnh, một cái có âm đỉnh. Các ngươi cảm thấy cứu đường kiếp dễ dàng, hay là bắt Diệp Phàm dễ dàng đây? Hắn cười lạnh nói. Các ngươi đừng cho rằng mình trốn có bao nhiêu bí ẩn, ta có thể nói sáng tỏ, nhất cử nhất động của các ngươi, kể cả làm chút ít chuyện gì, tất cả đều ở dưới tam đại đoàn lính đánh thuê mật thiết theo dõi. Sở dĩ còn bình an vô sự, là bởi vì giá trị của Diệp Phàm còn không có ai biết. Vì lẽ đó giá trị của đường kiếp, chỉ vẻn vẹn là thân phận của hắn, thiếu chủ tứ cực môn mà thôi. Lần này Đào Quán lộ ra vẻ bừng tỉnh nói. Ta hiểu được, vì lẽ đó thật có người đi cứu đường kiếp. Cũng chỉ là người của tứ cực môn. Lý Vân Tiêu nói. Không sai, nếu như tứ cực môn cứu đường kiếp ra, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Các ngươi vốn là hẹn hắn đến hiệp thương giao dịch, sự tình bất quá trở lại nguyên điểm mà thôi. Nhưng ta khẳng định, vừa nãy cũng không phải người của tứ cực môn làm. Mọi người chỉ cảm thấy có chút ngây ngất, chuyện vừa rồi còn không lý giải thấu triệt, tại sao hắn lại có thể xác định không phải tứ cực môn đây? Lý Vân Tiêu cười nói, nếu như tứ cực môn đi cứu người,
nhất định là một đòn lôi đình, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Đại chiến như vậy hẳn là từng cơn sóng liên tiếp, các ngươi xem sau rung động vừa nãy, liền không còn tiếng động. Vì lẽ đó vừa nãy xuất thủ nhất định là một vị vũ tôn cường giả độc hành. Con người của hắn ngưng tụ lại, hầu như 100% khẳng định người vừa nãy nhất định là tên biến thái Vũ Văn Cao kia. Xem ra phòng ngự của Khô Lâu Dòng binh đoàn so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, chẳng trách Mộc Không cũng một đi không trở lại. Mặc dù Vũ Văn Cao biến thái, nhưng cũng là sát thủ thành danh đã lâu. Am hiểu nhất chính là lẻn vào cùng ám sát, đồng thời đối với chuyện như vậy cũng làm không biết mệt. Lấy thực lực vũ tôn của hắn, hữu tâm lẻn vào một chỗ căn cứ, coi như là bảy đại siêu cấp thế lực, sợ cũng phát hiện không được, nhưng lại hiện hình ở trong Khô Lâu Dòng binh đoàn, hơn nữa gây ra chiến đấu, sinh tử chưa biết, này nói rõ cái gì? Đào Quán lo lắng nói. Rốt cuộc là ai một người một ngựa xông vào? Vân Thiếu, lúc nào ngươi đi triệu tập cường giả của Dòng binh đoàn xuất thủ? Hắn một bộ lo lắng, chỉ lo mình chậm, Đường Kiếp sẽ bị người bắt đi. Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên. Các ngươi mau nhìn, lại có rất nhiều cao thủ đi qua. Mọi người định nhãn nhìn tới, mấy đạo ánh sáng từ không trung bay vào tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn, từ xa xa truyền đến khí tức, chí ít cũng có hai tên vũ tôn cường giả ở bên trong. Cũng không lâu lắm, lại bay vào không ít người. Đợi một trận, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ người đi vào vẫn chưa chịu đến trở ngại hoặc là nguy hiểm. Lúc này, ở một góc khác của thành Nam, cũng bay lên mấy đạo khí tức cường đại, thuận theo vọt vào. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không xong, sự tình của Vũ Văn Cao tựa hồ gây nên phản ứng dây chuyền, đông đảo thế lực tranh nhau chen lấn, đều sợ người khác chiếm tiện nghi. Dù cho rất nhiều người không biết tình huống thật, ngay cả mình phải làm gì cũng không biết, lại như ong vỡ tổ đi vào. Diệp Phàm trầm giọng nói. Vân Thiếu, chúng ta có phải cũng nên động thủ hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không vội, lại nhìn một chút. Lại nhìn một chút. Phùng Trư có chút kích động, chào phúng nói. Đã đi vào nhiều người như vậy, đợi thêm, ngay cả cho của Đường Kiếp chúng ta cũng không vớt được. Thiếu chủ, hiện tại Đường Kiếp trở thành bia ngắm của mọi người, người này cũng không có năng lực cứu hắn ra. Tự chúng ta hành động đi. Diệp Phàm không quyết định chắc chắn được, thỉnh giáo nhìn Đào Quán. Dù sao Đào Quán ở trong mấy người bọn họ, xem như là từng trải nhiều nhất, mọi người cũng khá phục hắn. Không đợi Đào Quán nói chuyện, Lý Vân Tiêu liền hừ lạnh nói. Yên tâm đi, bọn họ không có tìm được Đường Kiếp. Tại sao ngươi lại biết? Phùng Trư không phục nói, hắn rất không thích một tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt đại nhân vật như bọn hắn tỏ vẻ thông minh. Lần này không cần Lý Vân Tiêu trả lời, Đào Quán liền nói. Không sai, nhiều cường giả đi vào như vậy, hiện tại còn chưa có xảy ra một tia gợn sóng tranh đấu, chứng minh không có tìm được Đường Kiếp. Vậy chúng ta đi không hẳn so với bọn họ càng tốt hơn, không bằng ở đây chờ đợi. Thì ra là như vậy, Đào Quán ngươi không hổ là quân sư của Thánh Hỏa Điện chúng ta. Phùng Trư thở dài nói, còn nguyết Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ trán. Cũng không phải hắn muốn tỏ thông minh, làm náo động, mà là những người này thực sự có ngạnh xương a. Nếu không phải âm đỉnh ở trên người những người này, hắn căn bản sẽ không cùng đám đồng bạn giống như heo này đồng hành. Rất nhanh, có gợn sóng tranh đấu truyền ra, bất quá đều là uy lực cực nhỏ, hẳn là một ít tiểu ma sát. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn mọi người, đều là một bộ nóng lòng muốn thử, đứng ngồi không yên, ngay cả hai vị vũ tôn hô hấp cũng dần dần dồn dập, liền cười nói. Gần đủ rồi, chúng ta đi vào thôi. Nhìn bọn họ bình an vô sự, tựa hồ tình huống có biến. Chính phải. Thích Quang sớm không nhịn được, kêu lên. Lâu như vậy cũng không thấy động thủ, sợ là tình huống vượt qua chúng ta dự tính. Đào Quán liếc nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, ngươi thấy thế nào? Cùng những người Thánh Hỏa Điện này ở lâu, còn cho rằng mình rất thông minh, hiện tại mới hiểu được nguyên lai mình chỉ là vóc dáng cao trong đám người lùn mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, đã không nhìn ra đầu mối gì, chúng ta liền đi thôi, hẳn là sự tình có biến. Một Khô Lâu Dòng binh đoàn to lớn, không thể không có động tĩnh a. Phùng Chư Hừ nói, lão phu đã sớm nói đi vào. Tám người trong nháy mắt tiến lên, hướng căn cứ của Khô Lâu Dòng binh đoàn rơi xuống. Cả tổng bộ đều trống rỗng, thần thức phóng xạ ra, đúng là phát hiện không ít cao thủ, tất cả đều bay tới bay lui,
giống như con ruồi không đầu. Thích Quang cùng Phùng Chư không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên là một loại thân pháp vô cùng cao minh, ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhíu lại, xẹt qua vẻ kinh dị. Diệp Nam Thiên nhất mạch truyền thừa, quả nhiên không đơn giản. Mình là khinh thường những người này rồi, trong lòng hắn bắt đầu lưu tâm lên. Trong nháy mắt, hai người liền ngừng lại ở trong một khu nhà nhỏ, đều là vẻ nghiêm túc, Thích Quang nói. Thiếu chủ, ngoại trừ một ít vũ giả thực lực thấp, toàn bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn liền không có một cao thủ. Chỉ có một chút ngoại lai cường giả, chính là những người mà mấy ngày qua chúng ta giám thị kia. Lý Vân Tiêu ngửa đầu nhìn bầu trời, lại là vài đạo ánh sáng hạ xuống, trang phục trên người những người kia rất quái dị, ở trên thân mọi người Thánh Hỏa Điện nhìn lướt qua, lúc ánh mắt rơi vào trên người Thích Quang cùng Phùng Chư, rõ ràng sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng sau đó hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ở bên trong tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn tìm kiếm. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chẳng lẽ Đường Kiếp đã bị rời đi? Lý Vân Tiêu cười nói. Xem ra Đường Kiếp rất trượng nghĩa, lại không nói ra bí mật của ngươi. Bằng không người của Khô Lâu Dòng binh đoàn sớm tìm tới ngươi, cũng không lo không thấy được bọn họ. Phùng Chư cả giận nói. Vào lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Toàn bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn giống như có ma biến mất không còn tăm hơi, lần này nên chạy đi đâu tìm Đường Kiếp. Hắn trợn con ngươi, mạnh mẽ chừng Lý Vân Tiêu một chút nói. Có bản lĩnh ngươi liền nói bọn họ đi đâu, lão phu liền chân tâm phục ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Tuy rằng hiện tại ta còn không biết bọn họ đi đâu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết. Thật chứ? Diệp Phàm đại hỉ, tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm. Nhưng chẳng biết vì cái gì, trên người Lý Vân Tiêu luôn có một loại khí chất để hắn vô cùng tín nhiệm. Vẻ phong độ kia khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái muốn kết giao, đáng giá hắn đi tín nhiệm. Phùng Chư sửng sốt một chút, không tin nói. Nếu ngươi có thể tìm ra, lão phu có thể ban tặng ngươi vinh quang vô thượng, cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ của lão phu. Lại phát bệnh. Lý Vân Tiêu nói thầm một thoáng, lại nói. Đi theo ta. Bóng người của hắn hướng về mặt đông lao đi, tuy rằng nội tâm mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát hắn. Đột nhiên một thanh âm ở trên bầu trời vang lên nói. Chư vị, không cần lại như con ruồi không đầu xoay chuyển như thế, mọi người tới chỗ này đều là bởi vì tin đồn kia a. Hiện tại Khô Lâu Dòng binh đoàn ngoại trừ mấy lâu la ra liền không còn người. Mọi người không đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp, là sẽ không cách nào đạt được mục đích. Dừng một chút. Tựa hồ thanh âm kia muốn tỏ thành ý nói. Trong tay bản tọa có một tấm định tinh bàn, có thể giúp đỡ được việc. Tất cả mọi người đưa mắt hướng phương hướng của thanh âm kia nhìn đi, trong đó có vài tên cường giả lộ ra vẻ đại hỉ nói. Định tinh bàn, lần này có hy vọng. Bọn họ vừa mới dứt lời, một ánh hào quang ở trước mắt hạ xuống, một lão giả tinh mang lấp lóe, khí tức cường đại, không nội liếm chút nào xuất hiện ở trước mặt mấy người, ánh mắt quét xuống một cái. Lộ ra mỉm cười nói. Bản tọa châu thần, mấy vị là. Mấy người kia vừa nghe, sắc mặt đột biến, một người trong đó thất thanh nói. Nam vực Vương luyện kiếm phái châu thần. Châu thần cười hì hì, lộ ra vẻ hài lòng nói. Không nghĩ tới những vũ hoàng các ngươi cũng nhận thức bản tọa. Vừa nãy các ngươi nói, là có ý gì? Mấy người đều là sắc mặt khó coi, tựa hồ đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Ha ha. Châu thần, ngươi nhìn ngươi đem người ta dọa sợ kia. Bên trong khu nhà nhỏ có ánh sáng màu xanh lấp lóe, lại là vài tên vũ giả đi tới, trong đó một tên nam tử đi đầu, thân mang đai lưng long văn, trên người tản ra ánh sáng màu xanh di động, cười nói. Châu lão quái, xem ra thanh danh của ngươi xác thực không ra sao a. Sắc mặt châu thần phát lạnh, hừ nói. Khang lão quái, lôi hỏa cung các ngươi không phải là đệ tử quá nhiều. Nên mong chờ chạy tới làm bia đỡ đạn chứ. Nam tử kia tên Khang một cười nói. Ai làm bia đỡ đạn còn chưa chắc đây này. Nếu như tin đồn là thật, có khi tất cả mọi người là bia đỡ đạn a. Châu thần mặt âm hàn, lạnh lùng nói. Khang lão quái, phí lời thật nhiều. Người ta rất không thích nghe, sẽ không muốn ta cùng ngươi đấu miệng lưỡi chứ. Khang một không chút phật lòng nói. Ở trước mặt ta ngươi cũng đừng làm dữ. Có bản lĩnh đợi lát nữa ở trước mặt những người của Thương Minh kia hung đi. Theo ta được biết, thành viên bảy đại trưởng ban trị sự của Thương Minh cũng đã phái người tới. Bất quá châu thần huynh tu vi cái thế, tự nhiên sẽ không sợ bọn họ.
Châu Thần biến sắc, cả kinh nói. Thương Minh bảy đại thành viên đều tới. Khang một cười lạnh nói. Hệ thống tình báo mạnh nhất vẫn luôn ở trong tay Thương Minh, ngay cả ngươi cũng có thể biết tin tức, bọn họ há có thể không biết. Không chỉ có Thương Minh, rất nhiều tạp ngư của Tây Vực cũng tới, ta nghĩ hai thế lực kia tựa hồ cũng chiếm được phong thanh. Lần này Châu Thần đúng là thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi nói. Lời ấy thật chứ? Vẻ mặt của Khang Một cũng trở nên nghiêm nghị nói. Ngay cả người ta cũng có thể nhận được tin tức, huống hồ là hai nhà này. Chỉ bất quá việc này có chút mơ hồ, không có mấy người tin tưởng mà thôi. Trước đây cũng đã từng xuất hiện mấy lần tương tự, không chỉ có Tây Vực ta. Kết quả còn không phải là một hồi trò khôi hài, thậm chí có một lần ngay cả Thánh Vực cũng bị kinh động, lại không có chút kết quả. Lôi Hỏa Cung ta cũng chỉ là ôm thái độ xem trò vui mà đến. Châu Thần Động Dung nói. Ngươi nói chính là chỉ lần trên Đông Bình đảo kia, chết bảy vị vũ đế cường giả. Sau đó truyền ra tin tức thế lực lớn kia, trong một đêm liền bị diệt trừ. Bất quá. Hắn suy nghĩ nói. Bất quá ngay cả người của Thất Đại Thương Minh cũng tới, ta nghĩ chí ít không có lửa sao lại có khói. Huống hồ chúng ta bất quá tùy cơ ứng biến mà thôi, nếu có thể có cơ duyên cấp độ kia, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng nếu như thế cuộc vượt qua mình khống chế, vẫn là tự biết khó mà lui mới được. Hắn đúng là xem rõ ràng, biết chỉ có thể thử vận may, cưỡng cầu không được. Thế lực khắp nơi sau khi tìm tòi tổng bộ của Khô Lâu Dòng binh đoàn một lần không có kết quả, nghe được âm thanh của Châu Thần, tất cả đều hội tụ đến, trong một khu nhà nhỏ chật ních cao thủ. Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện cũng cải biến phương hướng, đi theo mọi người tới đây tham gia trò vui. Bọn họ đưa tới nhiều ánh mắt nhất, dù sao thế lực còn lại nhiều là người Tây Vực, đều nhận thức lẫn nhau, dù cho không nhận ra cũng nghe qua. Nhưng mấy người Lý Vân Tiêu đều lạ mặt, đặc biệt Phùng Chư cùng Thích Quang cũng không ẩn giấu khí thế, thật giống như sợ người ta không biết bọn họ là vũ tôn, lăng khí bức người. Châu Thần đưa mắt đảo qua mọi người, đặc biệt lưu ý mấy người Thánh Hỏa Điện, lúc này mới hướng vài tên vũ hoàng cường giả lúc trước nói. Mấy vị! Các ngươi có cái gì có thể dùng định tinh bàn chỉ dẫn, nói ra đi. Hắn cũng không kiêng kỵ nhiều người, tuy rằng nhiều người phiền toái, nhưng hệ số an toàn sẽ cao hơn. Vài tên vũ hoàng cường giả kia khúm núm, tựa hồ cực không muốn nói, nhưng ở dưới khí thế của mọi người, vẫn là rất nhanh thỏa hiệp, chán nản nói. Chúng ta có một vị đồng bạn bị người của Khô Lâu Dòng binh đoàn bắt, đợi thời điểm tìm được hắn, huyết dịch toàn thân đã không dư thừa một giọt, bị hút sạch sành xanh. Nếu không phải trên người có một tín vật, chúng ta cũng sẽ không nhận ra. Trên mặt tên Vũ Hoàng Cường giả kia hơi trắng bệch, tựa hồ nhớ lại thảm trạng khi đồng bạn chết, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Người còn lại cũng nhíu mày. Giết người cũng không có gì kỳ lạ, những người này cái nào không phải sát tinh giết người vô số, nhưng loại hành vi tàn nhẫn rút khô huyết dịch thân thể này, vẫn rất làm người trơ trẽn cùng giận sôi. Tên Vũ Hoàng kia tiếp tục nói. Tên đồng bạn kia của ta nắm giữ lực lượng huyết mạch của thượng cổ ma hồ tộc. Khô Lâu Dòng binh đoàn bắt hắn phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lúc trước Xích Long Phủ chúng ta vì biết rõ bí mật huyết mạch của hắn, cũng từng lấy một ít huyết dịch làm thí nghiệm. Mọi người đồng thời đưa ánh mắt khinh bỉ, nội tâm thầm mắng không ngớt, còn mẹ ngươi, còn nói người ta hút máu, chính các ngươi cũng lấy đồng bạn làm thí nghiệm. Tên Vũ Hoàng Cường giả của Xích Long Phủ kia nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cũng hơi lúng túng, mặt đỏ lên nói. Huyết dịch kia ở trên người ta bây giờ còn có một chút. Nếu như Châu Đại Nhân có định tinh bàn, hẳn là có thể tìm được người lấy ra huyết dịch. Châu Thần khẽ cau mày nói. Làm chuyện như vậy, cao tầng của Khô Lâu Dòng binh đoàn có tỷ lệ khá lớn. Như thế thật là có khả năng tìm tới bọn họ, thử xem đi. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, một khối kim loại cổ điển hình vuông xuất hiện, mặt trên che kín phù hiệu hoa văn. Tên Vũ Hoàng kia lấy ra một bình chứa pha lê, bên trong là dòng máu đen đặc, tựa hồ trải qua xử lý. Đổ huyết dịch kia vào trong định tinh bàn, liền bắt đầu sôi trào, xương máu ở trên định tinh bàn ngưng tụ thành một giọt huyết châu bắt đầu lăn lộn, dị thường thần diệu. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, Lý Vân Tiêu cũng rất hứng thú. Định tinh bàn này xác thực là một loại huyền khí vô cùng quái lạ, cách luyện chế đã thất truyền từ lâu. Chỉ cần đem đồ vật có chứa khí tức của một cá nhân đặt lên trên, liền có thể tinh luyện ra loại khí tức kia, từ đó chỉ về tồn tại có quan hệ tới loại khí tức này, là lợi khí theo dõi tìm tòi tốt nhất.
Có. Châu thần đại hỉ kêu một tiếng, chỉ thấy viên huyết châu trên đỉnh tinh bàn lăn lộn về phía đông, một cây kim chỉ nam xoay tròn, không ngừng rung động, cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Khang một vui vẻ nói. Châu thần huynh, đây là chỉ về nơi nào? Bao xa? Châu thần đưa mắt nhắm hướng đông nhìn tới, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, nơi đó chính là yêu nguyên. Châu thần ngưng mắt nhìn nói. Có ít nhất 100 dặm trở lên, lại chính xác thì coi không ra. 100 dặm. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, khoảng cách này đối với yêu nguyên mà nói cũng không tính cái gì, hơn nữa có thể toán ngắn. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, đã khó có thể truy đuổi, thậm chí hy vọng xa vời. Vừa nãy khí tức hai tên vũ tôn kia rõ ràng chỉ là trước đó chốc lát, làm sao có khả năng chớp mắt 100 dặm, lẽ nào bên trong khô lâu dòng binh đoàn có nhiều vũ tôn cường giả như vậy? Vô cùng có khả năng. Chiến đấu mới vừa rồi vô cùng có khả năng là kế sách nghi binh, trên thực tế từ lâu bọn họ đã lặng yên di chuyển ra. Con mẹ nó, một bang hội lớn như vậy, dĩ nhiên làm ra loại thủ đoạn nhỏ này, còn có tiết tháo hay không? Châu huynh, kính xin phía trước dẫn đường, coi như là chân trời góc biển cũng phải đuổi tới tay. Châu thần gật gật đầu, nâng định tinh bàn liền hướng ngoài thành bay đi. Hầu như tất cả mọi người đều bay lên trời, đi theo phía sau châu thần. Mười mấy tên khí tức cường đại ở trên không trung đảo qua, hướng về mặt đông đằng đằng sát khí phóng đi. Vũ giả bên trong khinh ca xâm lâm đều ngơ ngác ngưỡng vọng trên trời, một ít gan lớn cũng bay lên không, rất xa theo ở phía sau muốn nhìn náo nhiệt. Đám người thánh hỏa điện từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, không nghĩ tới sự tình làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này muốn có được cửu thiên đỉnh, độ khó sẽ tăng cường mấy cấp số. Nhìn tất cả mọi người đi hết. Diệp Phàm mới ngưng tiếng nói. Dù như thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được cửu thiên đỉnh. Mấy ngàn năm qua, cửu thiên đỉnh lần thứ nhất có triệu hoán, nó là thuộc về thánh hỏa điện chúng ta. Đúng, thánh hỏa điện vắng lặng mấy ngàn năm, rốt cục đến giờ phút này rồi, quyết không thể thất bại. Cho dù chết, cũng phải vì thiếu chủ đạt được cửu thiên đỉnh. Đào Quán quả quyết nói, tựa hồ đã làm tốt quyết tâm vẫn lạc bất cứ lúc nào. Mấy người còn lại cũng đều dâng lên nhiệt huyết, từng cái trên mặt thần tình kích động, hận không thể hiện tại liều mình thủ nghĩa, đổ nòng súng, nổ lô cốt. Lý Vân Tiêu cực không đúng lúc cười nói. Chậm đã, mọi người đừng vội, ngồi xuống uống ly trà đã, một lần nữa tính toán. Thái, uống trà con mẹ ngươi. Phùng Chư Cả giận nói. Nếu không phải ngươi để mọi người trì hoãn lâu như vậy, đường kiếp này ta đã sớm cứu ra rồi. Diệp Phàm vẫn tính bình tĩnh, hơn nữa đối với Lý Vân Tiêu cũng rất có hảo cảm nói. Vân Thiếu cho rằng hiện tại nên làm gì? Lý Vân Tiêu nói. Ta cho là chúng ta hẳn là đuổi tới. Thiết! Tất cả mọi người không nói gì, lộ ra vẻ miệt thị. Diệp Phàm cùng Đào Quán cau mày, Đào Quán truy một bước hỏi. Nên truy như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên không thể giống như bọn họ, chúng ta nên đi tắt. Diệp Phàm mừng lớn nói. Ta đã quên, Vân Thiếu là người của dòng binh đoàn, đối với địa hình chung quanh đây hẳn là rất tinh tường, đi tắt từ đâu? Phùng Chư nói. Không thể, trong tay châu thần kia có định tinh bàn, lúc này mới có thể đuổi tới tung tích. Nếu chúng ta không đuổi theo bọn họ, liền triệt để mất dấu. Diệp Phàm vừa nghe, cũng sầu lo lên, giống như hỏi dò nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Sợ cái gì, mục đích của khô lâu dòng binh đoàn cũng không phải là vì cửu thiên đỉnh, nhưng trên đời này ai chân chính biết vị trí cụ thể của cửu thiên đỉnh? Đương nhiên là Diệp Phàm ngươi a. Chúng ta trước tiên đi vị trí chính xác, nếu như bọn họ đi đúng, dĩ nhiên sẽ gặp gỡ. Phùng Chư vừa nghe, cảm thấy tựa hồ có lý, nhưng lập tức lại phủ nhận lắc đầu nói. Vạn nhất bọn họ đi nhầm thì sao? Này há không phải không gặp được. Diệp Phàm tựa hồ khai ngộ. Cười nói. Nếu bọn họ đi nhầm, cũng chính là không tìm được cửu thiên đỉnh, chúng ta sẽ không cần lo lắng. Quản bọn họ đi tới đâu, cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Không sai. Lý Vân Tiêu tán thưởng cười nói. Diệp Phàm là một tiểu tử thông minh, chỉ là cùng những lão đầu kia ở lâu, lại không có tiếp xúc qua những người khác, vì lẽ đó càng thành thật chất phác. Hiện tại để hắn làm việc lớn như thế, sẽ không ngừng trở nên thông minh. Thì ra là như vậy. Thiếu chủ quả nhiên thông minh, thánh hỏa điện quật khởi có hy vọng a. Phùng Chư rất là vui mừng,
cảm khái nói. Người còn lại cũng từng cái vui vẻ không thôi, tựa hồ nhìn thấy quật khởi ở đỉnh cao đại lục. Lý Vân Tiêu. Chư vị, vẫn là trước uống ly trà, sau đó đi theo ta. Hắn hơi tản ra thần thức, cảm thụ gợn sóng trong không khí, bắt đầu ở tổng bộ của Khô Lâu Dòng binh đoàn tìm kiếm. Hắn dọc theo hướng đi thẳng tắp, gặp hồ qua hồ, gặp phòng sách phá phòng sách, rất nhanh đi tới một gian thiên điện cực không đáng chú ý. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Vân Thiếu, nơi này là... Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Lúc trước sóng gợn mạnh mẽ kia, nhất định là Vũ Tôn xuất thủ tạo thành. Ở đây có nhiều thế lực giám thị, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ biến mất. Còn bọn người Châu Thần phân tích nghi binh kế sách, căn bản không thể. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là tổng bộ này có lối đi bí mật. Hai chính là bọn họ mượn truyền tống đại trận rời khỏi. Hắn lộ ra một nụ cười nói. Lối đi bí mật chỉ có thể dẫn ra ngoài thành, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đạt đến hơn 100 dặm. Như vậy, Lý Vân Tiêu giơ tay lên, đánh ra ngoài một quyền, quát lên. Như vậy chỉ có một khả năng, nếu như ta không đoán sai, truyền tống đại trận mà Khô Lâu Dòng binh đoàn rời đi ngay trong thiên điện này. Quyền kình đánh xuống, thiên điện kia đột nhiên nổ bể ra, sau khi đá vụn phun ra. Một truyền tống trận to lớn xuất hiện ở trong đó. Trên trận pháp còn tản ra linh khí nồng nặc, thiên điện vừa hủy liền khuếch tán ra. Diệp Phàm cả kinh nói. Đúng là truyền tống trận, hơn nữa linh khí này, hiển nhiên là mới vừa dùng qua không lâu. Lần này ngay cả Phùng Chư cũng triệt để há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, cào cào cái trán nói. Ngươi ngay cả vị trí của truyền tống trận cũng có thể suy luận ra. Hắn lần này chân tâm cảm thấy mình nhược bạo. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lên mau đi, không gian truyền tống còn ở phía trên, lâu sợ sẽ tiêu tan mất. Kỳ thực hắn làm sao biết vị trí của truyền tống trận pháp, mà là gợn sóng trận pháp bị thần thức cực kỳ nhạy cảm của hắn bắt được. Từ khi đem yêu long hòa tan vào linh hồn, đẳng cấp hồn lực vọt thẳng lên cấp 6, loại gợn sóng của truyền tống đại trận này cực cường, khoảng cách gần cảm giác hết sức rõ ràng. Mọi người Thánh Hỏa Điện đồng thời bước vào trong trận pháp, Lý Vân Tiêu lấy ra lượng lớn nguyên thạch đặt bên trong, bắt đầu vận chuyển đại trận. Không gian truyền tống lần cuối cùng còn ở dưới cảm nhận của hắn, lập tức khóa chặt vị trí, trận pháp phát sinh ánh sáng mãnh liệt, 8 người biến mất ở bên trong đại trận. Giờ khắc này, mấy người Châu Thần cũng bay ra mấy dặm, Khinh Ca Xâm Lâm vốn là nơi tụ tập của bạo đồ cùng cuồng đồ, bọn họ đại thể không sợ chết, sợ chính là không có chuyện đùa. Rất nhanh, ở phía sau Châu Thần theo một cái đuôi thật dài, có tới hơn mấy trăm người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường, lẫn nhau trong lúc đó đều nghị luận đây là làm gì. Trong đó buồn bực nhất chính là người của Thất Đại Thương Minh, từ lâu lẻn vào trong. Người còn lại có thể cảm thấy chơi rất vui, hoặc là thử vận may, chỉ có bọn họ biết, lần này Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện xác suất là rất lớn. Toàn bộ yêu nguyên bắt đầu bất an, một ít yêu thú mạnh mẽ đồng thời hướng về mặt nam lao đi, tựa hồ muốn tránh né cái gì. Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện đột nhiên xuất hiện trong không gian ở một nơi nào đó của yêu nguyên, 8 người từ trong truyền tống trận bay ra, từng cái không đứng thẳng được. Đào Quán Định Nhãn nhìn xuống bốn phía nói. Nơi này là yêu nguyên sao? Người của Khô Lâu Dòng binh đoàn đã tới sao? Lý Vân Tiêu đối với Diệp Phàm nói. Làm sao, có thể có cảm ứng không? Diệp Phàm nhắm mắt trầm tư một trận nói. Không sai, xác thực cảm ứng mạnh một ít. Hắn nhìn yêu nguyên mênh mông vô bờ, cảm khái nói. Không nghĩ tới tổ tiên chí bảo lại ẩn nấp ở bên trong yêu nguyên vô biên này, tổ tiên tuyệt đại tài năng, thống lĩnh một thời đại. Mà thân là hậu nhân, thực lực thấp kém, tổ tiên lưu lại đồ vật cũng không tìm tới, ta thực sự thẹn với tổ tiên. Đào Quán an ủi. Cửu Thiên Đỉnh ở sau khi Diệp Nam Thiên Đại Nhân biến mất liền không gặp, làm sao có thể trách ngươi. Huống hồ lần này Cửu Thiên Đỉnh xuất thế. Chúng ta cật lực phụ tá thiếu chủ đạt được chí bảo, chấn chỉnh lại Thánh Hỏa Điện vinh quang. Lý Vân Tiêu đột nhiên động dung nói. Năm đó Diệp Nam Thiên cuối cùng quy tụ là. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, than thở. Ta cũng không biết, thế nhân đều tương truyền tổ tiên bước vào thần cảnh, tiến vào vô thượng thần đạo, vạn cổ vĩnh hằng. Nhưng trên thực tế, các đời hậu nhân tìm khắp lượng lớn tư liệu, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Tình huống cụ thể ta nhất thời cũng nói không rõ ràng. Trong bút ký của tổ tiên, ghi chép một chút liên quan tới tình huống xung kích thần cảnh,
ta cũng xem không rõ, nhưng tựa hồ khuyết thiếu một chút đồ vật. Đồ vật gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, loại bản chép tay của Diệp Nam Thiên đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, thậm chí so với Cửu Thiên Đỉnh còn trọng yếu hơn. Cảnh giới của bọn người Diệp Phàm cách biệt quá nhiều, đương nhiên sẽ không rõ ràng tầm quan trọng trong đó. Mà Lý Vân Tiêu thì đã từng là cường giả nằm ở Cửu Thiên Cảnh đỉnh cao, bên trong bản chép tay có tư liệu liên quan tới xung kích thần cảnh, là bảo vật vô giá. Dù sao Diệp Nam Thiên cũng là một trong mấy vị cường giả có khả năng đi vào thần cảnh trong sử sách đại lục ghi chép. Hắn trầm giọng nói, Diệp Phàm, có thể cho ta mượn xem bản chép tay này một chút hay không? Diệp Phàm cau mày nói, bên trong bản chép tay này ghi chép nhiều là các loại tâm đắc của tổ tiên, nguyên bản cho Vân Thiếu nhìn cũng không sao. Nhưng ta không có mang ở trên người, mà là lưu lại trong Thánh Hỏa Điện. Sau này Vân Thiếu đến Thánh Hỏa Điện ta làm khách, có thể tùy ý quan sát. Lý Vân Tiêu gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thầm nói. Lần này phiền phức, xem ra còn phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng cho những người này, nếu không thì bản chép tay kia liền không nhìn thấy. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến mấy vị cường giả khác trong lịch sử, không biết bọn họ có lưu lại các loại tâm đắc hay không, sau này có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng hậu nhân của bọn họ. Thích Quang đột nhiên nói, tổ tiên Diệp Nam Thiên đại nhân lưu lại bản chép tay, cực kỳ quý giá, không thể dễ dàng cho người ngoài xem. Nhưng nếu Vân Thiếu giúp chúng ta đạt được Cửu Thiên Đỉnh, vậy dĩ nhiên có thể quan sát không thể nghi ngờ. Nội tâm Lý Vân Tiêu cười gằn nói, đó là tự nhiên. Mục đích của chúng ta cũng không hề xung đột. Các ngươi được Cửu Thiên Đỉnh, ta bất quá là nghiên cứu cấu tạo mà thôi. Phùng Chư khinh miệt nói. Ngươi bất quá là tiểu thuật luyện sư, còn nghiên cứu Cửu Thiên Đỉnh, ngươi nhìn hiểu sao? Lý Vân Tiêu sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói. Phùng Chư, ta nhìn ngươi ngày hôm nay là không ăn dược hoặc là uống nhầm thuốc. Đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Tôn, ở bên trong Thánh Hỏa Điện hung hăng quen rồi, ta cho ngươi biết. Chút thực lực cậu ngươi đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, ngay cả cái rắm cũng không phải. Đừng nói Thiên Vũ Đại Lục, ở trong mắt ta cũng không đủ xem. Hắn duỗi ra một ngón tay, khinh bỉ bắt đầu run rẩy lên, lộ ra vẻ châm chọc. Phùng Chư giận tím mặt, Lý Vân Tiêu nói một điểm không sai, hắn ở Thánh Hỏa Điện hung hăng quen rồi, xưa nay không ai dám ở trước mặt bọn họ thể hiện, cũng chưa từng có người dám chống đối hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng ít đi ngươi. Chúng ta sẽ không tìm được Cửu Thiên Đỉnh. Ngươi ở trước mặt lão phu, không có một chút giá trị nào. Dừng tay. Diệp Phàm kinh hãi, hắn biết tính khí của Phùng Chư không tốt lắm, một lời không hợp liền dễ dàng động thủ. Nhưng đã không ngăn cản được nữa, lực lượng lĩnh vực của Phùng Chư trong nháy mắt mở ra, hướng về trên người Lý Vân Tiêu ép đi. Thiếu chủ yên tâm, lão phu chỉ là cho hắn chút màu sắc nhìn, cho hắn biết làm sao tôn kính tiền bối. Lý Vân Tiêu cười gằn một tiếng, lực lượng lĩnh vực đối với vũ giả dưới vũ tôn khác mà nói tuyệt đối là tồn tại chí mạng. Nhưng đối với hắn mà nói lại là việc nhỏ như con thỏ, bất kể là lực lượng vực giới của giới thần bi hay là thần thể hắn, cũng có thể ung dung khắc chế. Khuôn mặt Phùng Chư lộ ra vẻ cười gằn, tựa hồ đã thấy Lý Vân Tiêu ngã xuống cầu xin tha thứ. Đột nhiên, hắn biến sắc ạt, ngơ ngác đem con ngươi trừng ra, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, thầm nghĩ lão tử còn không triển khai thần thể, chỉ bất quá là chí cường bá thể liền đứng vững trong lực lượng lĩnh vực của ngươi, làm sao cũng không nên giật mình thành bộ dáng này chứ. Địa phương nhỏ đến chính là địa phương nhỏ đến, hiếm thấy phồn hoa a. Hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì không chỉ có Phùng Chư, Diệp Phàm, Đào Quán. Đều kinh hãi nhìn hắn, xác thực mà nói là phía sau hắn, tất cả đều lộ ra run rẩy cùng vẻ sợ hãi. Lĩnh vực của Phùng Chư cũng trong nháy mắt thu về, cảnh giác cao độ, thân thể dĩ nhiên có chút phát run. Lý Vân Tiêu phản ứng đầu tiên là lừa hắn xoay người, bởi vì thần thức của mình nhạy cảm như vậy cũng không có nhận ra được bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó phía sau không đến nỗi có cường giả a. Thế nhưng những người trước mắt này đều là cực kỳ trung thực thuần phác, nơi nào sẽ chỉnh tề như một lừa người như vậy. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhất thời ngoác miệng, cả người triệt để dại ra. Ở phía sau hắn, một cái bóng to lớn hiện lên ở trên bầu trời, chậm rãi di động. Từ trên hình thái chỉ có thể nhìn ra là một loại yêu thú nào đó, nhưng mà quá to lớn, lớn không cách nào nhận ra, che kín bầu trời, chậm rãi ở trước mắt bọn hắn du đãng đi qua. Để Lý Vân Tiêu khiếp sợ nhất chính là,
Yêu thú khổng lồ như thế, dĩ nhiên không cảm giác được mảy may khí tức, nếu không có mắt nhìn thấy, căn bản không biết trên bầu trời có đồ vật. Tám người tất cả đều dại ra đứng ở trên yêu nguyên mênh mông vô bờ, nhìn yêu thú kia chậm rãi bay trên bầu trời, dùng di chuyển càng thích hợp, bởi vì tốc độ của nó thật chậm, lập tức che lại ánh mặt trời, thật giống như đêm tối. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống, ở biên giới ánh sáng, thân thể yêu thú kia đang dần dần biến mất. Hiệu quả trên thị giác chính là, yêu thú bị ánh sáng chậm rãi hòa tan, nhưng trên thực tế tuyệt đối không thể, rất giống như thân thể yêu thú kia chậm rãi bay vào trong ánh mặt trời, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng tám người tất cả đều là cao thủ, ánh mắt tuyệt không phải người thường có thể so sánh, yêu thú kia tuyệt không phải bay vào ánh mặt trời, mà là chậm rãi biến mất không còn tăm hơi ở chân trời, thật giống như trốn vào trong hư không. Nhưng mà bất luận bọn họ cảm ứng làm sao, đều không thể phát hiện tọa độ hư không, đồng thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút không gian rung động nào. Đột nhiên âm thanh của yêu long truyền đến, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Vô, này dĩ nhiên là trong truyền thuyết vô yêu thú. Vô thú. Lý Vân Tiêu nhanh chóng tìm tòi ở trong đầu, nhưng không tìm được ấn tượng về loại yêu thú này chút nào nói. Ngươi biết bao nhiêu, mau mau nói ra. Loại yêu thú này tồn tại đã nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Yêu long vẫn như cũ rất khiếp sợ, tựa hồ thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại nói. Vô chính là chân linh trong thiên địa a. Chi, chân linh. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, suýt chút nữa gọi ra. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác truyền âm nói. Ngươi xác định vật này là chân linh, tồn tại thần cảnh chân linh, hiện nay trong thiên vũ giới. Làm sao có khả năng còn chân linh? Chẳng trách hắn thất thố như thế, chân linh chỉ ở thời kỳ thượng cổ, những cường giả đúng thời cơ thiên địa mà sinh a. Như Phượng Hoàng, Chân Long, những thập phương cảnh thần giả này, ở trong vô số năm tháng trôi qua, chân linh chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí không ngừng có người phỏng đoán cùng hoài nghi, những thượng cổ chân linh kia có tồn tại ở thiên vũ giới hay không. Nhưng không ngừng xuất hiện chân linh di tích, vẫn là đưa ra chứng cứ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên có một con chân linh còn sống xuất hiện ở trước mắt, người để Lý Vân Tiêu làm sao có thể bình tĩnh được. Nếu như không phải yêu long nói như vậy, hắn là tuyệt sẽ không tin. Mặc dù là hiện tại, cũng khó có thể tin, cả người đều không thể trấn tĩnh lại, ngơ ngác nhìn trên bầu trời, tồn tại to lớn từng chút biến mất kia. Yêu long nói, vô xác thực là một trong các chân linh, thế nhưng có phải tồn tại thần cảnh hay không thì không được biết rồi. Ở trong đông đảo chân linh, đây là một loại thần bí nhất. Chưa từng có ai thấy nó xuất thủ, hơn nữa loại chân linh này tựa hồ không có linh trí, hoặc là nói linh trí gần như bằng không. Mỗi lần nó xuất hiện chỉ là trôi nổi ở trong không gian như vậy, sau đó chậm rãi biến mất. Loại biến mất này cũng không phải là trốn vào hư không, mà là hắn tự mình đem mình nuốt chửng. Mình nuốt chửng mình. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, khó có thể lý giải được nói. Nuốt chửng mình. Chẳng phải là tự sát sao? Yêu long lắc đầu nói. Ban đầu mọi người cũng cho rằng như thế, sau đó mới phát hiện không phải như vậy. Đã từng có đại năng chi sĩ muốn thu phục một con vô làm tuần thú của mình, dùng hết biện pháp, rốt cục để vô bị thương, kết quả con vô kia chậm rãi đem mình nuốt chửng. Rất lâu về sau, lần nữa xuất hiện một con vô dĩ nhiên là mang thương tích. Sau đó có người chuyên môn nghiên cứu nó, dù sao chân linh cũng đã triệt để tuyệt tích. Muốn nhòm ngó bí mật thần cảnh, vô đã trở thành lựa chọn cuối cùng. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, trong cơ thể vô này dĩ nhiên là một loại không gian hết sức kỳ lạ, khác hẳn hư không bình thường mà chúng ta nói tới. Sau khi vô cắn nuốt mình, đó là cả người đi vào trong không gian kia, ở không biết bao nhiêu năm tháng lại trở ra. Tiến vào trong cơ thể mình. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, tựa hồ dần dần rõ ràng, nói. Như vậy loại vô thú này. Có bao nhiêu con? Bao nhiêu con? Yêu long buồn cười nói. Từ xưa tới nay, có lẽ chỉ có một con như thế. Một con. Lý Vân Tiêu ngơ ngác thất sắc, nhìn lên cái bóng to lớn trên bầu trời bên, cả kinh nói. Vậy nó há không phải trải qua vô số năm tháng? Con này cũng chính là con bị thương lúc trước mà ngươi từng nói kia. Yêu long gật đầu nói. Hẳn là vậy, chỉ bất quá qua nhiều năm, rất ít người nhìn thấy vô xuất hiện. Càng nhiều chính là thấy cũng không quen biết. Ngươi yên tâm đi, vô này sẽ không làm thương tổn bất luận người nào,
nó chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hiện tại nó đang nuốt chửng mình, sau khi nuốt xong, liền biến mất rồi. Lần sau ngươi lại muốn nhìn thấy nó, trời mới biết là năm nào tháng nào, có thể đời này cũng không có cơ hội. Ở trong không gian bồng bềnh vô số năm tháng như vậy, mặc dù có thể vạn cổ bất hủ, này lại có ý gì nghĩa? Quả nhiên, nhị yêu long nói không khác nhau chút nào, thân thể to lớn của vô dần dần biến mất ở dưới ánh mặt trời, dù là ai cũng không biết hắn là tự mình nuốt chửng mình. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác làm như vậy, cũng chẳng biết lúc nào là điểm cuối. Diệp Phàm xanh mặt, có chút chưa hoàn hồn lại, ngơ ngác nói. Vật này, đến cùng là cái gì a? Dĩ nhiên khổng lồ như thế, chưa từng nghe thấy. Đào Quán nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới phát hiện cả người mình là mồ hôi lạnh, nói. Xem ra yêu nguyên so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, không hổ là một trong mấy vùng cấm nguy hiểm a. Phùng Trư cũng là sắc mặt âm trầm, tựa hồ vẫn chưa thể từ trong chấn động vừa nãy phục hồi tinh thần lại, cũng không còn cùng Lý Vân Tiêu nổi tranh chấp. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng thất vọng không ngớt. Nguyên bản cho rằng mình đứng ở Cửu Thiên Vũ Đế đỉnh cao, toàn bộ thiên vũ giới đều ở dưới mình nhìn xuống. Lần này sau khi sống lại, mới biết trước đây bất quá là muối bỏ biển, ếch ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề. Đột nhiên Diệp Phàm nói. Phùng Lão, Vân Thiếu là đồng bọn hợp tác của Thánh Hỏa Điện chúng ta, có chung mục tiêu, hỗ trợ cùng có lợi. Đồng thời cho đến bây giờ, đối với chúng ta tìm kiếm Cửu Thiên đỉnh trợ giúp rất lớn. Hy vọng tất cả mọi người không nên có bất kỳ xung đột, nhanh chóng tìm kiếm được Cửu Thiên đỉnh. Phùng Trư sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Hai tử đối với mình xưa nay muốn gì được đó, sẽ không có bất kỳ vi phạm, bây giờ lại cùng mình nói chuyện như vậy. Hắn tỏ thái độ như vậy rõ ràng là chỉ trích mình. Hắn thất thần ngắn ngủi, nhìn Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nguyên bản hẳn là tức giận. Nhưng chẳng biết vì cái gì lại không có nửa điểm lửa giận, trái lại trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng. Tựa hồ nhìn thấy hài tử mình một tay bồi dưỡng, rốt cục lớn rồi. Hắn thản nhiên nói. Thiếu chủ nói rất đúng. Lúc trước là ta không phải, mong Vân Tiêu tiểu huynh đệ bỏ qua. Lời này vừa ra, mọi người Thánh Hỏa Điện nhất thời giật nảy cả mình, có chút khó có thể tin nhìn Phùng Trư. Thích Quang khẽ mỉm cười, tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của hắn. Diệp Phàm là hai người bọn họ một tay nuôi nấng, chân thành truyền thụ các loại vũ kỹ. Các loại sự vật trong Thánh Hỏa Điện kỳ thực cũng là hai người bọn họ đang xử lý. Hiện tại hài tử lớn rồi, nhất định phải dựng lên uy vọng trong lòng mọi người. Chủ nhân của Thánh Hỏa Điện, không phải bọn họ, mà là Diệp Phàm. Ý chí của Diệp Phàm, mới là mệnh lệnh cao nhất. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất để Phùng Trư cúi đầu. Để mọi người biết, mặc dù là hắn, cũng không dám, không thể vi phạm mệnh lệnh của thiếu chủ. Loại xin lỗi này đối với Lý Vân Tiêu mà nói vô cùng không đáng kể, nhưng đối phương cũng coi như tuổi cao, hơn nữa còn cần những người này tìm Cửu Thiên Đỉnh, cũng không dễ huyên náo quá cương, lúc này cười nói. Phùng Lão khách khí. Diệp Phàm tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, mục tiêu của lần này mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể làm những chuyện phân tâm khác. Bầu không khí so với lúc trước muốn hòa hợp rất nhiều, duy nhất không giống chính là địa vị của Diệp Phàm ở trong lòng mọi người được tăng cao. Ở dưới Diệp Phàm nhận biết, mọi người bắt đầu hướng về mặt phía bắc của yêu nguyên cấp tốc phi hành. Vô xuất hiện đã bị trễ nải không ít thời gian, nếu như đám vũ giả từ Khinh Ca Xâm Lâm xuất phát kia đi đúng phương hướng, sợ là không lâu sẽ đuổi kịp. Thời gian uống cạn chén trà sau, đột nhiên phía dưới có một bộ hài cốt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trên yêu nguyên lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại yêu thú, không ít đoàn lính đánh thuê cùng vũ giả lịch lãm chết trong đó cũng là rất bình thường. Thế nhưng sau khi vũ giả bình thường chết, hài cốt chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú gặm nhấm, mà bộ hài cốt phía dưới kia lại bảo tồn hoàn hảo, không hề có một chút vết tích dã thú trà đạp. Vậy chỉ có một nguyên nhân, kia chính là hài cốt này là một vũ giả cường đại, sau khi chết trong một khoảng thời gian, còn ẩn chứa khí tức cường đại, để dã thú không dám tới gần. Dĩ nhiên là một tên vũ tôn. Thích Quang cảm thụ khí tức nhàn nhạt ở bốn phía thi thể, sợ hãi nói. Lĩnh vực khí tràng, vũ tôn dĩ nhiên cũng chết. Tuy rằng yêu nguyên cường đại, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là yêu thú cấp 8 tôn cấp. Một tên vũ tôn cường giả mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn tuyệt đối không phải việc khó. Làm sao có khả năng vẫn lạc?
Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường nghiêm nghị, ở trên người hài cốt này kiểm tra một phen, trên ngực phá tan một cái lỗ thủng to, trái tim nổ tung mà chết. Hiển nhiên là bị người một quyền đánh nổ, hơn nữa là từ phía sau lưng ra quyền, trên mặt hắn còn lưu lại sợ hãi cùng vẻ không cam lòng, tựa hồ khó có thể tin tưởng mình sẽ chết. Đào Quán hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, thất thanh nói. Dĩ nhiên là một chiêu mà chết, xem vết thương này, hẳn là quyền kình của nhân loại. Là người nào, dĩ nhiên có thể một quyền giết chết Phú Tôn. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng dị thường trầm trọng. Nếu như cùng cấp đối chiến, coi như là đánh lén đắc thủ, cũng không thể một quyền giết chết đối phương. Chỉ có một cái giải thích, kia chính là người ra quyền không chỉ đánh lén, hơn nữa mạnh hơn người chết quá nhiều, lúc này mới có thể làm được một quyền mất mạng. Diệp Phàm không thể tin được nói. Lẽ nào là Vũ Đế? Thật sự có Vũ Đế đi tới yêu nguyên? Tất cả mọi người đều trầm mặc, suy đoán này giống như cự thạch đặt ở trong lòng, mỗi cái đều khó mà hô hấp. Cửu Thiên Vũ Đế, chỉ cần nhất chiêu, cũng đủ để cho bọn họ diệt đoàn. Tựa hồ Lý Vân Tiêu còn đang tìm cái gì, không ngừng ở phụ cận vết thương của thi thể tra xét, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vân Thiếu, có phát hiện gì không? Đào Quán nhận ra được thần sắc của hắn tựa hồ hơi có kích động, không nhịn được hỏi. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng thiếu niên này trầm ổn như núi, sự tình phổ thông căn bản không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Lý Vân Tiêu im lặng một hồi nói. Ta nghĩ ta đã biết là ai giết người này. Ai? Mọi người đồng thời cả kinh, hết thảy ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia mỉm cười ung dung nói. Cú đấm này chính là kim cương quyền cực kỳ phổ thông, nhưng cảnh giới cao đã không dưới Cửu Thiên Vũ Đế. Có thể đem kim cương quyền triển khai bá đạo như vậy, người ngăn cản tan tác tơi bời, chỉ có dòng binh đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng của chúng ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu dâng lên từng đợt gợn sóng, khó có thể bình tĩnh lại. Mỗi ngày luyện kim cương quyền 1000 lần, chính là Lý Vân Tiêu năm đó cưỡng bức Hắc Liên Thiếu Hoàng làm. Thiên hạ vũ kỹ 100.000 vạn hóa, nhưng 100 sông đổ về biển, lĩnh ngộ vũ ý mới là trọng yếu nhất. Tên Vũ Tôn này tử vong thời gian hẳn là ở 1 tuần trước, cũng chính là sau khi hắn đi tới Khinh Ca xâm lâm. Như vậy chí ít có thể xác định 2 việc, một là Hắc Liên Thiếu Hoàng không hề có chuyện, 2 là xác thực có rất nhiều người muốn hắn có chuyện. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần lạnh hạ xuống, trong lòng lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi là người nào, cái thế lực gì, dám động đồ đệ của ta, kết cục của các ngươi cũng đã là nhất định rồi. Hắc, Hắc, đoàn trưởng Hắc Liên đại nhân. Đào Quán nói lắp mấy lần, lúc này mới cả kinh nói. Hắc Liên đại nhân không phải bế quan đột phá Vũ Đế sao? Lẽ nào nơi bế quan này? Lý Vân Tiêu ngâm tiếng nói. Không sai, hẳn là ở yêu nguyên này. Muốn đột phá Vũ Đế, không phải chỉ dựa vào bế quan liền có thể làm được, cần cơ duyên cực lớn. Hắn ở trên yêu nguyên này, chính là vì tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong lòng mọi người của Thánh Hỏa Điện vẫn là vô cùng trầm trọng, tuy rằng cùng Lý Vân Tiêu đàm trở thành hợp tác. Nhưng đối phương bất quá là một tên đội trưởng mà thôi, nếu như Hắc Liên Thiếu Hoàng đối với Cửu Thiên Đỉnh có tâm nhỏ ngó, một tên đội trưởng như hắn cũng không làm gì được. Còn có, một tên Vũ Tôn sắp đột phá Vũ Đế, có thể sẽ đối với Cửu Thiên Đỉnh không có tâm nhỏ ngó sao? Lý Vân Tiêu nhìn ra mọi người lo lắng, hoàn toàn tự tin cười nói. Chư vị yên tâm, dòng binh đoàn ta nhất ngôn cửu đỉnh. Ta cũng có quyền đại biểu đoàn trưởng nói chuyện. Nếu cùng các ngươi đạt thành quan hệ hợp tác, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Diệp Phàm cười khổ nói. Có câu nói này của Vân Thiếu, ta liền yên tâm. Nhưng dáng dấp kia của hắn nơi nào có nửa điểm yên tâm, cười cũng cực kỳ miễn cưỡng. Mọi người thu thập tâm tình, đang muốn tiếp tục hướng về nơi Diệp Phàm cảm ứng lao đi, đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen phun trào, sắc trời lập tức đen kịt lại. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vô lại tới nữa rồi? Lý Vân Tiêu giật mình ngửa mặt lên trời nhìn, chỉ thấy trên bầu trời hôn ám bắt đầu hiện ra đạo đạo đường nét màu tím, như lưới đánh cá lan tràn ra, không ngừng có không gian bị lôi kéo ra vết nứt, các loại năng lượng mặt trái thẩm thấu vào. Đào Quán cả kinh nói. Không được, là truyền tống đại trận, có người từ 3 vực khác tiến vào. Ở trong đường nét màu tím kia, dần dần lộ ra một ít chiến hạm, từ hình thái đến xem. Dĩ nhiên là cấp 8 U Minh chiến hạm. Lực lượng cường đại ở trong không gian đẩy ra, đặt ở trong lòng đám người Lý Vân Tiêu,
làm mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vũng nước yêu nguyên này, càng ngày càng vẩn đục rồi. Rất nhanh, đường nét màu tím tan hết, bầu trời khôi phục bình thường. Một chiếc chiến hạm cấp 8, ngoài ra còn có hai chiếc kim dương chiến hạm cấp 7 cũng thuận theo xuất hiện. Ba chiếc chiến hạm trước sau liên kết, che kín bầu trời, giống như vô, đem đại địa che đậy giống như đêm tối, không có nửa điểm ánh mặt trời. Trên ba chiếc chiến hạm, tựa hồ có bóng người lấp lóe, hơn nữa đã phát hiện đám người Lý Vân Tiêu phía dưới, một tên bạch y nam tử xuất hiện ở đầu U Minh chiến hạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Nam tử giơ tay lên, vung lên mà xuống. Ba chiếc chiến hạm nhất thời vận chuyển, trận pháp phức tạp lưu quang chuyển động, các loại năng lượng khuếch tán ra. Một cái tiểu trận màu vàng óng thắp sáng ở trước hai chiếc kim dương chiến hạm, bỗng nhiên phát sinh một đạo ánh sáng xung kích cường đại bắn xuống, chiến hạm khổng lồ ở dưới lực phản chấn kia dĩ nhiên cũng hơi lùi về sau. Hai đạo ánh sáng cường đại hướng về mọi người Lý Vân Tiêu oanh kích xuống, đem bầu trời hôn ám soi sáng giống như ban ngày. Kim dương chiến hạm xích không công kích, mọi người tránh mau. Đào Quán hét lớn một tiếng, vội vàng bay ra xa. Tám người toàn bộ bay lên, lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Ánh sáng xung kích kia uy thế cường đại, đủ khiến bất kỳ một tên vũ tôn cường giả nào trở xuống mất mạng. Hai đạo công kích trực tiếp rơi vào trên yêu nguyên, như kim liên tỏa ra, năng lượng cuồng bạo nối liền cùng một chỗ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, âm thanh đinh tai nhức óc, ánh sáng đâm nhói mắt người. Tất cả mọi người của Thánh Hỏa Điện là Vũ Hoàng cường giả, loại uy lực công kích kia tuy rằng cường đại, nhưng muốn tránh né lại không phải việc khó. Trên mặt đất bị hai đạo công kích nối liền nhau kia nổ ra một cái hố đen sâu không thấy đáy, bộ thi thể vũ tôn kia cũng trong nháy mắt biến thành hư vô, cho cũng không thừa. Đúng lúc này, trên U Minh chiến hạm phát sinh hào quang cường đại, một công kích vô cùng bá đạo đang ở trong trận pháp hội tụ năng lượng, tản mát ra ánh sáng giống như thái dương. Toàn bộ bầu trời hôn ám bị soi sáng giống như ban ngày. U Minh nhất kích. U Minh chiến hạm giống như quái thú lâm lập trên trời cao, từ trong miệng phun ra một đạo công kích, như thiên uy lôi thần, ầm ầm lâm thế. Phạm vi công kích rộng rãi, so với hai đạo công kích của kim dương chiến hạm chồng chất lên nhau còn muốn lớn hơn. Uy lực càng là tăng cường gấp mấy lần, ánh sáng trải qua không gian, toàn bộ không gian như mặt nước phá tan, rời ra vỡ vụn. Hơn nữa đạo công kích này, là trực tiếp nhắm vào ba tên Vũ Hoàng cường giả mà đi. Có thể là đối phương cảm thấy đạo công kích này còn chưa đủ giết chết Vũ Tôn, vì lẽ đó trước giết vài con run dế lâu la, trong ba người này thì có Diệp Phàm ở bên trong. Phùng Chư cùng Thích Quang kinh hãi, khí thế trên người mãnh liệt bộc phát ra, muốn đi tới cứu viện. Diệp Phàm cũng hoảng sợ, nhưng rất nhanh chấn định lại, dưới chân đạp ra một chuỗi bước tiến kỳ huyễn. Loại bước tiến này tựa hồ còn có chứa thuộc tính không gian, chỉ vài bước dĩ nhiên đi ra phạm vi công kích. Hai gã vũ hoàng khác thì không có thực lực cường đại như thế, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, đạo công kích kia không chỉ có uy lực tuyệt cường, hơn nữa còn có uy thế cuồn cuộn hạn chế hành động của bọn họ, ngay cả nhúc nhích một thoáng cũng dị thường khó khăn. Ngay trong lúc tuyệt vọng, một bóng đen hiện lên ở trước mặt, đột nhiên lớn lên, dĩ nhiên là một cái cổ trung hướng bọn họ hạ xuống. Trong nháy mắt đem hai người cháo nhập trong đó. U Minh nhất kích nổ xuống ở trên cổ trung, năng lượng cường đại bạo tán, còn có từng đạo sóng âm tuyệt cường đánh văng ra, bốn phía cổ trung hiện ra từng vòng hoa văn màu đen, dĩ nhiên là bị sóng âm cùng năng lượng đè ép tạo thành vết nứt không gian. Vết nứt kia không ngừng rộng ra, đem các loại năng lượng nuốt chửng ở trong đó. Tuy rằng cổ trung sừng sững ở trên đại địa, nhưng thật giống như không ở trong phương không gian này. Không bị lực lượng lôi kéo kia ảnh hưởng nửa phần, bất động như núi. Năng lượng xung kích hồi lâu, mới dần dần tiêu tan. Trong phạm vi mấy dặm, ngoại trừ địa phương có cổ trung bọc lại còn nguyên vẹn, thì toàn bộ vỡ thành phấn vụn, hình thành một lạch trời to lớn, xa xa trải ra. Bạch y nam tử trên U Minh chiến hạm kia con người áp xúc, nhìn chằm chằm cổ trung phía dưới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa nãy U Minh nhất kích kia chính là công kích mạnh nhất của chiến hạm cấp 8. Chiếc cổ trung phía dưới dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, nguyên nhân chỉ có một khả năng là. Bạch y nam tử sợ hãi thay đổi sắc mặt, quần áo quanh người không gió mà bay. Toàn bộ bóng người lóe lên bạch quang, liền xuất hiện ở bên hoàng triều trung, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ cùng đại hỉ, ở trên trung không ngừng lấp lóe. Cổ trung của lão tử, ngươi xem cái mau a, móc mù mắt chó của ngươi.
Lý Vân Tiêu không biết khi nào liền xuất hiện ở trên bầu trời Hoàng Triều Trung, một cước đột nhiên dẫm đạp xuống. Một vệt kim quang từ dưới chân hắn trải rộng ra, văn tự trên Hoàng Triều Trung lấp lóe mà xuống, tiếng chuông cổ điển nhẹ nhàng vang lên, phảng phất như trải qua ngàn năm vạn năm, ở dưới một tiếng chuông này trôi qua vô số thế kỷ. Một âm một thế kỷ. Trên gương mặt bạch y nam tử hiện ra vẻ khiếp sợ, không kịp đề phòng bị tiếng chuông này chấn động, tinh mang trong mắt trở nên tang thương, thật giống như năm tháng ở trên người hắn kịch liệt trôi đi. Lý Vân Tiêu một cước đạp xuống, thân thể ở trên không trung lật lên, một tay đem chuông lớn ném về đầu lâu của bạch y nam tử. Hai tên vũ hoàng của Thánh Hỏa Điện một mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thái, chỉ là run rế, lại dám xuất thủ với bản tôn. Bạch y nam tử trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hai mắt vẫn đục lập tức một mảnh thanh minh, khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh ngạo, lúc này đập ra một quyền. Theo một quyền này đấm ra, lực lượng lĩnh vực cũng triển khai, đem ý cảnh của lục hợp bát hoang đặt vào trong đó. Cong! Hoàng Triều Trung mới vừa đập ra, liền bị quyền kình của đối phương bắn trúng, kích thích ra sóng âm cường đại lan đi bốn phía. Kình khí mạnh mẽ kia xuyên thấu cổ trung, truyền tới trên người Lý Vân Tiêu, chấn động đến cả người hắn bay ra ngoài, xương cốt sắp nứt, da rẻ từng tấc tách ra. Lúc này mọi người của Thánh Hỏa Điện mới phản ứng lại, đặc biệt là hai tên vũ tôn cường giả Phùng Chư cùng Thích Quang, đều nổi giận đồng loạt xuất thủ, lực lượng lĩnh vực mở ra, hai người liên thủ, lập tức đem lĩnh vực quanh thân bạch y nam tử ép tới kịch liệt thu nhỏ lại. Cao sơn lưu thủy, quét ngang ngàn quân. Phùng Chư vỗ tới một trường, kình phong tản ra bốn phía, dĩ nhiên hiện ra từng vòng tròn to to nhỏ nhỏ, liên miên không dứt. Thích Quang càng là kiếm quyết đi đầu, phi thân mà lên, trong tay cầm một thanh bảo kiếm gần như trong suốt quét ngang ra, bao trùm toàn bộ chỗ yếu hại của bạch y nam tử. Bạch y nam tử lấy làm kinh hãi, hai tên vũ tôn này liên thủ, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế hắn. Hắn không dám bất cẩn, vội vàng vận chuyển lực lượng, song quyền như gió, hiện ra hai màu đen trắng, màu đen như mực đánh về Phùng Chư, màu trắng như yên đánh về Thích Quang. Hắc bạch hai quyền vừa ra, loại tình thế bị áp chế trước kia lập tức thay đổi, ba cỗ lực lượng ở trên không trung gặp gỡ, chỗ đụng vào nhau hiện ra linh áp cường đại, dường như mạng nhện ở trên không trung tản ra. Hai người Phùng Thích kinh nộ không ngớt, đối phương dĩ nhiên dựa vào sức một người trấn áp hai người mình. Mà bạch y nam tử đồng dạng cũng kinh hãi liên tục, thực lực của hai người đối phương bất quá là nhị tinh vũ tôn phổ thông, mình là tam tinh đỉnh cao, lại vẫn ép không nổi đối phương. Nhất tinh một thiên địa, càng đi lên chênh lệch càng lớn. Lúc này trong tam đại chiến hạm, hơn 10 đạo ánh sáng trực thiểm mà xuống, trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, hướng về bạch y nam tử bay đi. Các ngươi đi giết những tạp ngư kia, hai lão thất phu này giao cho ta. Bạch y nam tử lạnh lùng lớn tiếng quát, những thủ hạ kia đều là vũ hoàng, tham dự loại chiến đấu này bất quá là nhiều chút bia đỡ đàn mà thôi. Hắn dựa vào ưu thế cao hơn một tinh của mình, tuy rằng chậm một chút, nhưng mà có đầy đủ tự tin đánh giết hai người trước mắt này. Hai người Phùng Thích kinh hãi, trong hơn 10 đạo ánh sáng này không thiếu vũ hoàng đỉnh cao, tùy tiện một người cũng đủ giết bọn người Diệp Phàm. Hơn nữa lúc này ba chiếc chiến hạm trên bầu trời lần thứ hai vận chuyển, đem trận pháp công kích nhắm ngay đám người Diệp Phàm. Nguy rồi! Phùng Chư cả giận nói. Không thể lại lưu thủ, bằng không thiếu chủ nguy hiểm. Bạch y nam tử cảm thấy vô cùng buồn cười, giận dữ cười nói. Hai lão thất phu, trang cái gì trang? Ngươi ý tứ là các ngươi còn hạ thủ lưu tình. Thích Quang cũng nghiêm nghị nói. Dùng thánh kỹ đi! Trong tay hắn lóe lên kiếm mang, đẩy ra quyền kình màu trắng, từng đạo kiếm ý từ trên bảo kiếm khuếch tán, nhẹ nhàng cua múa thân kiếm, tuy rằng phi thường chậm, nhìn qua không có nửa điểm uy lực, nhưng mỗi một kiếm, tựa hồ đều có một loại quy tắc nào đó ẩn chứa bên trong. Phùng Chư cũng đánh văng ra hắc khí, cánh tay như linh xà múa máy, tương tự là vận chuyển cực kỳ chậm, nhưng khí thế cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Lý Vân Tiêu rất xa nhìn chăm chú vào, con người đột nhiên áp xúc. Cái gọi là thánh kỹ này dĩ nhiên là một loại vũ kỹ xúc động thiên địa quy tắc, tuyệt thế vũ đế truyền thừa, quả nhiên có chút bất phàm. Bạch y nam tử cũng cảm thấy không đúng, hai tay dẫn ra quyết ấn, mấy đạo kình khí từ trên thân thể bắn mạnh ra, hướng về hai người ép đi, nhưng bất luận hắn tăng lực lượng làm sao, cũng không cách nào nhảy vào quanh thân hai người, phảng phất có một loại lực lượng cực cường hiện lên ở bốn phía bọn họ, vạn pháp bất xâm. Không được.
Bạch y nam tử rốt cục thay đổi sắc mặt, xoay người liền hướng U Minh chiến hạm phóng đi. Hừ, muốn chạy trốn. Cao sơn lưu thủy. Quét ngang ngàn quân. Chiêu thức cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, thế nhưng lần này sử dụng, lại có loại ý nhị đặc biệt, khiến người ta nhìn qua cực kỳ vui tai thích mắt, thật giống như một quyền một kiếm, mỗi một phân một hào, đều là đẹp như vậy, phù hợp thị giác thẩm mỹ. Hai lão thất phu. Bạch y nam tử thất sắc, xoay người giận tím mặt quát. Tứ phương bảo. Hắn toàn lực nổ ra, giờ khắc này U Minh chiến hạm cũng bắn xuống một đạo ánh sáng màu xanh, cùng kinh khí của tứ phương bạo chồng lên nhau, liều mạng đối chiến chiêu thức của hai người phùng thích. Ầm ầm ầm, khí lưu khuấy động trùng kích ra, những vũ giả bốn phía kia toàn bộ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại, để tránh khỏi tai vạ tới cá trong chậu. Ha ha, trung tâm năng lượng truyền đến tiếng cười to của Bạch Y nam tử nói. Ta có U Minh chiến hạm giúp đỡ, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tiếng cười của hắn vừa ra, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền của U Minh chiến hạm, thật giống như hứng chịu công kích. Bạch y nam tử cùng với hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cả kinh, đồng thời ngẩng đầu lên, nhất thời từng cái hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác thất sắc. Chỉ thấy giới thần bi hóa thành to nhỏ như U Minh chiến hạm, đặt ở trên U Minh chiến hạm, nhanh chóng hướng về mặt đất chìm xuống, thật giống như vô cùng nặng. Căn bản không chống đỡ nổi. Nguyên bản bầu trời đã hồn ám càng trở nên âm u minh chiến hạm đang nhanh chóng chìm xuống, nếu như rớt xuống, ai cũng trốn không thoát. Bạch y nam tử sợ hãi giống to, trên u minh chiến hạm có hơn 30 vị thuật luyện sư điều khiển mỗi cái phân đoạn, nhưng bất luận hắn kêu sợ hãi làm sao, cũng không thay đổi được xu thế rơi xuống, hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Các ngươi đám thuật luyện sư vô dụng này, ta muốn đem các ngươi từng cái chém cho heo ăn. Bình thường để cho các ngươi hảo hảo giữ gìn chiến hạm, bây giờ lại bị một huyền khí không hiểu ra sao đè xuống liền hỏng rồi. Bạch y nam tử nổi điên, biết khó cứu vãn nữa, trong nháy mắt rời đi, chạy về phía Kim Dương chiến hạm. Bất luận bọn họ là thế lực gì, U Minh chiến hạm cũng là nội tình tuyệt đối, căn bản không tổn thất nổi. Vật liệu luyện chế một chiếc U Minh chiến hạm cùng tiền nhân công, đủ để luyện chế hơn 10 kiện huyền khí cấp 8 rồi. Hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cũng thay đổi sắc mặt, hướng về hai bên chạy trốn. U Minh chiến hạm thực sự quá to lớn, mà phương hướng nó rơi dụng chính là trong hố lớn mà lúc trước bị nó bắn ra, không nghĩ tới lúc trước hung hăng bá đạo, dĩ nhiên là đào mộ cho mình. Ầm ầm ầm. Trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu rên rỉ, huyền khí đến cấp 8 đều có linh tính nhất định, chiến hạm cũng không ngoại lệ. Trong rên rỉ để lộ ra sợ hãi khi bị áp chế, tựa hồ đang ở dưới giới thần bi run rẩy. Lý Vân Tiêu ở rất xa lộ ra cười gằn nói. Đừng rên rỉ, nằm ở dưới huyền khí của ta hưởng thụ đi, cảnh tượng như thế này thật hèn mọn. Tất cả mọi người đều là đầu óc quay cuồng, bất quá xem dáng vẻ của hai huyền khí này, thật là có chút ý tứ như vậy. Nhưng rất nhanh mỗi một người đều tỉnh lại, này không phải là nhân loại hay yêu thú gì. Bị ép đến không ngừng kêu thảm thiết rên rỉ, là U Minh chiến hạm cấp 8A. Tất cả đều là con người trường lớn, tồn tại chiến hạm bực này, dĩ nhiên rên rỉ. Khối ngọc bị ép trên người nó kia rốt cuộc là thứ gì? Giới thần bi đè lên U Minh chiến hạm rất nhanh chìm vào trong hố, biến mất ở trước mắt mọi người. Trên Kim Dương chiến hạm, Bạch y nam tử xem mà triệt để ngớ ra, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, kia là chiến hạm cấp 8. Giá trị không thể đánh giá, bên trong còn có hơn 30 vị thuật luyện sư, nếu như tổn thất hết, mình đời này cũng đừng nghĩ về tông môn. Tông chủ không xé nát mình là không thể. Một tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả trên chiến hạm cũng cảm thấy hết sức không ổn, lo lắng nói. Tuyên Bình đại nhân, nếu như U Minh chiến hạm này tổn hại, chúng ta không cách nào trở lại báo cáo kết quả a. Trong hố đen truyền đến tiếng nổ vang. Sát theo đó là một trận tiếng mặt đất lay động cùng chiến hạm vỡ vụn, thỉnh thoảng còn có nhân loại kêu thảm thiết. Trái tim của Bạch y nam tử Tuyên Bình cũng theo thanh âm kia phá nát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này đúng là xong đời rồi. Tuy rằng hố đen sâu không nhìn thấy, nhưng đã có thể đoán được tình hình bên trong, hai mắt hắn đỏ chót, hầu như là hí lên quát. Súc sinh a, ta muốn giết sạch các ngươi. Vốn cho là một chuyện vui. Hơn nữa cố ý từ trong tông môn điều khiển U Minh chiến hạm cùng Kim Dương chiến hạm đi ra, uy phong lẫm lẫm, ai biết vừa tới yêu nguyên, liền bị một đám người không hiểu ra sao tổn hại, thuật luyện sư phỏng chừng cũng chết gần hết rồi.
Lần này trừ khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, bằng không trở lại đó là một con đường chết. Tuyên Bình đại nhân, ngọc bi này có thể trấn áp U Minh chiến hạm, vô cùng có khả năng là tồn tại cấp 9. Nếu như có thể đạt được, cũng đủ để trung hòa tội U Minh chiến hạm tổn hại cùng đông đảo thuật luyện sư tử vong rồi. Tên Vũ Hoàng đỉnh cao kia nêu ý kiến nói. Không sai. Thần sắc bi thống của Tuyên Bình cứng lại, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mặt nhanh sắc, hung hăng nói. Còn có cổ trung kia, nhất định cũng là huyền khí cấp 9. Những người này rốt cuộc là ai? Trên người dĩ nhiên mang không chỉ một huyền khí cấp 9. Mặc kệ, nếu đã chống lại, liền giết chết toàn bộ. Trong mắt hắn lóe ra sát khí ác liệt, quát lên. Hai chiếc chiến hạm, không ngừng bắn cho ta. Ta muốn nhìn bọn họ có thể ngăn bao lâu. Các ngươi đều xuống cho ta, đem những tạp ngư kia giết chết toàn bộ. Hắn sát khí lẫm nhiên nói. Còn hai tên vũ tôn kia. Hắn cau mày nghĩ một chút, tức giận nói. Ta sẽ tận lực kéo dài. Nguyên bản hai tên nhị tinh vũ tôn ở trong mắt hắn chỉ là món khai vị, nhưng bên trong vũ kỹ của đối phương dĩ nhiên có thể ngưng luyện ra thiên địa quy tắc, coi như là hắn cũng không dám đón đỡ. Nội tâm Tuyên Bình đã bắt đầu hối hận, mình uy phong lẫm lẫm mà đến, nhìn đối phương mạnh nhất bất quá hai tên nhị tinh vũ tôn, cho rằng là quả hồng nhũn dễ nắm, hơn nữa mình còn có ba chiếc chiến hạm cường đại, còn không phải là bắt vào tay. Kết quả một người không có giết, U Minh chiến hạm của mình cùng hơn 30 tên thuật luyện sư tất cả đều ngỏm. Hiện tại mình cũng bị hai tên vũ tôn áp chế gắt gao, ưu thế duy nhất của phe mình chỉ còn số lượng vũ hoàng, còn có hai chiếc kim dương chiến hạm cấp 7. Tuyên Bình đại nhân, không tốt, ngươi xem. Đột nhiên một tên vũ hoàng cường giả kinh hãi đến biến sắc kêu lên. Chỉ thấy trong hố đen bắn ra một ánh hào quang, chính là giới thần bi, ở dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu, lần thứ hai hóa thành núi nhỏ, hướng hai chiếc kim dương chiến hạm trấn áp tới. Tuy rằng chiến hạm cường đại, thế nhưng giới thần bi nắm giữ đại địa tức nhướng, ngược lại thật sự là khắc tinh của những chiến hạm này. Trực tiếp dùng trọng lượng đè tới, cái chiến hạm nào chịu nổi. Tuy rằng có thể bay thoát đi, nhưng ở trong chiến đấu, sẽ bị khắc chế gắt gao. Tiểu tử, có bản lĩnh liền quyết đấu, đừng tổn thương chiến hạm của ta. Tuyên Bình trơ mắt nhìn giới thần bi này hướng một chiếc chiến hạm khác nổ xuống, người khống chế ở trong chiến hạm quay đầu muốn đào tẩu. Nhưng tốc độ khởi động quá chậm, vừa phát động liền bị giới thần bi đè ép, trong nháy mắt liền rơi rụng xuống đất. Kim dương chiến hạm to lớn không có chút hồi hộp nào ngã ở trên mặt đất, chấn động lên bùn đất trùng thiên, lần thứ hai nổ ra một cái động to lớn. Bùn đất rất nhanh tan hết, tình huống ánh vào trong mắt mọi người là, toàn bộ chiến hạm gãy vỡ, triệt để báo hỏng. Phốc! Tuyên Bình phun ra một ngụm máu tươi, oán độc nhìn chằm chằm giới thần bi ở trong hầm. Thần bi kia vẫn như cũ một chút việc cũng không có, ánh sáng chuyển động, thật giống như vô cùng vui vẻ, còn khiêu khích hắn. Còn một chiếc, lên. Quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu chuyển động, trong miệng phát sinh tiếng cười gằn, giới thần bi lần thứ hai bay lên, không ngừng biến ảo. Con người của Tuyên Bình lồi ra, trong miệng mang huyết hét lớn. Chạy, chạy mau, nhanh rời xa huyền khí này. Hắn đem kình khí toàn thân hội tụ tới đầu quyền, đánh ra ngoài quát. Tứ phương bạo, chết đi cho ta. Hắn cũng không dám dừng lại nữa, triệt để tan nát cõi lòng, nếu như một chiếc chiến hạm cuối cùng này cũng phá hủy, nhiệm vụ kia cũng không cần làm, trực tiếp bỏ chạy cách xa Tây Vực, để tránh khỏi bị tông môn truy sát. Giới thần bi trúng kình khí kiệu anh một cái, bị đánh văng ra cách xa mấy chục mét. Một chiếc kim dương chiến hạm cuối cùng khởi động, trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang đi ngang qua trời cao, biến mất ở trước mặt mọi người. Toàn bộ quá trình bị mọi người thánh hỏa điện đặt ở trong mắt, từng cái kinh ngạc đến ngây người, thật giống như xưa nay không nhận ra Lý Vân Tiêu vậy. Lý Vân Tiêu ngừng pháp quyết, đem giới thần bi thu vào giữa chân mày. Hắn đi tới trước mặt kim dương chiến hạm, tịch thu chiến hạm tan nát. Sau khi thu xong tất cả linh kiện, hắn trực tiếp nhảy vào trong hố sâu, còn có U Minh chiến hạm A, cho dù biến thành sắt vụn, cũng đều là vật liệu cấp 8A. Chỉ chốc lát, Lý Vân Tiêu mang theo mấy thuật luyện sư còn chưa chết từ trong hắc động đi ra, ném ở một bên, tổng cộng 7 người. Nói đi, các ngươi là môn phái nào, đến yêu nguyên làm cái gì? Lý Vân Tiêu đơn giản sáng tỏ hỏi. Vài tên thuật luyện sư kia im lặng một hồi, một người trong đó nói. Chúng ta làm việc cho Phi Xương Tông,
nhưng không phải là người của Phi Xương Tông. Còn đến Yêu Nguyên làm gì, chúng ta cũng không biết. Chỉ phụ trách nghe theo Tuyên Bình chỉ huy, điều động U Minh chiến hạm mà thôi. Sau khi hắn nói xong, rất thấp thỏm hỏi một câu nói. Ngươi sẽ không giết chúng ta chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, cau mày nói. Hóa ra là Phi Xương Tông, ta ngược lại cũng nghe qua. Tông chủ thật giống như là Yến Song Phi, trong ấn tượng cũng là một tên cửu thiên vũ đế a. Không sai, Yến Song Phi tông chủ đại nhân chính là cửu thiên vũ đế. Phi Xương Tông ở toàn bộ Tây Vực cũng coi như nhất lưu môn phái, ngoại trừ phệ hồn tộc cùng vạn tinh cốc ra, đúng là không có mấy thế lực dám trêu. Chúng ta cũng chỉ là được thuê mà thôi, các ngươi trong lúc đó ân oán kính xin không nên liên lụy đến chúng ta. Tên thuật luyện sư kia biết gì đều nói hết, khuôn mặt lộ ra vẻ lưu luyến nồng đậm với sinh mệnh. Hừ, muốn mạng sống. Thời điểm các ngươi điều động U Minh chiến hạm xuất thủ với chúng ta, có từng nghĩ tới chúng ta cũng không muốn chết không? Đào Quán lửa giận ngút trời, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đã được Phi Xương Tông thuê, cầm chỗ tốt của bọn họ, hiện tại cũng nên thay bọn họ nhận lấy cái chết. Mọi người của Thánh Hỏa Điện đều giận dữ, không hiểu ra sao liền đánh một hồi. Hơn nữa mỗi cái đều là suýt chút nữa chết. Nếu không có Lý Vân Tiêu kỳ binh chiến thắng, sợ là hiện tại còn ở trong hỗn chiến, thương vong khó có thể đánh giá. Làm cho bọn họ sát tâm nổi lên nhất chính là, Diệp Phàm cũng mấy lần gặp nạn, mấy lần đều suýt chút nữa vẫn lạc. Bất quá nổi giận thì nổi giận, nhưng mọi người của Thánh Hỏa Điện lại không dám nhúc nhích. Bởi vì bọn họ không có công lao, mấy người này xem như là tù binh của Lý Vân Tiêu, bọn họ không có quyền xử trí. Lý Vân Tiêu một mặt không đáng kể nói. Các ngươi đi thôi, Yêu Nguyên này rất nguy hiểm, hiện tại càng nguy hiểm hơn, có thể đi ra ngoài hay không, liền xem tạo hóa của các ngươi. Ngươi thật sự chịu thả chúng ta đi. Mấy tên thuật luyện sư kia đều lộ ra vẻ đại hỉ, từng cái không thể tin được. Tất cả mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng ngạc nhiên, Đào Quán có chút không nhịn được, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Phàm ngăn cản, khẽ lắc đầu. Hắn cũng rõ ràng. Tù binh là của Lý Vân Tiêu, bọn họ không có quyền lợi xử trí. Huống hồ Lý Vân Tiêu cũng là thuật luyện sư, tha bọn họ một mạng là rất bình thường. Sau khi mấy người xác định tính mạng không lo, tất cả đều vui mừng khôn xiết, thiên ân vạn tạ xong liền chạy như bay. Tuy rằng thực lực của bọn hắn không mạnh, nhưng thứ tốt cũng không phải ít, vẫn còn có một chiếc hổ vương chiến xa, bảy người đồng thời chen vào, rất nhanh biến mất ở xa xa. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người một chút nói. Chúng ta đi thôi, sự tình càng ngày càng thú vị, tựa hồ sự tình cửu thiên đỉnh truyền ra mọi người đều biết ha. Sắc mặt Diệp Phàm hết sức khó coi, lo lắng nói. Nguyên bản là vạn phần bảo mật, không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức cửu thiên đỉnh lại không phải lần đầu tiên truyền ra, trước đó cũng từng xuất hiện rất nhiều lần. Bất quá cuối cùng đều chứng minh là giả. Vì lẽ đó hiện tại các đại phái đối với loại tin tức này cũng không phải đặc biệt mẫn cảm. Cũng may là như vậy, đến đều là chút tạp ngư, bằng không chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Diệp Phàm cũng đồng ý gật gật đầu, thu được chí bảo này, ngoại trừ thực lực, cơ duyên cũng là vô cùng trọng yếu. Luận thực lực, Thánh Hỏa Điện bọn họ xác thực rất kém cỏi, nhưng luận cơ duyên, khắp thiên hạ chỉ có một người hắn có thể mở ra cửu thiên đỉnh. Đây chính là cơ duyên to lớn nhất. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, người của Thánh Hỏa Điện đều là người sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, không còn ung dung như lúc trước, tiếp tục hướng về nơi Diệp Phàm cảm ứng bay đi. Địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong lòng mọi người cũng bay lên một trình độ cực cao, đặc biệt là hai tên Vũ Hoàng Cường giả được hắn cứu, càng là vô cùng cảm kích. Bay đi thời gian uống cạn chén trà, đột nhiên phía trước truyền đến cảm giác khác thường. Rất nhiều khí tức táo bạo tỏ khắp ở trong không khí, bị Lý Vân Tiêu nhạy cảm bắt được. Không gian phía trước hơi dập dờn, làm cho người ta có một loại cảm giác hoảng hốt. Rất nhanh mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng từng cái nhận ra được tình huống không đúng. Chít 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 chít. Lượng lớn tiếng kêu hỗn độn nhỏ bé ở bốn phía vang lên, chính là ngũ hành phệ linh thử đã từng gặp qua. Thần thức tản ra, hàng ngàn linh thử đang hướng về phương hướng bọn họ chạy như điên tới. Chẳng lẽ lại là thử triều? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Những linh thử này dù cho nhiều hơn nữa cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành tính thương tổn thực chất.
Rất nhanh hắn liền phát hiện này cùng lần trước gặp phải thử triều phi thường không giống. Lần trước tuy rằng càng nhiều, nhưng mà thử triều chỉnh tề như một, có mục tiêu. Mà lần này thật là lộn xộn, không ít còn ở trong quá trình chạy cắn xé lẫn nhau. Yêu nguyên rộng rãi, không thể đánh giá. Phía trên tồn tại lượng lớn các loại yêu thú, một đường lại đây cũng đã gặp qua không ít, vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy quy mô thử triều lớn như vậy, thêm vào đẳng cấp linh thử cũng không cao, vì lẽ đó mọi người cũng không để ý, chỉ là cảm giác thấy hơi buồn nôn. Này là tồn tại nhiều nhất trên yêu nguyên ngũ hành phệ linh thử sao? Trong mắt Đào Quán lóe ra vẻ kinh dị nói. Bọn chúng đây là đang chạy trối chết, nhìn qua rất táo bạo hoảng loạn a, chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm? Tốc độ của mọi người cực nhanh, rất nhanh liền có thể nhìn thấy lượng lớn thử ảnh xuất hiện ở trên bình nguyên, hướng về phương hướng bọn chúng lao nhanh, trong tiếng chít chít chi hỗn độn để lộ ra tâm ý cáo kỉnh. Lý Vân Tiêu nói, số lượng không phải quá nhiều, là lưu vong bình thường. Mặt sau bọn nó hẳn là có yêu thú cao cấp hơn đang truy đuổi. Bên trong những thử triều kia còn kèm theo một ít thạch hoa hồ, cũng đồng dạng là tồn tại ba cấp. Mọi người không có thời gian để ý, tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Dọc theo đường đi yêu thú bắt đầu tăng lên, nhưng tất cả đều là hướng về phía sau bọn họ lao đi, đều là liều mạng lao nhanh, hơn nữa đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Huyết tốn trùng cấp 4, linh ảnh điêu cấp 5, đến mặt sau còn xuất hiện một chút yêu thú cấp 6, cũng ở trong đó chạy trốn. Phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Đào Quán lộ ra vẻ hoảng sợ, tốc độ thả chậm lại, nhìn chằm chằm yêu thú lẻ loi tán tán phía dưới nói. Cấp 6 thải diễm báo dĩ nhiên cũng chạy trốn, đây chính là tương đương với nhân loại vũ tông A. Hơn nữa không phải vũ hoàng cường giả rất khó hàng phục. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc lại nói. Nếu như chỉ đến đó còn tốt, ta chỉ sợ mặt sau còn có thể xuất hiện tồn tại cao cấp hơn. Diệp Phàm cả kinh nói. Nghe nói trên yêu nguyên thậm chí có yêu thú cấp 8, chẳng lẽ ở phía trước? Quả nhiên, tình huống xấu nhất cũng xuất hiện. Bắt đầu nhìn thấy yêu thú cấp 7 bán mạng lao nhanh. Lần này tất cả mọi người đều ngừng lại, vạn phần kiêng kỵ nhìn về phía trước, nhưng không cảm ứng được bất luận nhân vật nào. Nếu như phía trước đúng là một con yêu thú cấp 8, đám người bọn họ đi tới, không cẩn thận chính là kết cục diệt sạch. Phía trước lộ ra khí tức tử vong mạnh mẽ, rất xa nhìn thấy một con yêu thú dị thường cao to xuất hiện ở trên đường chân trời, khí tức vô cùng quái dị, tuy rằng xa như vậy. Nhưng vẻn vẹn là điểm đen nhỏ kia truyền đến cảm giác, liền chấn động hồn phách người. Chi, đúng là yêu thú cấp 8. Phùng Chư Thất Thanh nói. Là linh xà cửu xí điểu, hay là phá hồn mô? Yêu thú cấp 8 trên yêu nguyên chỉ có hai loại này tồn tại, nhưng bất luận loại nào đều không phải bọn họ có thể chống lại. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu trở nên vô cùng quái dị, cẩn thận nói. Là phá hồn mô, thế nhưng, thật kỳ quái a. Trong lòng Diệp Phàm hơi động nói. Vân Thiếu, làm sao kỳ quái? Lý Vân Tiêu cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể lý giải, chậm rãi nói. Con phá hồn mô kia, thật giống như chết rồi. Chết rồi. Mọi người giật mình, Đào Quán sợ hãi nói. Chết rồi làm sao còn có khí thế cường đại như thế? Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn phía trước nói. Hẳn là vừa mới chết không lâu, vì lẽ đó khí tức vẫn không có tiêu tan sạch sẽ. Phùng Chư thở phào nhẹ nhõm nói. Hóa ra là chết, vậy thì không cần lo lắng. Nhưng hắn tổng thể ung dung không nổi, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngột ngạt. Vẻ mặt Diệp Phàm cũng dị thường khó coi nói. Là chuyện gì xảy ra? Một con phá hồn mô cấp 8, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết? Ngoại trừ Cửu Thiên Vũ Đế ra, ai có thể giết một con yêu thú cấp 8? Phùng Chư cả kinh nói. Chẳng lẽ có Vũ Đế giáng lâm yêu nguyên? Không cần đoán loạn, để tránh mang cho mình một ít phiền phức vô vị. Lý Vân Tiêu trước tiên bay lên nói. Nhìn liền biết rồi, nơi này chỉ còn lại khí tức của phá hồn mô cùng tử khí, không có tồn tại khác. Hẳn là đã đi xa. Hắn xa xa bay xuống, phá hồn mô xuất hiện ở trước mắt, thần thái quái dị kia để trong lòng hắn cả kinh, làm cho người ta có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng đồng thời hạ xuống quanh thi thể phá hồn mô điều tra. Toàn thân dĩ nhiên chỉ có một vết thương. Đào Quán chỉ vào phá hồn mô này nói. Các ngươi xem, hơn nữa vết thương này cũng không lớn, tuyệt không tới chí mạng. Các ngươi nhìn mặt của nó,
tựa hồ hết sức thống khổ, ngũ quan tất cả đều có nhiều nếp nhăn chồng nhau, thật giống như trải qua thời gian dài thống khổ mới có thể như vậy. Trên người tất cả đều mềm nhũn, đều kề sát ở trên xương. Phùng Chư Cả Kinh nói, chẳng lẽ là dùng sóng âm đánh chết? Lý Vân Tiêu nói, không thể, sóng âm có thể đánh chết một con phá hồn mô, dù cho cách xa mấy trăm dặm, chúng ta chỉ ít cũng có thể cảm ứng đến. Ánh mắt hắn càng ngày càng ác liệt, chỉ vào một vết thương duy nhất kia nói. Hơn nữa tại sao hung thủ muốn mở một vết thương như thế? Ánh mắt bén nhọn của hắn ngưng tụ lại, tựa hồ muốn xem xuyên toàn bộ tình huống nội bộ của con phá hồn mô này, cắn răng nói. Nếu như ta không đoán sai, huyết dịch trong thân thể con phá hồn mô này đã bị lấy hết rồi. Lấy hết huyết dịch. Đào Quán Cả Kinh, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, năm ngón tay hắn khép lại, hóa trưởng thành đao chém xuống, lấy thực lực thất tinh vũ hoàng của hắn, toàn lực chém xuống, cũng chỉ ở trên người phá hồn mô mở ra một vết thương miệng nhỏ. Huyết nhục tách ra, lộ ra một mảnh trắng như tuyết, quả nhiên một giọt máu cũng không thấy. Chi? Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, cực kỳ kinh hãi. Sắc mặt của Diệp Phàm cũng hơi trắng bệch nói. Lẽ nào là người của Khô Lâu Dòng binh đoàn làm? Hắn nghĩ đến lúc trước nam tử của Xích Long Phủ từng nói về việc thủ huyết. Chẳng trách tử trạng của phá hồn mô này quái dị như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái. Thích Quang cũng là lòng còn sợ hãi, nghĩ đến một loại tồn tại cường đại như thế, dĩ nhiên biến thái chết đi như vậy, sinh ra cảm giác mèo khóc chuột. Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Là Khô Lâu Dòng binh đoàn không thể nghi ngờ. Chỉ là ta không rõ ràng bọn họ là làm như thế nào, không lưu chút vết tích tranh đấu đem phá hồn mô lấy huyết đến chết. Coi như là vũ đế phổ thông cũng không làm được, chẳng lẽ có đỉnh cao vũ đế tới. Nghĩ đến thân phận của vũ tiên sinh, nhất thời đoán được loại khả năng này. Nếu như cao thủ hàng đầu của yêu tộc từ trong tinh nguyệt ảo cảnh đi ra, vẫn có thể làm được. Đỉnh cao vũ đế. Mọi người một thoáng liền trầm mặc lại, nếu như thật có tồn tại bực này, vậy lần hành động này của bọn họ liền có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại đuổi tiếp cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào, cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ khó coi, nếu như có vũ đế đỉnh cao xuất thủ, dù cho hắn có giới thần bi, nội tâm cũng không chắc chắn. Hơn nữa hiện nay xem ra, khả năng này rất lớn. Trong tay Khô Lâu Dòng binh đoàn có Đường Kiếp, rất khả năng đã biết Thánh Hỏa Điện xuất thế, tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh, đừng nói âm thực dương thực đồng thời xuất hiện, cho dù chỉ có một thành xác suất, cũng sẽ có vũ đế đỉnh cao đồng ý xuất thủ. Sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch, cắn răng nói. Tuy rằng thiên vũ giới rộng lớn vô biên, vũ đế tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính xưng đỉnh cao cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi, sẽ là ai chứ? Ở trong một hầm ngầm u ám, hai tên nam tử áo bào đen ngồi đối diện nhau, trung gian cách một trận pháp màu vàng to lớn, tản mát ra ánh sáng chiếu rọi trên thân hai người, cái bóng ở trong huyệt động kéo thật dài, không ngừng lấp lóe. Trận pháp kia dĩ nhiên là trong ngoài thông thấu, một con yêu thú cả người lông dài không ngừng giãy giụa ở trong đó, rít gào không ngớt, muốn phá trận mà ra, nhưng lại không thể làm gì. Tỉ mỉ phân biệt, dĩ nhiên là một con chuột màu xanh khổng lồ, trong mắt linh quang lấp lóe. Tựa hồ còn có thần trí nhất định. Trận pháp đặt ở trên người nó, dường như một vùng không gian khốn nhập nó trong đó, không cách nào tránh thoát. Trên trận pháp có mấy phù hiệu quái lạ lập lòe ra từng trận kim quang, không ngừng có lực lượng màu vàng chìm xuống, mỗi một lần đều làm cho thanh thử dị thường thống khổ, dần dần từ bỏ chống lại. Nam tử áo bào đen bên trái tay dẫn kiếm quyết, quát khẽ. Ngưng! Chỗ ngón trỏ của hắn điểm ra. Trận pháp màu vàng cấp tốc co rút lại, ngưng tụ thành một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt, đem thanh thử kia bao vây ở bên trong. Thanh thử phát sinh tiếng kêu sợ hãi, lần thứ hai vùng vẫy, nhưng mỗi lần chạm phải kim quang kia, liền cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt, rốt cục không còn dám lộn xộn. Nam tử bên phải thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, vui vẻ cười nói. Lại thành một cái. Hắn lấy ra một huyền khí hình tròn, phía trên mang theo mấy cái lục lạc. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lục lạc này tổng cộng có 5 cái, trong đó 3 cái màu trắng, 2 cái khác là một hoàng một kim, tinh tế nhìn lại, bên trong lục lạc dĩ nhiên có một con chuột nho nhỏ chuyển động loạn lên. Hắn đem huyền khí này vứt vào không trung, bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt lớn lên mấy lần, làm chấn ních toàn bộ hầm ngầm. 5 cái lục lạc không ngừng phát sinh tiếng lanh lảnh,
ba loại ánh sáng kim, hoàng, bạch ở phía trên lấp lóe, lực lượng màu vàng nhốt lại thanh thử ở phía dưới chậm rãi bị hút tới, hướng một cái lục lạc màu trắng bay đi. Đinh linh đinh linh, thanh thử bị hút vào trong đó, lục lạc kia lập tức hóa thành màu xanh, phía trên lưu chuyển sắc thái lập tức thêm ra một loại, thanh, kim, hoàng, bạch, hơn nữa càng thêm diễm lệ. Nam tử áo bào đen lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng vẫy tay, ngân hoàn trở xuống trong tay, bị hắn cất đi. Chỉ còn lại hai con, ngũ hành ngự hoàn này liền luyện chế thành công. Ngũ hành thử vương biến mất ba con, sợ là con thử hoàng ở trung ương kia đã có phát hiện. Hai con cuối cùng sẽ một cái so với một cái khó khăn. À, nào có cái gì khó khăn, coi như là thử hoàng kia, không phải cũng là mục đích cuối cùng của chúng ta sao? Nếu như đơn giản như vậy là tốt rồi, trên yêu nguyên này trời mới biết có bao nhiêu ngũ hành phệ linh thử, rơi vào trong đó, coi như là người ta cũng khó có thể toàn thân trở ra. Này không phải đã truyền tin tức giả ra ngoài, để những ngu xuẩn kia đồng thời tiến vào yêu nguyên, hấp dẫn thử hoàng chú ý sao? Ha ha, cửu thiên đỉnh xuất thế, loại đồn đại này dĩ nhiên cũng có người tin, ha ha, thực sự là một đám ngu ngốc. Ân, cũng may phát hiện đường kiếp ở Khinh Ca xâm lâm. Vừa vặn tạo thế. Nhưng thật giống như chiêu này không phải quá hữu hiệu, tiến vào yêu nguyên cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ. Bất quá, những người yêu tộc kia đúng là có chút quái dị, chúng ta lưu ý một thoáng. Yêu tộc, ngươi là chỉ vị thiếu niên giết chết phá hồn mô kia. Xác thực có chút quái lạ, trọng điểm quan tâm thiếu niên kia, những lâu la của phệ hồn tộc, người của Thương Minh, còn có Hắc Liên thiếu hoàng, còn lại để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Đám người yêu tộc kia xác thực có chút kỳ lạ, những lâu la của phệ hồn tộc, chúng ta có thể dẫn dắt những thế lực khác tiêu diệt bọn họ, Thương Minh bảy đại thành viên đều hiện, đúng là có chút kỳ quái. Còn Hắc Liên thiếu hoàng, cửu thiên đế cảnh, có thể ít một cái liền ít một cái, quá nhiều, thiên vũ giới này không khỏi có vẻ hơi chen chúc. Không bằng chúng ta xuất thủ, trực tiếp giết hắn. Không cần, có thể đột phá đến cửu thiên đế cảnh xác suất vốn là vô cùng thấp. Huống hồ kẻ này còn có đại sư huynh ở Lam Tuyết Thánh Vực, một tiểu sư đệ ở Hóa Thần Hải, tuy rằng vạn tinh cốc chúng ta không sợ, nhưng mà không nên gây thù hằn quá nhiều. Nếu như hắn thật có thể thành tựu quy tắc, ngưng tụ đế khí, đến lúc đó lại xuất thủ cũng không muộn. Hừ, Cổ Phi Dương còn trên đời, vạn tinh cốc ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Hiện tại hắn chết rồi, lưu lại đám đồ đệ phế vật, giết liền giết, không có cái gì đáng chú ý cả. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta, luyện chế ngũ hành ngự hoàn cùng thu phục thử hoàng. Diệt trừ lâu la của phệ hồn tộc cùng ngăn cản Hắc Liên thiếu hoàng lên cấp vũ đế, bất quá là việc tiện thể. Nếu như ảnh hưởng đến chính sự, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Sau khi hai người nói xong, toàn bộ hầm ngầm khôi phục tăm tối tĩnh mịch, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào. Ở trên bầu trời yêu nguyên rộng lớn, một chiếc kim dương chiến hạm đang nhanh chóng tiến lên. Sắc mặt Tuyên Bình dị thường khó coi, giống như xương đánh cả, băng hàn như nước, mặt âm trầm, một lúc lâu không nhúc nhích qua một thoáng. Ầm, một miếng kim loại trên kim dương chiến hạm bị hắn đấm xuyên thủng, hai mắt đều là hung quang. Đối phương nắm giữ loại huyền khí nào đó trực tiếp ép vỡ chiến hạm, hai tên nhị tinh vũ tôn liên thủ lại có thể khắc chế mình, thực sự không nghĩ ra làm sao mới có thể tìm về bãi, chiếm được ngọc bi cùng cổ trung kia, trở về lấy công chuộc tội. Tuyên Bình đại nhân, phía trước có người. Một tên vũ hoàng cường giả con ngươi thu nhỏ lại, giống như phát hiện cái gì, chỉ về mấy điểm đen nhỏ đang chậm chậm di động ở đằng trước. Hả? Tuyên Bình ngưng mắt nhìn tới, phía trước tổng cộng có 9 điểm đen nhỏ, dĩ nhiên là 9 chiếc thanh lang chiến xa, ở cuối tầm mắt chậm rãi đi tới. Tiên sư nó, cái đồ bỏ đi gì? Dùng thanh lang chiến xa, phỏng chừng là đoàn lính đánh thuê bỏ đi nào đó, toàn bộ oanh diệt. Tâm tình của Tuyên Bình cực kém, không chút nghĩ ngợi liền ra lệnh. Vâng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.